Chương 141 dầu tây hai tiền, thiên trúc tử một lạng sáu tiền, trúc đào bốn tiền. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi đi tới kho của Thái học viện, đưa phương thuốc lên, mua dược liệu mình cần, nói với Hồ Linh Nhi, thuốc ta muốn luyện lần này gọi là thất mê hương, là một loại thuốc tê. Dược sư Gia Gia đã từng dùng nó quật ngã một con dao long. Con bò kia tuy rằng cường tráng, nhưng tuyệt đối có thể quật ngã nó. Tuy nhiên loại thuốc này cần dùng lò luyện đan đặc thù để luyện, không cho phép nửa chút hời hợt, Hồ Linh Nhi hiếu kỳ nói: Tại sao loại thuốc này phát ra mùi hương, ngay cả dao long cũng có thể quật ngã, huống chi là dược sư luyện đan. Tần Mục cười nói: Nếu lo luyện đan không được bịt kín, sau khi thuốc thành, mùi hương tản ra, mùi hương lướt qua, e là võ giả đại thần thông cảnh giới thiên nhân cũng phải ngã xuống. Ta không có loại lò luyện đan bịt kín này, cần phải đến thái y điện mượn một cái để dùng. Đột nhiên chỉ nghe một âm thanh quen thuộc nói: Tiểu thần y muốn đi đâu thế? Tần Mục theo tiếng nhìn lại cười nói hóa ra là khúc thái y đúng rồi ngươi là quốc tử giám ta phải gọi ngươi là khúc lão sư khúc thái y vội vàng nói đừng nên nói như vậy ta ngượng chết mất tiểu thần y buổi chiều hôm nay là tiết dạy của ta phải dạy y lý cho đám sĩ tử ngươi là thần y ngươi đến giảng thay cho ta cũng được tần mục thất thanh cười nói ta chỉ là học sinh sao có thể giảng bài hơn nữa giờ học buổi chiều ta còn có việc chỉ sợ không thể đi ta định luyện một lò thuốc buổi chiều cần dùng đến Khúc Thái Y có chút thất vọng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ngươi muốn luyện đan. Tần Mục cười nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không tính là luyện đan, chỉ là chế thuốc. Ánh mắt Khúc Thái Y lấp lóe, tiểu dược sư, ta có thể quan sát không? Tần Mục trần chờ một chút, gật gật đầu, ta định mượn lò luyện đan trong Thái Y điện dùng một chút, nếu ngươi muốn nhìn thì đi cùng là được. Khúc Thái Y vui mừng, cười nói, tiểu thần Y đến Thái Y điện trước đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, đi nhanh như gió. Tần Mục đi đến Thái Y Điện, còn chưa đi tới trước điện, khúc Thái Y cũng đã chờ đợi ở đó. Trừ hắn ra, còn có mấy người du Thái Y, dư Thái Y của Thái Y Điện, đều là một vẻ thần sắc kích động. Tần Mục buồn bực, chính mình chỉ muốn luyện một loại thuốc tê bình thường mà thôi, còn muốn hưng sư động chúng như thế. Tiểu thần Y, mau mau. Mấy vị Thái Y liên tục thúc giục, bảy miệng tám lưỡi nói, cần thúc đẩy địa hỏa hồng lô không? Chúng ta có thể làm trợ thủ. Dùng những dược liệu nào, trình tự sắp xếp dược liệu ra sao? Khi nào văn khi nào võ? Lúc triển khai thủ pháp thì nguyên khí vận hành thế nào? Tần mục cùng bọn họ tiến vào thái y điện, trước mặt liền thấy một cái lò to lớn, dùng cái lò này luyện đan, chỉ sợ có thể ăn 2-3 năm mới có thể hết, hẳn là đồ vật dùng cho quân đội, hoặc là dùng để luyện chế linh đan kinh thiên động địa nào đó. Ngoài ra còn có những lò luyện đan to to nhỏ nhỏ khác, phía dưới những lò luyện đan này có phù văn trận pháp, kết nối với địa hỏa dưới nền đất 3.000 trượng, dẫn địa hỏa ra, có thể dùng để luyện đan. Có lò bịt kín không? Tần mục dò hỏi. Tiểu thần y, mời tới bên này. Du thái y nhanh chân dẫn hắn đi tới trước một cái lò đá trong thái y điện, cười nói, cái lò này chính là lò bịt kín. Tiểu thần y xem thế nào? Ánh mắt tần mục sáng lên, chỉ thấy cái lò đá này là được cắt trực tiếp từ ngọc thạch, khoét sạch trên dưới. Bên trong bố trí bát quái ngũ hành, không để gió lùa, chỉ cần đậy lại, xoay một vòng, gió liền thổi không lọt. Cho dù đan dược nổ tung trong lò, chỉ sợ cũng nổ không mở cái lò này dùng được tần mục nhấc nắp lò lên cẩn thận đánh giá sau đó đặt từng vị thuốc theo thứ tự vào trong hốc bát quái và hốc ngũ hành trong lò luyện đan hốc bát quái và hốc ngũ hành của lò luyện đan này có thứ tự khác nhau đến thời gian nhất định hốc sẽ mở ra dược liệu trong hốc sẽ rơi vào trong lò như vậy liền không cần nhấc nắp lò lên đưa thuốc vào hắn đặt dược liệu xong bàn tay nhanh chóng vỗ một cái phù văn trận pháp từ trên mặt đất dẫn dắt địa hỏa ra, nung đốt lò đá. Hồ Linh Nhi không chú ý đến việc luyện thuốc, hết nhìn đông tới nhìn tây, mà mấy vị thái y giả tóc trắng xóa lại tràn đầy phấn khởi vây xem bên cạnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Dư thái y nhìn thấy thủ pháp của Tần Mục, ánh mắt sáng lên, than thở không dứt, thủ pháp này thực sự là xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là giỏi. Tiểu thần y, vì sao thủ pháp này của ngươi lại phải chấm liên tục 13 cái? Tần Mục nói, tử đan thạch chính là ngọc thạch, dược tính giấu trong ngọc thạch nên khó trích xuất hơn dược liệu khác, vì thế cần chấm liên tục 13 cái thì mới có thể chiết dược tính ra. Tu vi của ta khá là yếu kém, nếu tu vi tinh thuần như mấy vị lão sư thì ngược lại không cần 13 cái, chỉ cần luyện ra dược tính là có thể. Mấy vị thái y giả liên tục gật đầu, vội vã ghi nhớ, Tần Mục vừa luyện đan vừa trao đổi với bọn họ, chỉ là mấy vị thái y giả hỏi nhiều lắm, hắn hỏi rất ít, đều là giảng giải dược lý và kỹ xảo luyện đan trong đó cho mấy vị thái y này. Đây là long hổ tương tế thủ sao? Đột nhiên khúc thái y đại biến, thất thanh nói, là thủ pháp đã thất truyền. Ba vị lão thái y khác cũng lộ vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bàn tay đang tung bay của tần mục, muốn ghi nhớ thủ pháp của hắn. Dư thái y tóc trắng xóa lầm bẩm nói, long hổ tương tế thủ đã thất truyền 200 năm, không nghĩ, tới có thể gặp được loại thủ pháp luyện đan trong truyền thuyết ở chỗ tiểu thần y đây là đang nằm mơ sao? Nếu các ngươi muốn học thì rảnh rỗi ta có thể dạy các ngươi, tuy nhiên gần đây ta không có thời gian. Hiện giờ tần mục đã luyện đan đến thời khắc quan trọng, không được phân tâm, long hổ tương tế thủ chỉ là một trong mấy trăm loại thủ pháp, mà dược sư truyền thụ cho hắn, không tính là đặc thù cỡ nào. Hắn cảm thấy truyền đi cũng không có chuyện ghê gớm gì. Luyện đan quan trọng nhất vẫn là phải tinh thông dược lý, thủ pháp gì gì đều chỉ là bổ sung. Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt mấy vị thái y thì thủ pháp lại cực kỳ quan trọng ngoại trừ thủ pháp còn có toa thuốc cũng là bảo vật mà vô số người học y ước mơ tha thiết nếu đạt được một toa thuốc dân gian thì tất nhiên sẽ coi như chân bảo không chịu dễ dàng truyền ra ngoài điều này khác hoàn toàn những gì dược sư dạy cho tần mục dược sư căn bản không chìm đắm vào toa thuốc và thủ pháp dạy cho tần mục nhiều nhất chính là dược lý hắn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ dược sư dạy cho mình lợi hại bao nhiêu chỉ cảm thấy đều là những thứ tầm thường sự khiếp sợ của mấy vị thái y này khiến hắn cảm thấy không hiểu ra sao Lúc này, tần mục đã chuẩn bị thu dược, thủ pháp càng lúc càng nhanh, khiến người ta hoa cả mắt, trong chốc lát ngắn ngủi. Mấy vị thái y liền nhìn thấy hơn 10 loại thủ pháp đã thất truyền, thậm chí còn phức tạp hơn cả long hổ tương tế thủ. Rất nhiều thủ pháp thoáng một cái liền qua, mỗi một loại thủ pháp đều mang đến hình thái biến hóa khác nhau của địa hòa. Mấy vị thái y còn không kịp ghi nhớ thì tần mục đã thu tay lại, sau đó lẳng lặng chờ đợi bên cạnh lò đá. Đến khi lò đá nguội đi, thì đột nhiên nguyên khí của tần mục hóa thành huyền vũ nguyên khí, bàn tay càng lúc càng mát, càng lúc càng lạnh, kề sát trên lò đá, rất nhanh trên vách lò kết thành một tầng xương lạnh. Lại sau một lát, tần mục bảo mấy vị thái y và hồ linh nhi cùng lui về phía sau, sau đó ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí một mở lò đá ra. Đáy lò có một tầng xương mù hồng nhạt mỏng manh. Một tay tần mục diễn biến huyền vũ nguyên khí, làm cho xương mù này lạnh đi, một tay khác lấy tới một bình ngọc nhỏ, nguyên khí ở trong bình hóa thành phương pháp dẫn dắt lôi kéo sương mù ở đáy lò thu vào bình ngọc hắn vội vàng nhanh chóng đậy nắp bình vẫn chưa yên tâm lại dùng huyền vũ nguyên khí hóa thành một đoàn huyền băng niêm phong miệng bình lúc này mới thở ra một hơi thuốc ta cần đã luyện xong tần mục cảm ơn mấy vị thái y cười nói mấy vị lão sư ta còn có việc liền không quấy giày giờ học buổi chiều dù thái y cười nói ngươi chỉ cần để ý việc của mình là được sau này có việc liền không cần thiết tới nghe giảng nếu như có thời gian thì thường xuyên lại đây giảng một khóa cho mấy khúc xương già chúng ta rồi luyện đan thế là đủ. Tần Mục Cáo từ rời đi, chân trước của hắn mới vừa đi, mấy vị lão thái y vội vã cùng tiến đến. Du Thái Y mặt mày hớn hở nói, mấy vị các loại dược liệu đều ghi nhớ sao? Dư Thái Y run rẩy nói, còn có thể giấu giếm được chúng ta. Những dược liệu này ta ngửi mùi một cái liền biết là mấy loại nào, mấy tiền mấy hào cũng không gạt được lỗ mũi của ta trình tự chính phụ khi dùng bát quái và ngũ hành thì sao khúc thái y cười nói yên tâm ta đều ghi nhớ rồi như vậy thủ pháp thế nào mấy ông lão cùng kêu lên cười nói chúng ta mỗi người nhớ một nửa cùng tiến lên liền có thể phục hồi thủ pháp của hắn như cũ khúc thái y chần chờ một chút nói tuy nhiên lúc nãy hắn thu dược thì để chúng ta đi xa thủ pháp thu dược ta không nhớ kỹ hơn nữa chúng ta không biết hắn luyện thuốc gì tùy tiện luyện chế mà nói thu dược chỉ là chuyện nhỏ sẽ không quá phiền phức còn luyện thuốc gì thì sau khi luyện ra vừa nghe liền biết thuốc tiểu thần y luyện chắc chắn không hề tầm thường mấy vị lão thái y tràn đầy phấn khởi dư thái y lập tức đến kho lấy dược liệu mà mấy ông lão còn lại thì rửa sạch lò đá đợi lúc dư thái y trở về liền lập tức dựa theo trình tự đặt dược liệu vào bên trong từng cái từng cái hốc bát quái và ngũ hành mấy vị lão thái y phối hợp với nhau dẫn dắt địa hỏa mỗi người triển khai một hoặc nhiều loại thủ pháp quay chung quanh lò đá chế thuốc qua không lâu rất nhiều sĩ tử tiến vào bên trong thái y điện nghe giảng chỉ là giữa lúc mấy vị lão thái y đang chế thuốc đến giai đoạn quan trọng không thèm để ý tới mấy ngày nay thái học viện trước là bị đạo tử đạo môn ngăn cửa sau lại bị phật tử của đại lôi âm tự ngăn cửa đánh không ít người bị thương khiến mấy tên sĩ tử thái học viện ý thức được tầm quan trọng của thái y điện thái y điện khai giảng bọn họ đương nhiên phải lại đây nghe giảng mấy tên sĩ tử chỉ thấy thủ pháp của mấy vị thái y này thay đổi khó lường xuất thần nhập hóa không khỏi liên tục than thở trong lòng bội phục không thôi mấy người dư thái y không ngừng chuyển bước quay chung quanh lò đá thân hình đan sen tựa như vài con bướm già bay tới bay lui chung quanh lò lửa quả thực là tiên phong đạo cốt thoáng nhìn chính là cao nhân đắc đạo đột nhiên mấy ông lão dừng bước lại từng người thu tay điều chỉnh hơi thở chờ đợi lò đá nguội lại đến một bước này mấy vị lão thái y đều có chút trần chờ Cúc thái y đặt tay lên lò đá, nói, thật giống là loại thủ pháp này, tay của hắn liền dán vào như vậy. Dư thái y cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Luyện không được cũng không liên quan, chẳng qua là lại luyện một lò nữa. Mở lò thôi. Dư thái y tiến lên, nhấc nắp lò lên, lập tức ngửi được một mùi thơm nước mũi, không khỏi cười nói, hít thơm. Ồ, ương, hương, dầm. Du Thái Y ngã nhào, trên mặt còn mang theo nụ cười quái dị, nụ cười kia như là một đóa hoa nở ra một nửa, chỉ kịp nở một nửa nụ cười. Dầm dầm, trên mặt mấy người Du Thái Y, Du Thái Y cũng mang theo nụ cười, ngã ngửa xuống đất, rất nhiều sĩ tử vây xem cách đó không xa thấy thế thì kêu lên sợ hãi, có người muốn cứu người, có người muốn chạy trốn, đột nhiên toàn bộ sĩ tử chỉ cảm thấy tứ chi của mình phẳng phất biến mất, từng tên từng tên ngã xuống bịch 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 bọn họ không chỉ cảm giác tứ chi của mình không cánh mà bay, ngay cả con mắt, mũi, lỗ tai thậm chí đầu của bản thân cũng không thấy bóng dáng. Mặc dù là linh thai của bọn họ giờ phút này cũng đột nhiên bị tê liệt, không thể động đậy, nguyên khí cũng bị sơ cứng. Có người trúng độc trong thái y điện rồi. Mấy vị sĩ từ bên ngoài đi ngang qua lập tức phát hiện tình huống khác thường, trong thái y điện, một người vội vã phóng ra ngoài, kêu lớn, ta đi gọi quốc tử giám, các ngươi mau mau tiến vào cứu người. Hai sĩ tử khác vội vã nhảy vào trong điện, chỉ là khi ngửi được một làn hương thơm liền ngã thẳng xuống. Cũng không lâu lắm, thiền sư Pháp Khánh của Thanh Dương Điện mang theo mấy tăng nhân vọt tới, gào thét xông vào trong điện, quát lên, mau nhanh cứu. Bịch bịch, bịch bịch, mấy tăng nhân kia dồn dập ngã xuống đất không dậy nổi, tu vi của thiền sư Pháp Khánh dù sao cũng rất mạnh mẽ, xoay người đi ra ngoài điện, vừa mới tới cửa điện, rốt cục cũng không chống nổi, ngã nhào ngoài cửa điện. Thiền sư Pháp Khánh cũng bị trúng độc rồi. Mấy vị sĩ tử bên ngoài hoàng hốt vội vã tiến lên cứu thiền sư Pháp Khánh, đột nhiên ngửi được một làn hương thơm, cũng lần lượt ngã xuống đất. Sĩ tử chung quanh thấy thế thì vừa gọi người vừa chạy về nơi này, còn chưa đi tới trước mặt liền không chút báo trước ngã bịch 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 xuống đất. Mà đám sĩ tử trong sĩ tử cư, thần thông cư và hoàng tử Uyển cũng nhận được tin tức, cuống quýt tiến tới, quốc tử giám của các điện khác cũng dồn dập điều động, dự định cứu người. Trước sân môn, còn có một vài sĩ tử nghe được biến cố này, không kịp đánh nhau với Phật tử mà vội vã lên núi cứu viện đồng môn. Bá Sơn Tế Tử cũng nhận được tin tức, vội vàng chạy nhanh tới trước Thái Y Điện, chỉ thấy phía trước Thái Y Điện đã nằm đến mấy trăm sĩ tử và quốc tử giám. Mùi thơm của thất mê hương kia đã từ trong Thái Y Điện lan tràn, khoách tán ra ngoài điện. Mấy vị quốc tử giám như Lăng Vân Đạo Nhân đứng cách đó không xa, sắc mặt thay đổi, đột nhiên Đạo Nhân sóc phong của trận nguyên điện tiến lên, hai tay áo căng gió, trầm giọng nói, chất độc này cực kỳ lợi hại, có lẽ phải thổi tan hơi độc này mới cứu được người. Vù. Hai tay áo của ông ta phun ra hai ngọn gió, thổi vào bên trong thái y điện. Sắc mặt bá sơn tế tử thay đổi, lạnh lùng quát, không được thổi. Đạo nhân sóc phong của trận nguyên điện còn chưa phục hồi lại tinh thần, thì cái mùi thơm nồng nặc bên trong điện bị thổi ra khỏi đại điện, tràn ngập xung quanh. Bá sơn tế tử quát lên, ngừng thở. Tuy nhiên đã chậm, mùi thơm của thất mê hương tản ra khắp nơi, từng tên từng tên sĩ tử ngã bịch 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 xuống đất, thân thể cứng ngắc, mà tu vi của quốc tử giám thâm hậu, chỉ cảm thấy tứ chi tê dại, chân như nhũn ra, nguyên khí cũng biến thành trì trệ, không thể động đậy. Bá Sơn Tế Tử xem thời cơ sớm, hơn nữa tu vi cực cao, chỉ hít vào một tia mùi thơm, lúc này dùng chân nguyên tinh thuần bức mùi thơm ra ngoài cơ thể, nhìn xung quanh, chỉ thấy rất nhiều sĩ tử liên tục liên tục ngã xuống. Gai go, đây là sắp diệt môn rồi sao? Trong lòng hắn một mảnh bi thương, chỉ sợ làn hương này rất nhanh liền muốn tràn ngập toàn bộ thái học viện có thể không bị say ngất, e rằng chỉ có vẻn vẹn 10, 20 người mà thôi. Những người này có tu vi cảnh giới thiên nhân trở lên, có thể bức mùi hương kỳ lạ này ra ngoài thân thể. Thái học viện chính là đệ nhất thánh địa trên đời hiện nay, lúc này lại muốn bị làn hương kỳ lạ này quật ngã toàn bộ, không diệt môn thì cũng không cách biệt bao nhiêu. Mấy lão già hồ đồ của Thái y điện, đến cùng là luyện ra chất độc gì? Hắn cũng không biết, thất mê hương cũng không phải là độc, chỉ là một loại thuốc tê mà thôi, qua một hai canh giờ, dược lực của thuốc tê sẽ rút đi, không đả thương người chút nào. Ngay lúc này, đột nhiên có một cái hồ lô từ từ bay lên không trung trước thái học điện, miệng hồ lô hướng xuống dưới, một luồng sức hút đáng sợ truyền đến, từ trên đỉnh núi hút xuống phía dưới, hút cả không khí lẫn mùi thơm đang dần dần lan tràn vào trong hồ lô. Trên núi, dưới núi, nhấc lên một cơn gió lớn, cũng không lâu lắm mùi hương kỳ dị biến mất. Bá Sơn Tế Tử thở phào một hơi, may là có đại tế ti tồn tại, không có bao phủ hết núi tuy nhiên những người này chỉ sợ là mắt hổ của hắn rưng rưng nhìn vô số thi thể trước thái y điện đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh cười nói bá sơn bọn họ còn chưa có chết ngươi khóc cái gì bá sơn tế tử hơi run run liền vội vàng tiến lên thử hơi thở của một bộ thi thể quả nhiên trung khí tràn đầy thiếu niên tổ sư đi tới bên cạnh hắn nhìn xung quanh nhíu nhíu mày nói thật giống là tác phẩm của độc vương đúng rồi ta biết là ai động tay động chân rồi cái tên hư hỏng này, coi trời bằng vung mà. Bá Sơn Tế Tửu trần trời nói, đại tế ti, nghe nói là mấy vị thái y luyện thuốc xảy ra sự cố. Thiếu niên tổ sư cười lạnh nói, mấy tên thái y của thái y điện còn luyện không được thuốc tê mạnh mẽ như vậy, nhất định là tên tiểu quỷ kia luyện thuốc trong điện, kết quả luyện sai đường khiến ngay cả mình cũng bị say ngất, còn làm cho sĩ tử toàn viện say ngất theo. Ông vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên con mắt trợn lên, chừng chừng nhìn về phía cách đó không xa. Bá Sơn Tế Tửu không rõ, theo ánh mắt của ông nhìn lại con mắt cũng trợn lên chỉ thấy một tên sĩ tử thiếu niên vòng qua sau núi thái học điện đi tới hai tay nâng một con thanh ngư cực kỳ hùng tráng con thanh ngư to lớn kia cũng bị say ngất bốn cái móng bị trói cùng một chỗ chổng vó bị thiếu niên kia nâng đi tới mà trên móng bò còn ngồi một con tiểu hồ ly trắng tinh không có một chút màu tạp sĩ tử thiếu niên kia nhìn thấy thi thể đầy đất thì hơi run run lại nhìn thấy bá sơn tế tử và thiếu niên tổ sư không khỏi thay đổi sắc mặt liền vội vàng quăng thanh ngưu đi, kéo con hồ ly nhanh chân bỏ chạy. Tiểu ngưu ngưu của ta, bá sơn tế tử điên cuồng chạy tới, đón lấy con thanh ngưu bị say ngất kia, khuôn mặt thịt đau, cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi quật ngã thú cưỡi của ta, ta thể không bỏ qua cho ngươi. Tần mục còn chưa chạy được bao xa, đột nhiên cổ áo bị kéo căng, bị thiếu niên tổ sư tóm lên, sau đó cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến ảo. Sau một khắc liền xuất hiện trước thái y điện, đứng ở giữa đống thi thể đầy đất. Tần Mục đàng hoàng, cúi đầu nhìn Bạch Hồ bên cạnh, Bạch Hồ cũng đàng hoàng, cúi đầu nhìn chân trước đầy lông xù của mình. Thiếu niên tổ sư tức điên mà cười, chỉ vào thi thể đầy đất, hồi lâu nói không ra lời. Đứng vào góc tường, thiếu niên tổ sư nín nửa ngày, quát lên. Tần Mục và Hồ Linh Nhi đi tới góc tường Thái Y Điện, cúi đầu đứng đó. Mặt thiếu niên tổ sư tối sầm lại, chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trước mặt một người một cáo, đột nhiên quát lên, ai hạ độc. Tần Mục vội vàng nói, con bò kia là ta làm say ngất, còn những sĩ tử và tế tử này thì ta không biết. Thiếu niên tổ sư trầm mặt nói, giải trừ như thế nào? Tần Mục đàng hoàng nói, không cần giải, chỉ cần chờ một chút là bọn họ sẽ phục hồi như cũ. Thiếu niên tổ sư hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng ngón tay lên của trách nói, người mới tới thái học viện mấy ngày, liền chơi đùa đến long trời lở đất. Sĩ tử trong sĩ tử cư đều bị ngươi đánh một lần, phòng của sĩ tử cư cũng sắp bị ngươi phá sạch sẽ rồi, Trồng đầu lên tường trồng người vào đất ngươi coi ta không biết sao ngay ở trước mặt hoàng đế đánh đổ lăng vân quốc tử giám bây giờ lại phóng độc làm thú cưỡi của bá sơn tế tửu say ngất thái y điện say ngất không nói hầu như toàn bộ mọi người trong thái học viện của ta đây đều bị ngươi làm say ngất rồi kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì đẩy ngã tất cả mọi người trong kinh thành sao tần mục suy nghĩ một chút vò đầu nói lò luyện đan kia phải lớn đến cỡ nào mới có thể luyện ra nhiều thất mê hương như vậy ý của ta là, thất mê hương làm những sĩ tử và tế tử này bị say ngất, tuyệt đối không phải do ta luyện. Thiếu niên tổ sư chán nản, như vậy ngươi nói thử xem, ngươi làm cho thú cưỡi của bá sơn tế tử say ngất để làm chi? Bá sơn tế tử đi tới, hiếu kỳ nói, đúng đấy, ngươi làm con bò của ta say ngất làm gì? Tần mục hấp hái mắt, nói, ta đùa giỡn với nó. Ta định, trộm mấy cọng rau trong vườn, mấy ngày nay ăn quá nhiều dầu mỡ, cho nên muốn thay đổi khẩu vị bá sơn tế tử nghi ngờ nói ngươi quật ngã con bò của ta rồi vì sao không đi hái rau ngược lại khiêng nó chạy đi ngươi là vừa ý rau trong vườn của ta hay là bò của ta mới chính là món ăn của ngươi cái này tần mục cúi đầu cầu cứu nhìn tiểu hồ ly đang đứng trong góc tường cùng mình tiểu hồ ly cũng tìm không ra lý do bá sơn chán nản ngươi không nói được hả ngươi nói nên phạt ngươi thế nào đại tế ti hắn vừa mới lên núi liền dám ăn bò của ta còn phóng độc suýt chút nữa làm hại toàn bộ sĩ tử thái học viện người này không giữ lại được thiếu niên tổ sư tằng hắng một cái thấp giọng nói bá sơn hắn là đệ tử của độc vương bá sơn tế tử sợ hết hồn độc vương độc vương nào thiếu niên tổ sư nói nhỏ còn có thể là độc vương nào đương nhiên là ngọc diện độc vương tên thần y trong hẻm hoa chữa khỏi bệnh cho thái hậu kia chính là hắn hắn trị bệnh cứu người rất giỏi hạ độc cũng không thể chênh lệch với phụ nguyên thanh của phủ quốc sư Bá Sơn Tế tử sởn cả tóc gáy, vội vã cách Tần Mục xa một chút, ấp úng nói, nếu bò của ta không có chuyện gì, như vậy việc này ta liền không truy cứu. Đại Tế Ti, ngươi đến xử lý đi. Thiếu niên tổ sư đau đầu, Tần Mục điểm nào cũng tốt, chỉ là hay nghịch dại. Đám người trưởng thôn bồi dưỡng Tần Mục đến mức rất xuất sắc, tổ sư cũng rất hài lòng, thế nhưng chơi đùa Thái học viện ngược lại cũng thôi, lỡ như đến thiên ma giáo mà còn nghịch dạy vậy thì cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, thiếu niên tổ sư nở nụ cười, từ mi thiện mục nói, hai tháng nữa ta sẽ tử quan, không thể xảy ra sơ sót. Hai tháng này, ngươi an phận một chút được không? Tần mục gật đầu, cãi, thất mê hương làm thái học viện say ngất, thật sự không phải do ta luyện. Thiếu niên tổ sư cười híp mắt nói, là ai truyền ra toa thuốc của thất mê hương hả? Tần mục cúi đầu, thiếu niên tổ sư gọi bá sơn tế tử, nói, bá sơn, ngươi tới đây. Bá sơn tế tử tiến lên, thiếu niên tổ sư cười nói, hai tháng này, ngươi chăm chú giám sát hắn đợi hai tháng sau khi ta thoái lui rồi thì ngươi liền có thể ung dung ý của đại tế ti là bá sơn tế tử tiến đến trước mặt nhấc bàn tay lên làm ra động tác cắt xuống phía dưới lộ ra vẻ hỏi thăm thiếu niên tổ sư tựa như cười mà không phải cười nói cả nghĩ quá rồi hắn là thần y ngay cả bệnh của thái hậu cũng chữa khỏi hơn nữa một liều thuốc tê liền làm cả núi say ngất nếu ngươi giết hắn thì ta giết ngươi hóa ra là hắn bá sơn tế tử bỗng nhiên sáng tỏ nói, sớm nghe nói có một vị thần y mới đến kinh thành, không nghĩ tới lại là tiểu tử này. Ta canh giữ hắn cũng không phải là không thể, chỉ là tính tình của ta lỗ mãng, không quen ở một chỗ trên núi. Thiếu niên tổ sư cười nói, ngươi đi đâu thì liền dẫn hắn theo đó. Bá sơn tế tử vâng dạ. Thiếu niên tổ sư thở hát một hơi, nói, đừng lo lắng, mang những sĩ tử và tế tử bị quật ngã này ra ngoài, để bọn họ hít thở không khí. Tần mục và bá sơn tế tử vội vã đi vào thái y điện, mang những người bên trong điện ra ngoài. Sĩ tử Thái học viện bị quật ngã hơn phân nửa, quốc tử giám cũng bị quật ngã không ít, đến khi dược tính của thất mê hương trôi qua, tất cả mọi người đều lần lượt tỉnh lại, chỉ là đầu óc còn có chút ngất ngây nặng nề, trong nhất thời chốc lát không cách nào khôi phục hoàn toàn. Mấy vị thái y già của thái y điện nhận lỗi với mọi người, rất là xấu hổ, lại kính phục tần mục thêm mấy phần. Bọn họ thế mới biết khi tần mục thu thuốc thì tại sao lại bảo bọn họ tránh ra, dược lực của thất mê hương này quá mạnh, Tần Mục lo lắng bị tiết ra ngoài cho nên mới để bọn họ tránh xa một chút. Cũng chính là nguyên nhân này mới làm cho bọn họ không nhìn thấy thủ pháp thu thuốc của Tần Mục mới gặp phải một hồi rối loạn lớn này. Cũng may chỉ là thuốc tê, nếu là kịch độc người là chết, chỉ sợ một mạch tinh anh tương lai của Duyên Khang Quốc sẽ chết đi hơn nửa. Đang lúc này, đột nhiên có người cả kinh kêu lên, Phật tử Phật tâm và Đại Hòa Thượng Kính Minh đi rồi. Toàn bộ trên dưới Thái học viện đều xôn xao, một vị quốc tử dám lầm bẩm nói, lẽ nào vị sĩ tử đánh bại đạo tử kia lại ra tay rồi tần mục cũng hơi chấn động trong lòng lão hòa thượng kính minh mang theo phật tâm đến đây mục đích cũng giống đan dương tử của đạo môn ngăn cửa ba ngày gọt uy phong thái học viện diệt lòng dân duyên khang quốc đang quy về một mối mà hiện giờ còn chưa tới ba ngày kính minh đã dẫn phật tử phật tâm rời đi điều này chỉ có một cái khả năng đó chính là phật tử phật tâm đã bị đánh bại vừa nãy rõ ràng mình ra sau núi quật ngã thanh ngưu không thể nào chạy đến sơn môn đánh bại phật tử phật tâm được tần mục mờ mịt không phải mình đánh bại phật tử phật tâm như vậy sẽ là ai hắn nhớ tới lúc mình gặp và nói chuyện với tổ sư ở bên nhà tranh kia lúc đó trong lời nói của tổ sư có chuyện ý tứ là chỉ bên trong thái học viện ngoài hắn ra còn có những người khác có năng lực đánh bại phật tâm nếu tần mục không ra tay mà nói thì tổ sư sẽ để người kia ra tay mà sĩ tử đánh bại phật tử phật tâm này vậy mà cũng giống tần mục cực kỳ biết điều sau khi tần mục đánh bại đạo tử lâm hiên cũng không tuyên truyền với người ngoài về chuyện này người này vậy mà lại nhân lúc chống trải khi sĩ tử và tế tử của thái học viện bị thất mê hương làm say ngất này một mình xuống núi đánh bại phật tâm khi đó trước sơn môn ngoài phật tâm và lão hòa thượng kính minh liền chỉ có con long kỳ lân kia mặc dù long kỳ lân sẽ mở miệng nói chuyện nhưng đó cũng là một cái miệng hồ lô ngược lại không xuất ra được mấy cái hạt đừng hòng moi được gì từ miệng nó trừ phi có thể làm thịt thú cưỡi của bá sơn tế tử là cái con thanh ngư kia cho nó ăn thì mới có thể để nó nói ra người kia là ai tuy nhiên hiện giờ muốn làm con thanh ngư kia say ngất vậy thì khó rồi bên trong thái học viện có một cao thủ có thể sánh ngang mình đây là chuyện tốt tần mục khẽ mỉm cười không hỏi thăm người ra tay là ai nữa mang theo hồ linh nhi trở về sĩ tử cư bên trong sĩ tử cư rất nhiều người đều đã biết lần này mấy vị thái y là chiếm được toa thuốc từ chỗ hắn kết quả quật ngã hầu như toàn bộ sĩ tử trong thái học viện nên khi nhìn thấy hắn đều có chút sợ hãi đột nhiên một cái âm thanh rụt rè truyền đến nhẹ giọng nói, tần sư huynh, là ngươi đánh bại vị Phật tử Phật tâm kia sao? Tần mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là, cô bé dịu dàng ít nói trở thành sĩ tử thái học cùng một lúc với mình kia, tư vân hương, cô bé này vẫn còn thẹn thùng. Tần mục còn trêu chọc nàng mấy lần, làm cô bé này mắc cỡ khuôn mặt đỏ chót, tay chân luống cuống. Tần mục lắc đầu nói, đương nhiên không phải ta. Lúc người kia đánh bại Phật tử Phật tâm, ta còn bị đại tế ti chộp tới giáo huấn đây. Hương muội tử, Ngươi có thấy người đánh bại phật tử kia hay không tư vân hương lắc đầu mới vừa rồi ta bị một làn hương làm say ngất cũng không biết chuyện gì xảy ra bây giờ còn có chút choáng vắng đầu ta thấy sư huynh thần thái sáng láng không có chúng độc còn tưởng rằng là sư huynh đánh đuổi phật tử phật tâm đây ánh mắt tần mục lấp lóe cười nói thật sự không phải là ta ta cũng rất muốn biết người nào đánh bại phật tử đây tư vân hương thấy có người nhìn về phía này vội vã trở về khu nhà ở khép cửa phòng lại tần mục mượn cơ hội nhìn vào phòng ở của nàng một chút còn chưa thấy rõ bên trong có cái gì thì cửa phòng của cô bé này cũng đã đóng lại tần mục chỉ đành trở về chỗ ở của mình tư vân hương này rất có vấn đề hắn lấy lại bình tĩnh thấp giọng nói nàng căn bản không chúng thất mê hương người chúng thất mê hương không có bộ dáng như nàng thất mê hương là một loại thuốc tê sau khi chúng phải loại thuốc tê này thì cho dù tỉnh lại hai ba canh giờ đều sẽ không khỏe lúc nãy nàng cũng không có chút khó chịu nào hồ linh nhi nói công tử bên trong những sĩ tử bị say ngất trước thái y điện cũng không hề có tư vân hương tần mục khẽ nhúc nhích trong lòng sau khi bị thiếu niên tổ sư giáo huấn muốn hắn ở lại giúp đỡ chăm nom những sĩ tử và quốc tử giám này tần mục và tiểu hồ ly đều ở đó hỗ trợ tiểu hồ ly đi dạo chung quanh dự định cướp đoạt chiến lợi phẩm nhưng bị hắn ngăn lại lúc đó hồ linh nhi thấy mặt toàn bộ những người bị say ngất nàng nói không có tư vân hương thì chắc chắn là không có nàng quả thực đang nói dối tần mục hấp háy mắt nói không có lý do gì lại tốn sức từ chỗ ở của mình chạy đến nói dối với ta nói như vậy kỳ thực nàng chính là muốn khoe khoang nàng muốn nói với ta việc đánh bại phật tử như vậy chuyện nàng muốn khoe khoang cũng là chuyện này đánh bại phật tử chính là nàng tần mục đột nhiên nhớ lại vì sao thiếu niên tổ sư lại chắc chắn bên trong thái học viện có người có thể đánh bại phật tử như vậy lẽ nào ông đã sớm biết tư vân hương có năng lực này vì sao thiếu niên tổ sư lại hiểu rõ cô bé tư vân hương vừa mới trở thành sĩ tử thái học không được bao lâu này như vậy phải biết coi như là vị thiếu giáo chủ như tần mục đây thì thiếu niên tổ sư cũng cần thử thách mấy lần mới có thể khẳng định thực lực và năng lực của hắn điều này nói rõ thiếu niên tổ sư cực kỳ thấu hiểu tư vân hương còn hiểu rõ hơn hiểu tần mục mà cô gái này lại họ tư hơn nữa có tính xấu nhỏ là thích khoe khoang này bà bà thật biết đùa tần mục phẫn nộ nói trước tiên mình sẽ không vạch trần bà bà nhìn bà bà đến cùng muốn làm cái gì hắn đang muốn đóng cửa phòng lại đột nhiên nghe tiếng của bá sơn tế tử nói ngưu ngưu chuyển bọc hành lý của ta tới vâng lão ra bá sơn tế tử đẩy cửa đi vào theo sau lưng là một con thanh ngưu cường tráng cõng một cái bọc to con thanh ngưu này còn chưa hóa hình hoàn toàn bước đi như người nhưng vẫn còn hình dạng của bò chính là con thanh ngưu bị tần mục làm say ngất kia ta ở phòng nào bá sơn tế tử hỏi tần mục tần mục ngạc nhiên Bá Sơn tế tửu lại làm như quen thuộc, cười nói, "Vậy thì phòng phía tây thôi." "Ồ, thật nhiều tiền. Tần Sĩ tử, ngươi rất giàu có." "Ngưu ngưu, ta có tiền. Nhanh lấy một ít xuống dưới núi mua rượu đi." "Có rượu uống sao?" Hồ Linh Nhi hoan hô, một bật ba nhảy chạy tới, ngồi xổm trên đầu bò, cười nói, "Ta đi cùng với ngươi." Thanh Ngưu mang nàng đi ra phía ngoài, nói, "Ngươi cũng uống rượu hả? Có uống được rượu không?" Bá Sơn tế tửu thả bọc hành lý của mình xuống, thu dọn phòng ốc, sắp xếp rừng chiếu, thoáng thấy tần mục còn ở bên ngoài, cười nói, đại tế ti bảo ta như hình với bóng, ta đương nhiên phải cùng ngươi ở một chỗ, miễn cho ngươi lại gây họa chung quanh. Chữ trên cửa là ngươi viết hả? Tần mục gật đầu. Bá Sơn Tế tử dùng sức vỗ vào lòng bàn tay, khen, viết rất đẹp. Chữ ngươi viết rất có hương vị, đẹp hơn những tên khốn trong họa thánh các kia. Ta cũng không hiểu họa thánh các của Thái học viện chúng ta là dùng để làm gì, vậy mà cũng có mặt mũi lĩnh bổng lộc triều đình, đúng rồi ngươi ngủ có ngáy không tần mục lắc đầu ta ngáy bá sơn tế tử nói bên trong thái học viện chúng ta có rất nhiều quốc tử giám cũng ngáy đặc biệt là lão nico sư thái nghi thu kia tiếng ngáy rung trời chà chà ngoài mười dặm đều có thể đánh chết bò may là lão nico này không thường xuyên ngủ chỉ lo ngồi thiền nếu bà ta ngủ thì đám sĩ tử các ngươi cũng không ngủ được tần mục có chút nôn nóng lời của vị bá sơn tế tử này hình như hơi nhiều còn nói nhiều hơn cả vệ dung Bá Sơn Tế Tử nói chừng nửa canh giờ, trên căn bản Tần Mục đã lần mò ra kiếm, quyền, pháp thuật, tác phong bẩm sinh và của cải của các vị quốc tử giám các điện như Tam Dương, Thái Y, Họa Thánh trong Thái Học Viện một lần, ngay cả gốc gác của từng vị bí thư, giám của thiên lục lâu kia cũng bị bá Sơn Tế Tử, vạch trần ra, cái gì con riêng, những chuyện kiểu lão Nico hẹn hò tình nhân, không có chuyện gì mà vị Tế Tử này không nói ra ngoài. Thanh Ngưu và Hồ Linh Nhi từ trong thành trở về đã say khướt, một bò một cá uống hơi nhiều, chính đang xưng huynh gọi muội, thân thiết đến như là cùng chui ra từ trong một bụng mẹ vậy. Con Thanh Ngưu này hồn nhiên không nhớ được lúc đó Tần Mục mang theo con hồ ly này chuốc mê nó. Bá Sơn Tế Tử vội vã đón lấy bầu rượu, chút rượu vào miệng, đầu óc có chút ảm đạm, nói: mấy ngày trước đây, lúc ta từ bên ngoài trở về, hình như nhìn thấy sư phụ ta. Ngươi không nghĩ tới phải không? Ta tuy là tế tử, nhưng cũng không phải là từ bên trong thái học viện đi ra, ta là lưu phái chiến kỹ có sư phụ được quốc sư mời tới truyền thụ chiến kỹ cho sĩ tử ta vốn cho là ông ấy chết rồi không nghĩ tới ông ấy vẫn còn sống bá sơn tế tử uống một ngụm rượu ngơ ngác nói đôi chân của lão nhân ra người đã cụt nhưng chạy rất nhanh ta toàn lực chạy theo cũng không kịp sau đó ta gặp phải một người mù đánh ta một trận hỏi ta sao lại theo dõi hắn chẳng thèm nói lý lẽ hắn còn muốn đối thơ với ta ta đối không lại hắn sư phụ cũng mất tiêu Tần Mục hơi run run, cường giả lưu phái chiến kỹ không có chân, còn có một người mù thích đối thơ. Thật giống là đồ ra ra và mù ra ra. Bọn họ rời khỏi đại khư khi nào? Bá Sơn Tế Tử uống đến say mềm, ăn nói linh tinh, Tần Mục trần chờ, tùy tiện hỏi dò khẳng định là mạo phạm. Thanh Ngưu, người có thấy rõ người mù kia không? Tần Mục hỏi dò Thanh Ngưu bên cạnh. Con Thanh Ngưu nhìn Tần Mục một chút, có chút khiếp đảm, hiển nhiên còn nhớ chuyện bị hắn làm say ngất. Tần Mục cười nói, người còn thù dai, Ngươi đánh ta một trận, ta lại chỉ làm ngươi say ngất, cũng không có đánh ngươi, ngươi còn thù cái gì? Ngươi gặp được người tốt nào khoan dung độ lượng như ta sao? Bá sơn tế tử nấc rượu, sắc mặt quái lạ, tên thiếu niên đến từ đại khư này hiển nhiên là, có hiểu lầm gì đó với cái từ người tốt này. Nói, tần sĩ tử, thế nhưng ngươi làm nó say ngất lại còn muốn ăn nó, nó có đề phòng cũng là bình thường. Hắn còn muốn ăn ta? Thanh ngư kêu lên sợ hãi, lão ra, việc này có thể ngươi chưa nói qua với ta ngươi chỉ nói hắn làm ta say ngất, không nói muốn ăn ta. Hồ Linh Nhi đứng trên sừng bò, ôm bình rượu, giòn tan nói, Ngưu đại, ngươi chưa từng nghe nói không đánh nhau thì không quen biết sao. Thanh Ngưu kia cả giận nói, đã nghe không đánh nhau thì không quen biết, thế nhưng chưa từng nghe qua không ăn thịt thì không quen biết. Sắc mặt bá sơn tế tử càng thêm quái lạ, con hồ ly tinh từ đại khư đến này hiển nhiên, cũng hiểu sai ý tứ cái câu không đánh nhau thì không quen này. Thiếu niên này là do ai dạy ra? Có chút quá khốn nạn tần mục không biết ý niệm trong lòng hắn bá sơn tế tử và tiểu hồ ly cùng thanh ngư đều đang uống rượu hắn không thích uống rượu nên đành tu luyện bên cạnh đột nhiên con người bá sơn tế tử có rút lại nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đao pháp tần mục đang triển khai đợi đến khi tần mục triển khai xong đao pháp giết heo một lần bá sơn tế tử đột nhiên ném hồ lô rượu qua một bên phanh ngực lấy đao ra ở trong sân múa đao trong âm thanh mang theo sự tăng thương thanh gươm mạ vàng rát ngọc trắng ban đêm sáng quắc dọi qua song trai 50 tuổi công chưa lập sách gươm đứng nhìn khắp tám phương. Đề đao độc lập cố bát hoang, chính là thức thứ sáu trong đao pháp giết heo. Đao của hắn va chạm vào đao của tần mục, ánh lửa bắn ra liên miên. Đao pháp hai người va chạm, bá sơn tế tử cười ha ha, bốn, năm mươi năm, mưa gió mịt mù không gặp lại. Xem qua mây bay, mênh mông vắt ngang trời. Tần mục thi triển ra hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên, va chạm cùng đao của hắn. Ngâm Nga nói, đừng vội khoe khoang, hào kiệt kiếp sau nguyện làm dân nhìn quanh biển trời, một đường đi tới một đường yên. Hai người thu đao, đứng quay lưng vào nhau, từng người cắm hai thanh đao vào sau lưng. Sư đệ, bá sơn tế tử xoay người chào. Tần mục không người, sư huynh. Hai người ngồi xuống, bá sơn tế tử lại hỏi thăm về thân thể của đồ tể. Tần mục nói, tất cả đều tốt. Nửa người dưới của lão nhân ra người không còn, nhưng tu vi rất cao, hai tay vẫn đi nhanh như bay. Bá Sơn Tế Tử buồn bực, nói, nếu ngươi và ta đều cùng một sư phụ, vì sao ngươi lại còn học tập y thuật của Ngọc Diện Độc Vương? Ngọc Diện Độc Vương cũng là sư phụ ngươi. Tần Mục gật đầu, chưa nói cho hắn biết ngoại trừ dược sư và đồ tể, mình còn có những sư phụ khác. Bá Sơn Tế Tử ngơ ngác, đột nhiên nói, ta nghĩ ta biết nửa người dưới của sư phụ ở nơi nào. Năm đó lão nhân ra người vung đao lên trời, thân thể từ không trung rơi xuống, nửa người dưới hình như là bị đệ tử của một môn phái đoạt đi. Sư đệ, ngươi theo Ngọc Diện Độc Vương học y, y thuật cao minh, ta muốn hỏi ngươi, tìm được nửa người dưới của sư phụ thì còn có thể nối lại không? Tần mục trần chờ một chút, nói, nếu là vừa chém đứt thì có thể. Chỉ cần kích phát hoạt tính thân thể, dùng thuốc sinh trưởng bắp thịt, tinh khí liền có thể nối lại thịt đứt, gân đứt, tái tạo xương gãy. Tuy nhiên thời gian lâu như vậy, chỉ sợ nửa người dưới của ông ấy đã chết từ lâu. Bá sơn tế tử cụt hứng, rồi lại lập tức phấn chấn tinh thần, vậy cũng phải tìm thân dưới của sư phụ trở về. Tần mục gật đầu, nói, tốt nhất sư huynh nên dò la rõ ràng đến cùng là, bị môn phái nào đoạt đi trước đã, miễn cho tìm lộn môn phái. Bá Sơn Tế Tử đứng dậy, qua không lâu lại vòng trở lại, nói, nửa người dưới của sư phụ bị người nhặt đi từ hơn 200 năm trước, cũng không biết còn ở trong môn phái kia hay không. Ta đã sai người đi thăm dò một chút, đợi tìm ra tung tích lại đi lấy về. Tần mục thở phào một cái, nếu như có thể tìm được nửa người dưới của đồ tể, mặc kệ có thể lấy về hay không, tóm lại cũng là một chuyện tốt. Đồ tể chỉ còn sót lại nửa người trên, thực lực bản thân còn lại không nhiều, nếu nửa người dưới của ông bị người cướp đi thì chắc là còn có thể bảo tồn lại dù sao thì thực lực của ông cũng cực mạnh làm cường giả của lưu phái chiến kỹ thì việc tu luyện thân thể tới mức không thể phá hủy cũng không khó lắm rất nhiều cao tăng đắc đạo của phật môn đều có thể làm được khi chết đi thân thể cũng không mục không nát đặt ở trong miếu xem như là thân thể bồ tát để thờ phụng nhưng mà khó chính là thân thể bất tử thân thể những vị bồ tát trong miếu thờ thực chất là những thân thể đã chết rồi thân thể bất tử càng cao hơn thân thể không hủy một bậc máu không ngừng thân không cứng tim còn đập thần kinh còn biết đây mới là thân thể bất tử bá sơn sư huynh ngươi có biết tên thật của đồ gia gia hay không tần mục nhớ tới một chuyện hỏi bá sơn tế tử lắc đầu không biết chỉ biết người ta gọi ông là thiên đao còn tên tục là gì thì không người biết rõ sư phụ nói ông có kẻ thù có thể dựa vào tên họ để làm phép thuật hại người vì lẽ đó rất ít khi ông thổ lộ tên của mình cho người khác tần mục ngạc nhiên thủ đoạn này có chút giống với đại vu của man địch quốc lẽ nào trước đây đổ tể đã đắc tội với đại vu man địch quốc hắn bình tĩnh lại tâm tình tiếp tục tu luyện ba chiêu kiếm pháp mà quốc sư duyên khang truyền lại ba chiêu kiếm pháp của quốc sư những kiếm thức hắn đã tu thành rất khó có tiến bộ thêm nữa hiện tại hắn bắt đầu tu luyện hai chiêu kiếm pháp khác bá sơn tế tử vừa uống rượu vừa ở một bên quan sát có lòng muốn chỉ điểm hắn nên tu luyện thế nào tuy nhiên nhìn chốc lát bá sơn tế tử cũng không nói ra được một câu ông cũng đã thấy những sĩ tử khác luyện tập du kiếm thức có vụng về có tinh xảo mà ở trong tay tần mục du kiếm thức có đến hàng trăm ngàn kiếm khí khi thì như cá bơi khi thì tựa như kinh hồng khi thì lại như dòng uốn lượn kiếm khí cũng không phải có hình thái cố định mà thiên biến vạn hóa công phu cơ bản luyện vững chắc đến như thế hơn nữa lại biến hóa nhiều như vậy thì trong toàn bộ thái học viện chỉ có mình tần mục một chiêu du kiếm thức được tần mục luyện tập không biết bao nhiêu lần cố gắng đạt tới bùng phát toàn bộ sức mạnh vào trong một chiêu kiếm uy lực du kiếm thức của hắn càng lúc càng mạnh Bá Sơn Tế Tử nhìn thấy mà trong chốc lát quên cả uống rượu. Tần Mục luyện trăm ngàn lần, rồi lại chuyển qua luyện tập toàn kiếm thức, cũng tàn nhẫn tốn thời gian trên công phu cơ bản như vậy, cố gắng đạt tới tập trung toàn bộ sức mạnh vào trong kiếm, bùng nổ ra tất cả tiềm năng. Tiềm năng của hắn không chỉ ở trong kiếm chiêu mà còn có thân pháp của người què, đao pháp của đồ tể, quyền pháp của mã gia, thần nhãn của người mù, họa kỹ của người điếc, truy pháp của người câm, tất cả đều được hắn xem là thủ đoạn phát lực qua một lúc lâu tần mục ngừng lại người đầy mồ hôi lấy khăn thiên hương ra lau lau đột nhiên bá sơn tế tử hỏi sư đệ có phải là ngươi đã đánh đuổi đạo tử phật tử hay không tần mục điều hòa hơi thở cũng không hề giấu ông nói đạo tử thua ta nửa chiêu còn phật tử thì ta không đánh nhau với hắn bá sơn tế tử thở hát một hơi lẩm bẩm nói ta nhìn thấy kiếm pháp của ngươi liền đoán được là ngươi nói cũng buồn cười ngươi là cái tên lúc quốc sư giảng kiếm thì giống to trong cổ họng ta rốt cục luyện thành hóa khí thành tia đó hả? Sắc mặt tần mục ửng đỏ. Sắc mặt bá sơn tế tử quái lạ, nói, vào lúc đấy ngươi mới làm được luyện khí thành tia. Ngươi chưa luyện thành hóa khí thành tia thì làm sao đánh bại được lăng vân đạo nhân thế? Tần mục suy nghĩ một chút, nói, đâm ra một chiêu kiếm, hắn liền thất bại. Bá sơn tế tử không nói gì, nói, cái gì gọi là đâm ra một chiêu kiếm hắn liền thất bại. Tần mục vò đầu, như vậy đi, sư huynh, ngươi dùng cảnh giới ngũ rượu để chặn kiếm của ta. Bá sơn tế tử tự phong ấn các thần tàng khác, chiến ý hừng hực, quát lên, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Bên cạnh, Hồ Linh Nhi và Thanh Ngư uống đến mắt lờ đờ, chính đang ồn ào muốn kết làm huynh muội khác họ. Tiểu Hồ Ly thoáng nhìn tần mục và bá sơn tế tử, khúc khích cười nói, ngư đại, lão gia nhà ngươi muốn thảm. Thanh Ngư lè nhè trong cổ họng, lão gia nhà ta mới sẽ không thảm. Tần mục cuốn lên một thanh củi gỗ, lấy củi gỗ làm kiếm, đâm ra một chiêu kiếm, bá sơn tế tử giơ tay lên chặn, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, cánh cửa lớn nơi ở của tần mục trong sĩ tử cư vỡ thành vô số mảnh, làm liên lụy vách tường cũng sụp một đoạn dài. Thanh Ngưu còn chưa nói hết câu, lúc này câm miệng. Tần mục thu kiếm, cuống quýt ra ngoài, bá sơn tế tử đứng dậy từ trong gạch nát ngói vụn, mặt mày xám xịt, mở phong ấn những thần tàng khác, cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng lăng vân đạo nhân nhận hối lộ đây chẳng trách đổi lại là ta không kịp đề phòng thì cũng không ngăn được ông không có bị thương thanh củi gỗ mà tần mục đâm trúng ngực bị nguyên khí của ông chấn động đến mức nổ thành từng mảnh vụn không thể gây tổn thương cho ông rất nhiều sĩ tử trong sĩ tử cư vội vàng chạy đến nhìn thấy cánh cổng nơi ở của tần mục bị phá trong lòng không khỏi mừng thầm tên vứt bỏ dân họ tần kia dám to gan viết lời bôi nhọ sĩ tử duyên khang quốc ta lên cửa bây giờ chịu khổ rồi sao bá sơn tế tử tự mình đến phá cửa bọn chúng xem mặt mũi của hắn còn đặt vào đâu ánh mắt bá sơn tế tử quét một lần phất tay nói đều tản đi tản đi không có gì đẹp đẽ ta chỉ luận bàn cùng tần sĩ tử một chút mà thôi quả nhiên là đánh họ tần một trận tơi bởi khói lửa trong lòng đám sĩ tử hiểu rõ nhìn về phía tần mục lộ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác làm bọn họ vô cùng kinh ngạc chính là trên người tần mục vẫn sạch sẽ như cũ ngược lại trên người bá sơn tế tử có thật nhiều cho bụi không giống tần mục bị đánh, ngược lại giống như Bá Sơn Tế Tửu rất là chật vật. Bá Sơn Tế Tửu nhìn cánh cửa và vách tường đổ một chút, hơi đau đầu nói, chẳng trách đại tế ti nói ngươi suýt chút nữa hủy đi Sĩ Tử Cư, nếu như ngươi ra tay ở Sĩ Tử Cư, phá Sĩ Tử Cư một lần cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bản lãnh của ngươi cực cao, thế nhưng dường như công pháp xảy ra vấn đề, có một sơ hở trên vai trái. Ông ta cũng không hề cố gắng hạ thấp giọng, lập tức bị những sĩ tử chưa đi ra kia nghe được vào tai con mắt từng tên không khỏi sáng lên nguyên lai like sơ hở của hắn là bên vai trái thẩm vạn vân hít vào một hơi thật dài hắn nhận ra được công pháp của tần mục tựa hồ có chỗ hơi trì trệ thế nhưng vẫn không có tìm được chỗ sơ hở của tần mục lúc này cuối cùng cũng coi như bị bá sơn tế tử chỉ rõ hiện tại vị trí đại sư huynh của ta có thể bảo vệ hắn nghĩ thầm trong lòng vách tường và cửa phòng này bảo tạp dịch đến đây sửa lại bá sơn tế tử thoáng thấy thẩm vạn vân gọi hắn lại thẩm vạn vân liền vội vàng khom người nói lão sư bá sơn tế tử cười nói với tần mục trong thái học viện có rất ít sĩ tử mà ta coi trọng thẩm vạn vân là người ta quan tâm dạy dỗ ra sư đệ ngươi thấy thế nào tần mục gật đầu khen chẳng trách thực lực của thẩm sư huynh mạnh như vậy hóa ra là sư huynh dạy dỗ thẩm sư huynh là đại sư huynh của sĩ tử cư dù là tu vi hay thực lực đều đạt đến trình độ cực cao đợi sau khi đến thần thông cư hào quang nhất định sẽ rực rỡ sư huynh sư đệ. Thẩm vạn vân có chút mờ mịt. Bá sơn tế tử ha ha cười nói, sư đệ, ngươi gọi hắn sư huynh cái gì? Gọi sư điện. Nếu ngươi gọi hắn là sư huynh, chẳng phải làm rối loạn bối phận của chúng ta. Tần mục trần chờ một chút, bá sơn tế tử đi vào trong sân, tiếp tục nói, trước đây rất lâu ta đã ý thức được, chỉ dựa vào quốc tử giám để dạy sĩ tử thì dễ dàng tạo ra cao thủ, nhưng cũng dễ dàng làm chậm trễ nhân tài. Quốc tử giám dạy quá nhiều người, cùng một chiêu thức, thần thông, có người xem một lần liền có thể học được, có người thì cần phải học 10 lần, trăm lần, nhưng quốc tử dám lại phải đối xử bình đẳng, người xem một lần liền có thể học được, nhất định phải đợi những tên ngu ngốc học 10 lần, trăm lần, đến khi đám ngốc ngách kia học xong thì bọn họ mới có thể học tập thần thông khác, điều này sẽ làm chậm tiến cảnh tu vi của bọn họ. Tần mục cùng thẩm vạn vân đi vào trong sân, bá sơn tế tử ném hồ lô rượu đến, nói, ta từng nói với đại tế ti việc này, ông ấy bảo việc dạy của thái học viện thích hợp cho nhân tài ngàn dặm chọn một không thích hợp với nhân tài mười vạn dặm trăm vạn dặm chọn một đại tế ti bảo ta thử nghiệm ta liền tìm tới thẩm vạn vân một mình dạy hắn một quãng thời gian quả nhiên hắn không chịu thua kém làm đại sư huynh sĩ tử cư mấy năm liền đủ thấy việc bồi dưỡng riêng lẻ đã vượt qua việc dạy đại cha của thái học viện thẩm vạn vân chính là loại nhân tài mười vạn dặm trăm vạn dặm chọn một thì ra là vậy tần mục nhíu nhíu mày nói, nếu nói như vậy thì thái học viện khác với môn phái ở chỗ nào? Bá Sơn Tế Tử than thở, cho nên, Đại Tế Ê Ti và Quốc Sư đều đang vì việc này mà buồn giàu. Đại Tế Ê Ti đã muốn từ quan, hiện tại chuyện sầu não nhất này do Quốc Sư gánh vác. Quốc Sư tự biết thái học có tai hại của nó, vì lẽ đó bản thân mới thu nhận mấy tên đệ tử, quan tâm dạy dỗ. Chỉ là thiên tài bị thái học kéo lùi, chắc cũng không phải là số ít. Tần Mục ngơ ngác, vấn đề quốc sư phải đối mặt chính là có nên phủ định cải cách của mình hay không, thế nhưng lại khăng khăng không thể phủ định tiểu học đại học và thái học tại phương diện tìm kiếm bồi dưỡng nhân tài đã vượt xa môn phái chỉ cần giải quyết được vấn đề bồi dưỡng thiên tài khó khăn này liền có thể toàn diện vượt qua môn phái hoàng đế dạy thái tử là dạy thế nào lúc nhỏ thái tử có thái tử thiếu bảo thái tử thiếu sư thái tử thiếu phó lớn rồi có thái tử thái bảo thái tử thái sư thái tử thái phó những thiếu bảo thái bảo này đều là tồn tại cấp giáo chủ môn chủ cho nên thái tử được bồi dưỡng ra như vậy thực lực sẽ cực mạnh hiện giờ ta đang thử mang theo vài sĩ tử truyền thụ cho bọn hắn công pháp thần thông tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bá sơn tế tử nói ý của đại tế ti là đợi sau khi ta tìm được bí quyết liền có thể mở rộng ra đại tế ti nói muốn từ bên trong sĩ tử tuyển chọn ra sĩ tử học rộng tài cao đưa cho tế tử dạy riêng phân biệt với sĩ tử tư chất bình thường sư đệ ngươi chính là tiến sĩ đầu tiên của thái học viện ta tần tiến sĩ truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tần mục hơi chấn động trong lòng tiến sĩ thái học là dùng để giải quyết vấn đề khó khăn tùy theo tài năng xuất chúng tới đâu thì dạy tới đó này nếu bá sơn tế tử và thiếu niên tổ sư thật sự có thể giải quyết được điều này thì khi gặp lại chuyện đạo tử phật tử ngăn cửa như vậy liền không cần mượn sức mạnh của thiên ma giáo lần này đẩy lùi được đạo tử của đạo môn và phật tử của đại lôi ẩm tự hoàn toàn là Dựa vào sức mạnh của thiên ma giáo, tần mục là thiếu giáo chủ thiên ma giáo, mà tư vân hương quá nửa là tư bà bà, tư bà bà lại là đại thánh nữ và đại giáo chủ phu nhân trước đây, hoàn toàn có thể nói thái học viện đã thất bại thảm hại. Thẩm vạn vân nghe hai người ngươi một lời ta một lời, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu khó chịu, mỗi lần lấy hết dũng khí muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng nhưng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được hỏi, bá sơn lão sư, sư huynh sư đệ mà người nói là chuyện gì xảy ra? Người nói chuyện này à? bá sơn tế tử hờ hững nói hắn và ta cùng một sư phụ là sư đệ ta ngươi phải gọi hắn là sư thúc sư thúc thẩm vạn vân trầm mặc sau một lát nói nếu tu vi thực lực của con còn cao hơn hắn con còn cần gọi hắn là sư thúc sao bá sơn tế tử bật cười nói nghĩ gì thế ngươi không phải là đối thủ của hắn bản lĩnh của hắn còn cao hơn ngươi một bậc cao hơn một bậc có nghĩa là gì ngươi biết không chính là cao hơn một chiếc đũa cao hơn một tia là cao hơn một sợi tóc cao hơn một bậc là gấp mấy chục lần cao hơn một tia biết không hơn nữa đừng nói ngươi đánh không lại hắn cho dù đánh thắng hắn ngươi vẫn phải gọi hắn là sư thúc thẩm vạn vân hừ một tiếng lúng túng nói không đánh thử làm sao biết đừng đánh thua chắc bá sơn tế tử cười nói bản lãnh của hắn là loại đẳng cấp đạo tử phật tử kia tần mục kéo kéo treo áo của hắn bá sơn tế tử vội vã im miệng hắn được gọi là kẻ lớn giọng trong thái học viện không giấu được thứ gì trong lòng bất cứ chuyện gì đều là nhanh mùng nhanh miệng nói ra vừa nãy liền nói toạc ra vị trí sơ hở trong công pháp của tần mục bây giờ lại suýt chút nữa nói ra chuyện tần mục đánh bại đạo tử lâm hiên bá sơn tế tử nhìn về phía tần mục đứng lên nói đại tế ti bảo ta như hình với bóng với ngươi cũng có ý bảo ngươi theo ta tuy nhiên ngươi đã là sư đệ ta như vậy liền không cần gọi ta là lão sư ta dạy rất đơn giản chính là cùng đi ra ngoài rèn luyện thế nhưng ta ra ngoài không thể mang theo quá nhiều người mang nhiều người mục tiêu quá lớn ta rất khó trông nom được hết. Lần trước ta ra ngoài chỉ mang theo thẩm vạn vân. Nếu lần này ra ngoài lại nhất định phải mang theo ngươi, như vậy chỉ có thể mang thêm một vị sĩ tử. Thẩm vạn vân lộ ra vẻ chờ mong. Bá Sơn Tế Tử biết tâm tư hắn, đứng dậy đi ra ngoài, lắc đầu nói, lần này không mang theo ngươi. Ta cần tuyển chọn mấy vị sĩ tử có tư chất cơ bản, cho bọn họ vừa học vừa theo ta tu hành, nghiệm chứng một chút đề nghị tiến sĩ của Đại Tế Ti có thể dùng được hay không. Mấy người này được chọn làm chuẩn tiến sĩ thái học, Sư đệ, ngươi tới thiên lục lâu, tự chọn vài quyển kinh văn mang theo, trên đường ta dạy ngươi. Ông rời khỏi nơi ở, chắc là đi tìm mấy vị sĩ tử tư chất xuất chúng. Tần mục nhìn thẩm vạn vân một chút, cười nói, thẩm sư điện. Sắc mặt thẩm vạn vân hơi trầm xuống, đứng lên nói, ngày nào ta chưa thua trong tay ngươi thì ngày đó còn không gọi ngươi là sư thúc. Dứt lời, đi khỏi nơi ở của tần mục. Tần mục không để ý lắm, nhìn tiểu hồ ly và thanh ngư một chút, nói, các ngươi thu dọn hành lý một chút, ta đến thiên lục lâu chọn vài môn thần thông. Hai tên này uống đến say khướt, đang la hét muốn kết bái, cũng không biết có nghe lọt hay không. Tần mục mang thẻ bài rời khỏi chỗ ở, mấy tên tạp dịch từ bên ngoài đi tới, định sửa lại vách tường và cánh cửa nơi hắn ở. Hắn ra khỏi nơi ở, rời khỏi sĩ tử cư, lúc này chỉ thấy cánh cửa từng phòng từng phòng trong sĩ tử cư mở ra, từng vị sĩ tử tử trong phòng đi ra, đứng ở giữa đường, nhìn về phía hắn, từng tên từng tên trầm mặc không nói. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cổng sau của những phòng kia cũng mở ra, cũng có từng vị sĩ tử từ phòng của từng người đi ra, đứng ở giữa đường. Đa số những sĩ tử này là người từng bị hắn đánh, có người đặt hộp kiếm của mình ở dưới chân, có người thì mang sau lưng. Trừ bọn họ ra, còn có mấy tên là người hắn chưa từng đánh, trong đó có Tần Ngọc cùng kiểm tra với hắn, còn có con cháu của thế gia đại phiệt khác. Toàn bộ sĩ tử cư, đại khái chỉ có vệ dung, tư vân hương chừng năm, sáu người không đi ra ngoài, còn muốn đánh lại một lần, Tần Mục bật cười, đi về phía trước, sau lưng hắn, một vị sĩ tử cười lạnh nói, vứt bỏ dân, không dám bắt đầu từ cuối hẻm sao. Chẳng lẽ ngươi sợ? Tần Mục dừng chân, quay đầu lại nhìn tên sĩ tử vừa lên tiếng kia một chút, hình như là vị sĩ tử duy nhất bị mình đánh ba lần kia. Những sĩ tử khác hắn chỉ đánh hai lần, riêng mỗi tên sĩ tử này nói nhiều, mỗi lần đều gọi hắn là vứt bỏ dân nên bị hắn nhắc theo viết chữ lên mặt, sau đó trồng vào trong đất, xem như là đánh ba lần sĩ tử kia khó có thể che giấu vẻ hưng phấn, vứt bỏ dân, nhược điểm của ngươi đã bị bá sơn tế tử chỉ ra, lần này phải để ngươi thua từ cuối hẻm đến đầu hẻm. Tần mục xoay người lại, nghiêm túc cẩn thận nói, vị sư huynh này, ngươi tên là gì? Sau khi thua, ta cũng biết rõ là thua trong tay ai. Trên mặt sĩ tử kia chậm rãi lộ ra nụ cười, cho người biết cũng tốt, ta họ nhạn, tên là Thanh Hà. Tần mục nghiêm mặt nói, ta nguyện làm người đầu tiên thua dưới tay nhạn sư huynh, kính mời nhạn sư huynh vui lòng dạy bảo nhạn thanh hà vui vẻ cười nói tuy nói ngươi đến từ vùng đất man hoang nhưng ngược lại cũng hiểu được tiến thoái cũng tốt ta sẽ không để cho ngươi thua quá thảm rút kiếm ra ầm ầm tần mục nhấc chân bước ra một bước thân thể mạnh mẽ vậy mà đâm vào một bức tường do không khí tạo thành trước mặt tiếp theo một chớp mắt tường không khí nổ tung tần mục gần như đấm ra một quyền nắm đấm đánh tan không khí bắn ra một luồng không khí màu trắng tròn tròn tung bay bốn phía sao ngươi không rút kiếm Nhạn Thanh Hà không kịp dùng khí ngự kiếm, vội vàng giơ hai tay lên, dùng hai cánh tay nhỏ bé chặn một quyền này của Tần Mục, lúc này hắn căn bản không kịp dùng khí ngự kiếm, nếu như lúc này còn muốn kiếm bay ra khỏi vỏ, chỉ sợ kiếm còn chưa ra khỏi vỏ thì chính mình đã bị một quyền đấm chết rồi. Vù, tiếng vật nặng xé gió truyền đến, sắc mặt từng tên sĩ từ phía sau Nhạn Thanh Hà thay đổi, vội vàng lách người tránh ra, chỉ thấy thân thể Nhạn Thanh Hà như một cái bóng từ bên người Tần Mục, bay về phía sau, trong thời gian ngắn liền tới đến cuối hẻm cuối hẻm vệ dung đang muốn mở rộng cửa đột nhiên một bóng đen lướt qua tiếp theo là một tiếng nổ vang một người dán lên bức tường cuối hẻm ngay trước mặt hắn tạo thành hình chữ đại thân thể chìm sâu vào vách tường mặt tường xung quanh lõm xuống rất sâu trên tảng đá vỡ vụn lấp đầy hoa văn hình mạng nhện vệ dung sợ hết hồn vội vàng ló đầu nhìn lại thoáng thấy tình hình trong hẻm sĩ tử cư mặt mày hớn hở mấy vị sư huynh không nên hiểu lầm ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì cái gì đều sẽ không nói ra hắn vừa muốn lùi vào phòng của mình thì đột nhiên sau lưng xuất hiện một bóng người vệ dung vội vàng cấp tốc xoay người đã thấy bá sơn tế tử đứng sau lưng hắn đừng lên tiếng bá sơn tế tử nói nhỏ để hắn đánh vệ dung buồn bực trong lòng nói tế tử ông định làm gì bá sơn tế tử liếc nhìn hắn một cái nói ta định tuyển chọn mấy vị sĩ tử đáng giá dạy dỗ trong sĩ tử cư tự mình truyền thụ cho bọn hắn thần thông đạo pháp vệ dung vẫn còn có chút không rõ bá sơn tế tử dương dương đắc ý nói vừa nãy ta giả vờ lớn giọng nói toạc ra sơ hở trên bả vai của tần sĩ tử khiêu khích những sĩ tử này để bọn họ biết sơ hở của tần sĩ tử bọn họ biết kẽ hở rồi thì nhất định sẽ ra tay với tần sĩ tử tần sĩ tử liền sẽ ra tay đánh bại bọn họ thế là ta liền có thể biết thực lực những này sĩ tử mạnh yếu ra sao chỉ có thể đỡ được một hai chiêu thì khẳng định là kém cỏi tốt xấu gì cũng phải đỡ được ba năm chiêu của tần sĩ tử thì mới đáng để ta tự mình dạy dỗ Vệ Dung thở dài nói, thực sự là ý kiến hay. Tế tử thực sự là thông minh. Đúng rồi tế tử, ông xem ta. Bá Sơn tế tử đánh giá hắn từ đầu tới chân, nói, ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của tần sĩ tử. Vệ Dung đau đầu, ta cũng phải ra ngoài đánh với tần sĩ tử mấy chiêu sao. Bá Sơn tế tử lộ ra nụ cười thân thiện. Vệ Dung tê cả ra đầu. Dầm. Bên ngoài truyền đến một tiếng văng lớn, lại có một vị sĩ tử bị tần mục vỗ một trường đập lên đất, Mấy viên gạch xanh lót nền vỡ mấy chục mảnh. Mấy tên tạp dịch đang tu sửa tường và cửa cho Tần Mục cũng sợ hết hồn. Từng tên từng tên nhíu mày lo lắng. Một tên tạp dịch lớn tuổi chậm rãi nói: Mấy vị công tử, động tác nhẹ một chút, không nên để chúng ta ngày nào cũng tu sửa. Tần Mục không người nói, mấy vị vất vả. Hắn cất bước ra khỏi hẻm nhỏ, ngang qua bên người một tên sĩ tử, khóe mắt sĩ tử kia nhảy nhảy nhưng không hề nhúc nhích. Hắn tiếp tục đi về phía trước một vị sĩ tử vừa muốn giơ tay rút kiếm chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vị sĩ tử kia lập tức bị hắn vỗ một trường vào lòng đất chỉ lộ ra một cái đầu phá hoại nhỏ chút vị tạp dịch già kia nhịn không được cao giọng nói tần mục liền vội vàng xoay người cẩn thận từng ly từng tí một nói tiếng không phải tiếp theo sau đó đi ra ngoài lại có một vị sĩ tử nhịn không được ra tay chỉ nghe tiếng vang đùng 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 không dứt giống như dây cung chấn động thân hình vị sĩ tử này bay lên treo trên tường kình phong bắn ra từ chỉ lực của tần mục phá mặt tường thành mấy cái lỗ. Vị tạp dịch giả kia càng nổi giận hơn, tần mục liền vội vàng xoay người lại nói tiếng không phải. Vèo. Một vị sĩ tử bay lên giữa không trung, khua tay múa chân rơi xuống, đầu dưới chân trên cắm lên nóc, nửa thân thể đâm vào trong phòng. ầm ầm, một tiếng chấn động truyền đến, lại có một vị sĩ tử bị tần mục đụng phải lún vào trong tường. Mấy vị tạp dịch kia thấy thế, đều thở ngắn than dài, không tiếp tục để bọn họ làm việc chút sao. Ta đến, đột nhiên tần mục cảm giác được gió độc sau lưng đập vào mặt vội vàng nhanh chóng xoay người liền thấy trước mặt có từng luồng từng luồng kiếm quang tựa như du long mấy chục con du long tung bay trên dưới lượn lờ chung quanh mình du kiếm thức tần mục kinh ngạc sĩ tử có thể luyện du kiếm thức đến trình độ như thế này thật không nhiều hơn nữa còn dung nhập long ý vào trong kiếm có trình độ cao thâm như vậy hẳn là tần ngọc tần mục khép ngón tay nguyên khí làm kiếm ngón tay nhảy lên triển khai ra mấy loại kiếm thức cơ bản như thứ kiếm thức kiêu kiếm thức vân kiếm thức mặt kiếm thức đánh tan từng luồng từng luồng kiếm quang như du long chắn ngang ánh sáng từ những du long kia tản đi hóa thành từng thanh từng thanh kiếm sắc bén ghim trên tường vang lên ong ong toàn bộ hộp kiếm đã đánh hụt tần ngọc lộ ra vẻ kinh hoàng thân pháp như rồng đang muốn lùi về sau tần mục bấm tay gảy liên tục năm tiếng leng canh nổ vang trong nháy mắt sấm sét bắn bay tần ngọc thực lực không tồi ta nghĩ gặp được kiếm thuật của con rồng nhỏ kia tần mục khen một tiếng nói với tần ngọc mấy tên tạp dịch chính đang sửa tường kia nhìn thấy kiếm pháp của tần mục thì dồn dập hoan hô khen tiểu ca có khí phách tông sư tông sư cái mốc việt thanh hồng chân đạp bả vai lang nô cười lạnh một tiếng lang nô cất bước xông về phía tần mục hai tay nắm lấy hai cây ma đao bay trên lượn dưới còn thân thể việt thanh hồng chấn động mấy chục thanh kiếm trong hộp kiếm sau lưng đồng loạt bay ra cười lạnh nói gặp trong đường hẹp người dũng cảm thắng trong ngõ hẹp này lang nô và ta liên thủ chính là vô địch tần sư đệ, kẻ hở của ngươi đã lộ ra, vẫn nên đàng hoàng chạy trở về đại khư thôi. Hai người này một trên một dưới, hai cây ma đao của lang nô bay múa tựa như gió đen phả vào mặt, mà mũi của 36 thanh kiếm phía sau Việt Thanh Hồng đều chĩa ra, phía trước một thanh, sau đó là hai thanh, sau nữa là bốn thanh, lại sau nữa là tám thanh, cuối cùng là 16 thanh, hình thành một toàn kiếm thức to lớn. Đống kiếm xoay tròn, đâm về phía tần mục. Kiếm pháp được Việt sư tỷ luyện được không tồi. Tần mục than thở một tiếng, cười nói, tuy nhiên ta đã tu thành luyện khí thành tia, ngươi không phải là đối thủ của ta. Luyện khí thành tia. Việt Thanh Hồng giận dữ, ngươi muốn nhục nhã ta hả? Tần mục điểm qua một chỉ, nguyên khí tia bắn khỏi đầu ngón tay, hàng trăm tia nguyên khí là hình dạng, từng thanh từng thanh kiếm sắc bén đầu đuôi nối liền nhau, cũng tương tự là toàn kiếm thức, thế nhưng lại to lớn hơn rất nhiều, như là một cột kiếm to bằng vại nước, mũi kiếm đứng trước, phía sau càng lúc càng to, nghênh đón lang nô đang thừa cơ đâm tới ma đao trên hai tay lang nô tựa như tia điện đen ngòm sen kẽ đan sen và chạm cùng toàn kiếm thức của tần mục lập tức trong ngõ hẻm tia lửa nổ lốp đốp rồi bắn ra bốn phía dù sức lực của lang nô vô cùng lớn nhưng vẫn bị chấn động đến mức hai tay tê dại không nắm được hai thanh ma đao khiến chúng bay ra khỏi cửa việt thanh hồng thất kinh trong lòng toàn kiếm thức đâm về phía bả vai của tần mục đánh vào chỗ hiểm để hóa giải phiền phức cho lang nô tần mục khẽ cười một tiếng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái hóa thành thiêu kiếm thức một chiêu toàn kiếm thức đâm về lang đô vừa nãy đột ngột thay đổi vô số ánh kiếm từ toàn kiếm thức lập tức hóa thành nhiễu kiếm thức thế nhưng hắn lại còn đang triển khai chiêu thiêu kiếm thức này hai loại kiếm chiêu được hắn dung hợp hoàn mỹ lại với nhau mà không có nửa phần chắc trở vô số tia nguyên khí của hắn quấn quanh giữa toàn kiếm thức của việt thanh hồng chỉ nghe tiếng nổ leng keng keng vang lên không dứt toàn kiếm thức tạo thành từ từng thanh từng thanh phi kiếm lập tức bị phá chỉ một lát 31 thanh kiếm sắc bén bị vô số kiếm sắc từ nguyên khí xuyên qua, đánh thành cái sàng, đầy những lỗ nhỏ. Việt Thanh Hồng quát lớn một tiếng, lang nô dưới chân lập tức quăng đao trong hai tay, bay lên đá một cước về phía tần mục, tần mục dùng chân nghênh đón, chỉ nghe một tiếng nổ vang ẩm, thân hình cao lớn của lang nô bay ngược ra, mà Việt Thanh Hồng trên vai lang nô nhân cơ hội nhảy lên, lấy chỉ làm kiếm, điểm về phía bả vai của tần mục. Nguyên khí từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, hóa thành một tia kiếm khí, sắp đâm vào bả vai của tần mục, đột nhiên chỉ nghe ma âm vang lên, Madatat tinh thần việt thanh hồng chấn động mạnh tiếp theo tinh thần thất thủ chỉ nghe tiếng nhạc vang lên khiến nàng tản đi kiếm khí cười khanh khách vừa múa vừa hát trước mặt tần mục tuy nhiên tu vi việt thanh hồng thâm hậu nên lập tức tỉnh lại nhanh chóng cố thủ tâm thần lui về phía sau chợt cảm thấy phía sau lưng ấm áp trong lòng thầm nghĩ một tiếng nguy to ầm ầm lưng tần mục tựa vào lưng nàng bỗng nhiên phát lực ra phía sau một cái đánh văng nàng vào trong vách tường bên cạnh mặt sau bức tường kia là chỗ ở của hòa thượng vân khuyết đột nhiên vách tường đổ nát phật quang tỏa sáng quanh thân hòa thượng vân khuyết đánh bay việt thanh hồng bên trong vách tường ra cười ha ha nói việt sư tỷ vẫn là để ta lên đi việt thanh hồng bay giữa không trung tức giận nói hòa thượng ngươi không thể đi lên chỉ là muốn bị đánh ta không thể vân khuyết giận dữ chiêu pháp cương mãnh bá đạo tựa như long tượng cấp tốc chạy tấn công về phía tần mục đá vụn dưới chân tung bay từng khối đá xanh bị sức mạnh cuồng bạo của hắn chấn động đến mức nát tan. Sư tỷ, ngươi không nên nói hòa thượng không thể, hòa thượng có thể. Một tiếng vang trầm nặng nề kinh người truyền đến khi bốn trưởng của tần mục và vân khuyết va chạm, hòa thượng vân khuyết cười ha ha nói, họ tần, không nghĩ tới sao, ta đã luyện kiếm pháp của quốc sư vào trong trưởng lực, đại lực ngũ đài ấn của ta. Hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cảm thấy một sức mạnh như, rời non lấp biển nghiền ép đến, sức mạnh cực kỳ điên cuồng như bẻ cành khô đánh tan nguyên khí của hắn đánh tan đại lực ngũ đài ấn của hắn hòa thượng vân khuyết kêu rên nhấc chân lùi về sau sử dụng tới long tượng phục ma ấn chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ẩm, ẩm quần áo hòa thượng vân khuyết tung bay bị chấn động đến mức tựa như đàn bướm trắng bay múa đầy trời trên người hắn trần chuồng không có nửa mảnh vải che thân chỉ còn dư lại một cái quần sóc màu trắng còn rách rách dưới dưới hòa thượng vân khuyết nhìn thấy tần mục lại đấm tới một quyền Cú đấm này vậy mà đánh vỡ không khí, bắn ra một tiếng sấm sét kinh thiên động địa, nắm đấm mang theo điện quang tựa như là sấm chớp vậy, khi một quyền bắn đến, xung quanh nắm đấm bắn ra một đoàn sương mù màu trắng, tròn trùng trục tỏa ra bốn phía. Nguy rồi. Trong lòng hắn chỉ còn sót lại một ý nghĩ này, cố gắng đón đỡ cú đấm của thần mục, quả nhân quần sóc màu trắng che ở thân dưới chia năm xẻ bảy giống dự đoán của hắn, hóa thành bướm trắng bay lượn, trên người hoàn toàn trống trơn. Hoa Thượng Vân khuyết bị sức mạnh vô cùng kia đánh cho bay ngược ra sau. Tuy nhiên tu vi của hòa thượng này vẫn rất tinh thuần, người ở giữa không trung lập tức xoay lại, để cho mình mặt úp vào vách tường. Mặt hắn kề sát vào bên trong vách tường còn cái mông thì lộ ra bên ngoài. Cũng còn tốt là không có dán lưng vào tường. Vân khuyết hòa thượng vui mừng thầm nghĩ, vui vẻ ngất đi. Tần mục rung rung quần áo, chấn bay bụi đất trên người, lúc này sau lưng chuyển tới một âm thanh sợ hãi, còn mang theo tiếng run, tần huynh đệ. Tần mục quay đầu lại, chỉ thấy vệ dung đang run rẩy từ cuối hẻm đi tới, hai cái chân còn đang phát run, mang theo một hộp kiếm. Vệ huynh, sao thế? Tần mục buồn bực nói. Vệ dung mở hộp kiếm ra, mang theo tiếng khóc nức nở run giọng nói. Ngươi đi ngược lại, ta muốn thay trời hành đạo, luận bàn với ngươi một chút, để ngươi biết trời cao đất rộng. Lời này quá ác, ta không dám nói. Tần mục giờ khóc giờ cười, nói, vệ huynh, ngươi muốn luận bàn với ta à? Sư huynh đệ luận bàn là chuyện bình thường, huống chi chúng ta lại có tình hữu nghị. Không bằng như vậy, người ta chạm đến là rừng, lúc này vệ dung mới yên lòng lại, từng thanh từng thanh kiếm bay ra khỏi vỏ, lấy lại bình tĩnh, nói, tần huynh đệ, ngươi không đánh ta thành như hòa thượng kia là được. Kiếm của hắn bắt đầu quấn quanh, sử dụng tới những kiếm thức được quốc sư Duyên Khang chuyển lại, từ khi quốc sư Duyên Khang giảng kiếm tới nay, khoảng thời gian này không ít sĩ tử đều đang luyện tập ba chiêu kiếm thức cơ sở của ông ta, hiển nhiên vệ dung cũng có tâm đắc. Sĩ tử Thái học viện đều không phải người ngốc, ít nhiều gì đều có thể lĩnh ngộ ra một ít ảo diệu tuy rằng vệ dung mập một chút, thế nhưng ngộ tính và tư chất lại không thấp, lý giải về ba chiêu kiếm thức cũng là rất sâu sắc. Gia học của hắn thâm hậu, thực lực của bản thân cũng không yếu, không thuộc về Tần Ngọc, Tần Mục cũng là muốn xem bản lãnh của hắn ra sao, bởi vậy không lập tức xuống tay ác độc như khi hành hung Tần Ngọc vậy, mà tương tự cũng dùng nhiễu kiếm thức đánh nhau với hắn. Kiếm pháp hai người cuộn vào nhau, từng người biến hóa, sử dụng tới sự tinh diệu trong kiếm thuật mà từng người tìm hiểu được, những sĩ tử cách đó không xa thấy, thế thì không để ý đến sự đau đớn của vết thương mà dồn dập chú ý ánh mắt rơi vào kiếm pháp của hai người bọn họ kiếm pháp của vệ dung là cực kỳ không tầm thường hắn xuất thân từ vệ gia giang lăng vệ gia có một người vô cùng xuất sắc chính là quan nhất phẩm hiện giờ vệ quốc công vệ quốc công chính là tồn tại cấp giáo chủ chiến công rực rỡ đã từng trải qua một cuộc chiến tiêu diệt nước người tiêu diệt thiên dư quốc ở bắc cương đưa toàn bộ thiên dư quốc vào bản đồ duyên khang bởi vậy được phong là quốc công địa vị của vệ dung ở vệ gia cũng không cao nhưng từ nhỏ đã khắc khổ cố gắng gia học của vệ gia tinh thâm trong đám con cháu vệ gia thì bản lãnh của hắn cũng là tài năng xuất chúng đứng hàng đầu mà cùng là nhiễu kiếm thuật nhưng kiếm pháp của tần mục lại càng thêm biến hóa không chỉ là kiếm thuật đơn thuần mà tương tự còn có ảo diệu của quyền pháp chen lẫn trong đó tần mục đánh nhau với hắn cũng tựa như là sư huynh mớm chiêu cho sư đệ chỉ điểm vệ dung lĩnh ngộ ảo diệu bên trong kiếm pháp đến khi vệ dung lĩnh ngộ được không sai biệt lắm thì liền hóa thành chiêu tiếp theo qua không lâu khi hai người đã đánh được ba chiêu thì vệ dung thở phào nhẹ nhõm tự tin tăng nhiều cười nói tần huynh đệ ngươi có thể xuất toàn lực ta muốn xem thử tranh lệch giữa chúng ta còn lớn bao nhiêu tần mục khẽ mỉm cười đột nhiên biến chiêu ngay lúc đâm kiếm ra thì một chiêu nhật chiếu dâng hồn không trung luyện cũng nổ cho hồn vía vệ dung lên mây khiến hắn phải vội vã ổn định tâm thần tần mục trở tay lại là một chiêu thiên ma tự tại thiên ấn lập tức hồn phách vệ dung thất thủ bị một chiêu kiếm của tần mục đẩy ngã xuống đất tần mục tản nguyên khí đi đỡ hắn lên cười nói vệ huynh đắc tội rồi vệ dung đứng lên nhìn chung quanh chỉ thấy sĩ tử trong sĩ tử cư đã thất bại một nửa còn một nửa thì không dám tiến lên trước cười nói xem ra tình cảnh của ta cũng còn tốt những người khác đúng rồi ta vừa mới nghe người ta nói bà vai ngươi có kẽ hở vì sao biết rõ ngươi có kẽ hở nhưng lại không cách nào thương tổn được ngươi biết kẽ hở là một chuyện, có thể phá giải lại là chuyện khác. Tần Mục nói, nếu là đánh nhau cùng cảnh giới, có thể tìm được cơ hội bắn trúng kẽ hở của ta thì toàn bộ Thái học viện, tính cả quốc tử giám, cũng chỉ có hai, ba người. Vệ dung líu lưỡi. Tần Mục nhìn chung quanh, chỉ thấy sĩ tử cư này đã tàn tạ khắp nơi, mấy tên tạp dịch kia đang trợn mắt nhìn hắn. Hắn vội vàng nói mấy lời không phải với mấy tên tạp dịch kia, rồi nói, vệ huynh, ta còn phải đi thiên lục lâu một chuyến, mấy vị sư huynh sư tỷ, ta không thể tiếp tục chơi đùa với các ngươi nữa, tạm biệt. Dứt lời, đi ra ngoài. Bên trong sĩ tử cư, không người nào lại dám ngăn trở. Việt Thanh Hồng từ trong gạch vụn đứng dậy, nhìn tần mục đi ra sĩ tử cư, thấp giọng than thở, hắn mới là đại sư huynh của sĩ tử cư ta. Dầm. Đột nhiên, một bức tường ngã sụp xuống, bụi mù tràn ngập, bên trong bụi mù, hòa thượng vân khuyết nhanh chân bỏ chạy, một tay che trước người, một tay che mông, chạy về nơi ở của mình, nhảy vào nhà chính, đóng cửa phòng một cái dầm rất nhiều sĩ tử muốn cười lại không dám cười. Sau một lát, âm thanh của Hòa Thượng Vân Khuyết truyền ra, này, mấy sư huynh bên ngoài, bần tăng đã không còn bao nhiêu quần áo, bộ đồ duy nhất còn bị hồ ly cầm đi không chịu trả lại. Ai có quần áo thừa cho bần tăng một bộ? Cảm động đến rơi nước mắt. Vệ Dung cười nói, Vân Sư Huynh chờ chút, chỗ của ta có mấy bộ quần áo dư, chỉ là có chút rộng. Vân Khuyết nói, không sao, với người xuất ra quần áo cũng chỉ là vật ngoài thân, Bá Sơn Tế Tử từ trong phòng vệ dung đi ra, trong lòng âm thầm tính toán, Vạn Vân xem như là một tên, Tần Sư Đệ là một tên, ngoài ra Tần Ngọc của Tần Gia và tên Béo cũng rất tốt. Việt Thanh Hồng và Vân Khuyết cũng là hảo thủ trong đó. Như vậy liền có 6 người làm chuẩn tiến sĩ Thái học, ta chỉ điểm bọn họ tu hành sẽ không có khó khăn. Tuy nhiên ngoại trừ sĩ tử cư, thì bên trong Hoàng Tử Uyển cũng còn có sĩ tử cảnh giới ngũ diệu, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, cũng cần phải chọn mấy vị sĩ tử trong Hoàng Tử Uyển miễn cho hoàng đế ngầm gây khó dễ cho ta ông chọn dạy đều là những sĩ tử chưa tu thành cảnh giới lục hợp nếu tu thành lục hợp cảnh thì đã là thần thông giả con đường trên căn bản đã cố định vậy thì không thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nữa bá sơn tế tử đi ra sĩ tử cư tới hoàng tử uyển sát bên cạnh số lượng hoàng tử công chúa quận chúa thế tử bên trong hoàng tử uyển rất đông đảo vàng thao lẫn lộn hơn nữa còn có phe phái phức tạp hoàng tử công chúa là con trai con gái của hoàng đế, quận chúa, thế tử là con trai, con gái của vương gia. Ngoài sự tranh giành vương vị giữa quận chúa, thế tử còn có sự tranh đấu giữa các thế lực của hoàng tử, công chúa, làm người ta rất là đau đầu. Bá sơn tế tử phiền nhất chính là điểm này, thế nhưng lại một mực không thể không chọn, bằng không đắc tội hoàng thất, vương thất, nhất định sẽ bị làm khó dễ. Không bằng đi hỏi ý kiến của nhị hoàng tử một chút. Ông quyết định chủ ý, đến đây dò hỏi nhị hoàng tử linh ngọc thư vừa mừng vừa sợ bá sơn chính là quốc tử tế tử địa vị trong thái học viện chỉ đứng sau đại tế ti thực lực của ông ta sâu không lường được hoàn toàn không thua đại thần nhất phẩm trong triều không thua môn chủ giáo chủ tông chủ các phái lớn chính là tồn tại hàng đầu trên đời hiện nay nếu như có thể đạt được sự dạy bảo của ông thì đương nhiên là một chuyện tốt hình như nhị hoàng tử cả nghĩ quá rồi bá sơn tế tử thấy thần sắc vui mừng trên mặt hắn thì lập tức biết hắn hiểu lầm rồi cười nói ta chỉ dạy sĩ tử lục hợp cảnh trở xuống bởi vì không biết nhiều về hoàng tử uyển cho nên muốn nhờ nhị hoàng tử tiến cử cho hai người sắc mặt linh ngọc thư âm u tài nguyên mà hoàng thái tử đạt được quá nhiều thái tử khác hay những hoàng tử như hắn chỉ vì không phải là hoàng thái tử sau khi sinh ra đạt được bồi dưỡng liền ít hơn hoàng thái tử không biết bao nhiêu lần tuy nói hoàng tử và công chúa có thể không cần kiểm tra liền có thể tiến vào thái học viện tu hành Thế nhưng thái tử lại có ít nhất 6 vị lão sư cấp giáo chủ dạy dỗ truyền đạo, hơn nữa thỉnh thoảng hoàng đế cũng sẽ tự mình chỉ điểm, thậm chí ngay cả quốc sư đều sẽ đến giảng dạy cho hắn. Hoàng thái tử không chỉ được truyền thụ các loại tuyệt học cao cấp nhất, còn phải học đạo làm vua mới có thể cai quản văn võ bá quan, thậm chí càng quan hệ với đại thần trong triều, thành lập triều đình nho nhỏ của chính mình. Mặc dù những hoàng tử và công chúa có tâm muốn nhòm ngó ngôi vị hoàng đế, cũng căn bản không có loại năng lực cạnh tranh này bản lĩnh của bá sơn tế tử tương đương với tồn tại cấp giáo chủ được sự chỉ điểm của ông tuy nói không sánh được hoàn cảnh của hoàng thái tử nhưng trung quy phải tốt hơn rất nhiều chỉ là bá sơn tế tử vậy mà chỉ dạy sĩ từ cảnh giới linh thai và cảnh giới ngũ diệu hắn tự nhiên là không có phần linh ngọc thư đè xuống thất vọng trong lòng cười nói thất muội của ta ngộ tính tư chất đều là tuyệt hảo quốc sư nhìn thấy cũng nói tư chất nàng bất phàm còn muốn vượt qua ta chính là có chút không tốt bá sơn tế tử nghiêm khắc có thể thay ta mài bớt tính tình của nàng bá sơn tế tử kinh ngạc nói là thất công chúa sao nàng thật có chút ham chơi làm lỡ tiến cảnh tu hành những quốc tử giám kia bị vướng bởi thân phận công chúa của nàng sẽ không làm khó nàng nhưng ở chỗ của ta có vị đắng cho nàng ăn ánh mắt linh ngọc thư lấp lóe thầm nghĩ thất muội ngươi quá thân thiết với tên vứt bỏ dân kia khó tránh sẽ làm ra chuyện tình bôi nhọ danh tiếng hoàng gia lần này ngươi theo ta xuống núi liền có thể rời xa tên tần mục kia đợi khi ngươi nhìn thấy càng nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi thì ngươi sẽ quên tên vứt bỏ dân kia thôi vi huynh cũng là muốn tốt cho ngươi miễn cho ngươi nhầm đường lạc lối nhị hoàng tử ngươi còn vừa ý người nào nữa hay không bá sơn tế tử lại hỏi linh ngọc thư suy nghĩ một chút nói linh mẫn nguyệt thế tử mẫn nguyệt linh mẫn nguyệt con trai của thái sơn vương ạ à. bá sơn tế tử cười nói cũng là một hạt giống tốt ta nghe nói ngươi và thế tử mẫn nguyệt có chút bất hòa vì sao lại tiến cử hắn Linh Ngọc Thư cười nói, "Ta bất hòa với Mẫn Nguyệt chỉ là bởi vì Thái Sơn Vương ủng hộ đại ca ta, vì lẽ đó bất hòa. Tuy nhiên từ chất, ngộ tính của Mẫn Nguyệt quả thực là người tuyệt hảo trong hoàng tử uyển." Bá Sơn tế tử gật gật đầu, nói, "Nhị hoàng tử hiền đức, đã như vậy, liền do nhị hoàng tử thông báo cho bọn họ tin tức này, để bọn họ tới Sĩ Tử cư tìm ta." Linh Ngọc Thư vui vẻ trong lòng, biết ông cho bản thân hắn một cơ hội lôi kéo thế tử Mẫn Nguyệt, vội vã rời đi. Linh Dục Tú và Thế Tử Mẫn Nguyệt đến sĩ tử cư, chỉ thấy trừ bọn họ ra, còn có mấy vị sĩ tử khác, chính là đám người Tần Ngọc, Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết, Vệ Dung. Bá Sơn Tế Tử nói, ta và Đại Tế Ê Ti Thương Nghị, ở bên trên sĩ tử thử làm tiến sĩ Thái học, các ngươi chính là những người được chọn để trở thành tiến sĩ Thái học. Sau này các ngươi chỉ đi họa thánh các, thanh dương điện, quân cơ lâu, trận nguyên điện, thiên âm các nghe giảng, học tập thư họa, tâm tình, binh pháp, Trận pháp, âm luật, những cái khác thì theo ta học, ta dạy các ngươi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, sở học không giống với những sĩ tử khác. Mấy năm sau, có thể trở thành tiến sĩ thái học hay không thì lại còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Đúng rồi. Hắn nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói, các ngươi còn có một vị đại sư huynh, hoặc phải gọi là sư thúc. Hắn là tiến sĩ thái học đầu tiên của thái học viện chúng ta, ta đã thương nghị cùng đại tế ti, báo lên cho hoàng đế, hoàng đế rất nhanh sẽ hạ lệnh xuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiến sĩ thái học đầu tiên. Đến cùng là ai? Việt Thanh Hồng và Hòa Thượng Vân khuyết vội vã nhìn về phía Thẩm Vạn Vân, sắc mặt Thẩm Vạn Vân thì lại âm tình bất định. Bá Sơn Tế Tửu nói, lần này ta mang theo thất công chúa ra ngoài rèn luyện mấy ngày trước đã, còn những người khác chỉ có thể chờ đợi lần sau. Công chúa, ngươi đi thiên lục lâu lựa chọn mấy quyển điển tịch công pháp thần thông. Những người khác lưu lại. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Thiên lục lâu, bí thư dám kiểm tra thẻ bài, nói với tần mục tiến vào bên trong lâu đọc sách không thể làm hư nếu kinh điển có hư hao gì là phải bị giam giữ thẻ bài chỉ có thể đọc sách ở tầng thứ nhất không được đi tầng thứ hai nếu không sẽ bị bí thư giám tầng thứ hai bắt và trị tội tần mục nói ta phải đi theo bá sơn tế tử đồng thời tu hành ra ngoài rèn luyện muốn mượn mấy quyển kinh điển ra ngoài vị bí thư giám kia kinh ngạc nói thì ra là vậy bá sơn tế tử có đặc quyền có thể cho đệ tử của hắn mượn năm quyển kinh điển Ngươi tiến vào tuyển chọn kinh điển, sau đó đến chỗ ta đây ghi lại danh sách. Tần mục đi vào trong lầu, chỉ thấy bên trong lâu có mười mấy gian phòng. Mỗi một gian phòng đều cực kỳ rộng lớn, trên cửa phòng dán thẻ bài, viết tên châu quận, những kinh điển trong phòng này hẳn là phân chia theo châu quận. Kinh điển công pháp thần thông của các môn phái bên trong châu quận này, liền được gom vào trong phòng đại biểu cho từng châu quận. Tần mục đi vào gian phòng dán thẻ lệ châu, chỉ thấy nơi này có mười mấy giá sách, trên giá sách đặt một quyển kinh điển giá sách cũng dán thẻ bài viết tên của các môn phái khác nhau ngoại trừ môn phái còn có tên của thế gia người trong căn phòng này không nhiều chỉ có hai ba tên sĩ tử ngồi trên mặt đất cầm sách nghiền ngẫm đọc bên cạnh còn có mấy cái cửa nhỏ tần mục đi lên phía trước trong đó có hai cánh cửa đã khóa từ bên trong còn có một cánh cửa đang mở hắn đẩy cửa liếc mắt nhìn hơi run run chỉ thấy sau cánh cửa này càng là một không gian nhỏ bé khoảng một mẫu còn muốn lớn hơn phòng ở của bọn họ một chút bên trong chẳng có gì cả lẽ nào đây là địa phương để sĩ tử diễn luyện công pháp thần thông? Tần Mục đi tới trước kệ sách, rút ra một quyển kinh điển, cúi đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc, phủ lệ châu vậy mà cũng có nhiều môn phái như vậy. Trên kinh điển viết chữ công pháp đan hà của đan hà phái lệ châu, bên cạnh còn có mấy quyển sách, là kiếm pháp đan hà, bốn môn trận pháp đan hà, tình yếu đan quyết đan hà, vân vân. Tần Mục lật xem qua loa, công pháp phái đan hà quả thực có chỗ độc đáo riêng, sau khi luyện thành, Nguyên khí hóa thành đan hà, vừa ra tay chính là hào quang đầy trời, mà ở bên trong hào quang ẩn giấu phi kiếm, kẻ địch bị hào quang ngăn cản tầm mắt, thường thường sẽ bị trúng chiêu. Mặc dù công pháp đan hà không tệ, nhưng còn chưa được xem là thần kỳ. Hắn thả đan hà công xuống, cầm kiếm pháp đan hà lên, nhìn mấy lần liền thả trở lại, kiếm pháp đan hà và công pháp đan hà là một bộ hệ thống, chỉ có tu luyện công pháp đan hà mới có thể tu luyện kiếm pháp đan hà. Hắn lại đến xem bốn môn trận pháp đan hà cái môn trận pháp này cũng phải tu luyện công pháp đan hà kiếm pháp đan hà trước mới có thể luyện thành bốn môn trận pháp đan hà tình yếu đan quyết đan hà cũng được hắn lật xem qua một lần chủ yếu là phương pháp luyện đan trong này có vài toa thuốc vẫn đáng giá lấy làm gương tuy nhiên có vài toa thuốc trong mắt tần mục xem ra rõ ràng có vấn đề độc tính chưa hề hóa giải hoàn toàn hắn trả kinh điển của đan hà phái về lại giá sách sau đó lại lấy tới một bộ kinh điển dày nặng khác kinh điển của hoàng tộc ngô uyên quốc Tần Mục kinh ngạc, lật qua lật lại nhìn mấy lần, thầm nghĩ, trên giá sách này không phải kinh điển của các môn phái lệ châu sao. Đâu ra một cái ngu uyên quốc? Đúng rồi, ngu uyên quốc này có quan hệ gì với ngu uyên sơ vũ không? Lẽ nào trước đây phủ lệ châu không phải là lãnh địa của Duyên Khang Quốc, mà là một quốc gia có tên ngu uyên? Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng. Ngu Uyên Sơ Vũ là thiếu doãn lệ châu, nàng lấy Ngu Uyên làm họ, nàng nói còn một người anh tên là Ngu Uyên Xuất Vân làm quan ở Kinh Thành, chẳng lẽ huynh muội bọn họ đã từng là hoàng tộc của Ngu Uyên Quốc? Chức quan của Ngu Uyên Sơ Vũ không thấp, tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao, hẳn là rất có lai lịch. Lệ Châu nằm ở trung nam bộ của Duyên Khang Quốc, như thế xem ra, Duyên Khang Quốc cũng chiếm đoạt không ít quốc gia. Tần Mục Lật xem võ học trấn quốc của Ngu Uyên Quốc, kinh điển của hoàng tộc Ngu Uyên Quốc không đầy đủ, tuy nhiên tốt hơn rất nhiều đan hà phái. Võ học trấn quốc của Ngu Uyên Quốc gọi là thành đô tái thiên huyền công, hầu như là một cái hệ thống, kiếm pháp của họ gọi là kiếm pháp tà dương. Tần mục đọc qua loa một lần, liền quyết định lựa chọn bộ kinh điển này. Kiếm pháp, hắn chỉ tu luyện qua thức thứ nhất trong kiếm đồ, kiếm lý sơn hà. Tiêu hao của kiếm lý sơn hà quá lớn, lúc bình thường nếu gặp phải kẻ địch mà dùng kiếm pháp này, chỉ cần một chiêu thì nguyên khí của tần mục đã tiêu hao gần hết, sau đó lại có thêm kẻ địch, chắc chắn nguy to. Vì thế, hắn cần một môn kiếm pháp thượng thừa. Kiếm pháp tà dương của Ngụ Uyên Quốc là kiếm pháp thượng thừa, rất đúng khẩu vị của hắn. Vị bí thư giám vừa nãy nói có thể lựa chọn năm quyển kinh điển, chi bằng cứ đi tìm xem những kinh điển khác. Tần Mục nhìn lướt qua giá sách một lần, không có tìm được kinh điển vừa ý, đa số công pháp của những môn phái khác đều không bằng Thành Đô Tái Thiên Huyền, công của Ngụ Uyên Quốc. Hắn tìm từng gian phòng, lại cũng tìm được không ít công pháp thượng thừa khiến hắn âm thầm hiếu kỳ, tầng thứ nhất của Thiên Lục lâu đã thu gom nhiều kinh điển, như vậy thì kinh điển thu gom ở tầng thứ hai, tầng thứ ba sẽ lợi hại cỡ nào? Ồ, không đúng, có vài kinh điển mà tông phái dâng lên, chỉ sợ đều là trải qua lượt bỏ, cũng không hề dâng lên tuyệt học thật sự của chính mình. Số kinh điển tần mục xem lướt qua càng lúc càng nhiều, nhìn ra càng nhiều thì trong lòng hắn liền càng nghi hoặc, chỉ e có rất nhiều kinh điển nơi này đều được xóa bớt, có vài tuyệt học vẫn không nêu ở trong đó, hắn xem qua loa một lần, liền có thể cảm giác được rõ rệt điểm này. Nói thí dụ như kiếm pháp Cửu Khúc Liên Giang tổng cộng có 9 chiêu, hắn triển khai đến chiêu thứ 9 thì cảm giác được khí thế của mình và uy lực của kiếm pháp đều đạt đến đỉnh phong, tuy nhiên phía sau lại không còn, không tự dựng dục ra uy lực kinh người, cũng không có chiêu thứ 10 phát huy ra uy lực này. Có thể thấy được kiếm phái Cửu Khúc vẫn chưa dâng ra kiếm pháp hoàn chỉnh, mà là giữ lại một chút. Tình huống tương tự còn có rất nhiều, hiển nhiên, những thế lực này cũng không cam tâm tình nguyện giao tuyệt học của mình cho Duyên Khang Quốc, bọn họ hẳn là đều có giữ lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Qua không lâu, Tần Mục chọn được quyển kinh điển thứ hai. Quyển kinh điển này gọi là khiên hồn dẫn, có thể dẫn linh hồn của người sắp chết từ trong địa phủ ra, cũng có thể để cho người làm phép đi vào địa phủ. Sở dĩ lựa chọn khiên hồn dẫn chủ yếu là pháp thuật bên trong thiên lục, lâu liên quan đến phương diện này, thực sự quá ít. Tần Mục cảm thấy nếu phát triển hơn nữa, thì có thể nào dẫn hồn phách của người vừa mới chết ra, sau đó cứu sống hay không? sau đó hắn lại lựa chọn điều quỷ khiển thần phù tự lệnh của hồng sơn phái pháp thuật của hồng sơn phái cũng rất là kỳ lạ có thể sử dụng phù văn mượn được sức mạnh của quỷ thần khiến hắn cảm thấy tự hồ có chỗ liên kết với họa đạo hắn chỉ chọn ba quyển kinh điển chọn nhiều cũng vô ích công pháp hắn cần tu hành đã có không ít hơn nữa công và pháp trong đại dục thiên ma kinh cũng là nhiều vô số kể cần hắn tốn thời gian để tìm hiểu không cần thiết chọn quá nhiều tần mục mang theo ba quyển kinh điển đến gặp vị bí thư giám kia bí thư dám đăng ký kinh điển và thẻ bài, lúc này mới cho phép hắn đi ra thiên lục lâu. Hai ngày sau, thánh chỉ bổ nhiệm của hoàng đế đưa xuống, bổ nhiệm tần mục làm tiến sĩ thái học của thái học viện, phong quan chính lục phẩm, được phép lên tầng 3 thiên lục lâu, không bị thái học viện quản lý. Trước sơn môn thái học viện, bá sơn tế tử đứng chờ ở đó, sau một lát, nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư kéo Linh Dục Tú có chút không quá tình nguyện đi tới. Thất muội, ngươi theo bá sơn tế tử tu hành, chắc chắn càng tốt hơn ở lại trong thái học viện. Linh Ngọc Thư cười nói, bá sơn tế tử, đó là tồn tại cấp giáo chủ, vượt qua quốc tử giám khác vô số kể. Ta đều không ngừng hâm mộ, hận không thể làm đệ tử của tế tử, ngươi liền không nên do dự nữa. Ngươi là em ruột của ta, cùng một mẹ sinh ra, ta há có thể hại ngươi. Bên cạnh sơn môn, một con thanh ngưu cường tráng đứng như người, chính đang trêu chọc con long kỳ lân giữa núi kia, khi thì rút một sợi dâu rồng, khi thì sờ đuôi kỳ lân một cái. Ta nói em gái, khi nào đi ra ngoài chơi đùa với ca. Thanh Ngưu dựa vào trước sơn môn, trong miệng ngậm một cây mẫu đơn, ha ha cười nói, em gái, mỗi ngày ngươi đều ở tại chỗ này thì có gì mà vui chứ. Ta mang ngươi ra ngoài, nơi phồn hoa, bảo đảm ngươi chơi đến hài lòng. Ngươi xem đóa hoa này của ta có đẹp không? Tặng cho ngươi ăn. Long kỳ lân nhịn xuống lửa giận, liếc xéo bá sơn tế tử cách đó không xa, để tâm tư lập tức trở mặt ăn con thanh ngưu này xuống. Bá sơn lão sư, khi nào các người xuất phát, Linh Ngọc Thư hỏi, Bá Sơn tế tửu ngẩng đầu nhìn lên trên núi, nói, còn phải chờ một người, chắc hắn cũng sắp xuống. Linh Ngọc Thư nhìn muội muội bên cạnh một lát, trong lòng có chút đắc ý, may là ta linh lợi, bằng không thất muội ở lại, trên núi nói không chừng muốn gây ra chút trò gian gì với tên vứt bỏ dân của đại khư kia. Bây giờ tách bọn họ ra rất xa, hắn liền không có cơ hội này. Linh Dục Tú là em gái cùng một cha một mẹ với hắn, hắn tự nhiên quan tâm đầy đủ, những hoàng tử công chúa khác dưới cái nhìn của hắn đều là quan hệ người cạnh tranh chỉ riêng linh dục tú mới là muội muội thân nhất của hắn không thể cho người xấu bất cứ cơ hội nào linh ngọc thư đang suy nghĩ dương mắt nhìn lại chỉ thấy một tên thiếu niên đang từ trên núi đi xuống phía sau cõng lấy một đống lớn đồ vật lỉnh kỉnh lưỡi búa dao mổ lợn chúc trượng hầm bà lằng còn đeo một cái túi lớn trên bao quần áo còn có một con hồ ly trắng đang ngồi tiểu tử này dáng vẻ như chạy nạn là định xuống núi chạy nạn sao linh ngọc thư thầm nghĩ Bá Sơn Tế Tửu nhìn thấy Tần Mục, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cười nói, người đến đông đủ rồi. Linh Ngọc Thư không khỏi giật mình một cái, nhìn về phía bá Sơn Tế Tửu, lắp bắp nói, người lão sư muốn chờ chính là hắn sao? Bá Sơn Tế Tửu gật đầu, đánh tan một chút ảo tưởng sót lại trong nội tâm hắn. Linh Dục Tú lại vui mừng khôn tả, dương dương tự đắc nhìn gương mặt như mộng của anh trai mình. Chút trò vặt đó của anh mình đương nhiên là không gạt được nàng. Linh Ngọc Thư trần chờ trong lòng, rất muốn hỏi bá sơn tế tử có thể nghỉ học hay không, nhưng lại không tiện mở miệng. Bá sơn lão sư, ta cũng có thể cùng người đồng thời tu hành không? Linh Ngọc Thư còn chưa từ bỏ ý định, liền vội vàng hỏi. Bá sơn tế tử lắc đầu, nhị hoàng tử, tu vi của ngươi quá cao, đã đến cảnh giới thất tinh, tuổi cũng lớn, con đường đã cố định, ta không cách nào dạy ngươi. Ngươi yên tâm, thất công chúa ở chỗ này của ta không một chút thiệt thòi, quay về thôi. Linh Ngọc Thư không nỡ bỏ đi, đứng ở đó hung tợn nhìn tần mục. Tần Mục buồn bực, không biết mình đã đắc tội vị hoàng tử này chỗ nào. Bá Sơn Tế Tửu trầm giọng nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy thì xuất phát. Tần Mục vội vàng nói, lão sư, chờ một chút. Bá Sơn Tế Tửu dừng bước, quay đầu nhìn lại, Tần Mục đi tới trước mặt con long kỳ lân, con thanh ngưu cực kỳ cường tráng kia vội vàng lui lại, cẩn thận theo dõi hắn. Tần Mục không để ý tới, ngừng thở, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, vặn mở nắp bình rồi đặt dưới mũi long kỳ lân. Lập tức con long kỳ lân này bị say ngất trên đất, đại thanh ngưu vội vã nhảy ra rất xa sợ hãi nhìn hắn tần mục đậy chặt nắp bình tiểu hồ ly nhấc lên một cơn gió lớn thổi tan mùi hương kỳ lạ bay ra từ miệng bình lúc này tần mục mới thở ra một hơi hồ linh nhi lấy từ trong bao quần áo ra một cái bình khác giao cho tần mục tần mục mở ra chiếc bình một luồng mùi chua sặc người bốc lên sau đó đổ chất lỏng trong bình vào miệng long kỳ lân đó là chất lỏng ép từ trái chanh tuy long kỳ lân bị say ngất thân thể không thể động đậy nhưng đầu lưỡi gặp phải vị chua của chanh vẫn không tự chủ được tiết ra tiên dịch. Hồ Linh Nhi cuống quýt lấy từ trong bao quần áo ra từng cái từng cái bình ngọc, Tần Mục nhận lấy, đặt ở khóe miệng Long Kỳ Lân hứng tiên dịch, nhận chừng 10 bình, nước bọt của con Long Kỳ Lân hầu như chảy hết, cuối cùng không chảy ra nữa. Tần Mục đứng dậy, cười nói, "Lão sư, tú muội, có thể lên đường." Bá Sơn tế tử liếc mắt nhìn con Long Kỳ Lân bị say ngất, hiếu kỳ hỏi, người lấy nước dãi rồng làm cái gì?" Tần Mục giải thích, đây là kỳ dược trị liệu ngoại thương, nếu gặp phải vết thương đao kiếm, bôi lên trên vết thương liền có thể để thịt thối sinh cơ, da hư lột đi. Lần này ra ngoài rèn luyện, khó tránh khỏi có tổn thương, vì thế chuẩn bị nhiều một ít để phòng tai họa. Bá Sơn Tế Tử khẽ nhúc nhích trong lòng, chỉ sợ Tần Mục làm việc này không chỉ là vì ứng phó tổn thương dọc đường, mà là vì nối lại nửa người dưới cho đồ tể, để thân thể đồ tể khôi phục hoàn toàn. Tần Mục lại nói, lão sư, có thể cho ta mượn con thanh ngưu này của người dùng một chút được không? Thanh Ngưu cảnh giác nói, ngươi không được làm bậy. Ta đã kết làm tỷ đệ với Linh Nhi nhà ngươi, nếu ngươi ăn ta, tỷ tỷ ta sẽ liều mạng với ngươi. Có đúng không Linh Nhi tỷ? Hồ Linh Nhi dương dương tự đắc, hắn uống quá nhiều, kết bái cùng ta, trở thành đệ đệ của ta. Tần Mục cười nói, ta chỉ là bảo ngươi giúp ta mang bọc hành lý mà thôi, xem ngươi căng thẳng kìa. Đúng rồi, vừa nãy ta nhìn một chút, đó là một con long kỳ lân đực. Thanh Ngưu tự như bị thiên lôi cuồn cuộn oanh tạc 30 lần, đứng sững tại chỗ, hồn bay phách lạc, đột nhiên gào khóc. Hồ Linh Nhi liền vội vàng tiến lên an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đực hai cái đều giống nhau, người ta ngược lại chưa bao giờ yêu thích ngươi. Lại nói, nếu nó thích ngươi, ngươi liền thảm hơn. Bá Sơn Tế Tử lắc đầu, mang theo bọn họ rời khỏi Thái học viện, đi ra kinh thành. Đột nhiên Thanh Ngưu nằm dạp xuống, bên trong cổ họng phát ra một tiếng gầm rú nặng nề, tiếp theo thân thể dưới da vang vọng đùng đùng, xương cốt nhanh chóng phồng lên, bắp thịt cũng đang chấn động ra bên ngoài, Lông trên da dài ra, vốn nó đứng thẳng lên thì thân thể liền cao bằng hai, ba người, giờ phút này hiện ra chân thân, còn khổng lồ hơn ban đầu, thân thể lớn hơn 10 lần, hai tay cũng đã biến thành móng bò, lỗ mũi phun khói, bàn chân sinh gió. Bá Sơn Tế Tử bỏ tần mục và Linh Dục Tú leo lên lưng bò, khoát bọc hành lý của mình lên lưng nó. Nhị Hoàng Tử, không cần tiễn nữa, về đi. Bá Sơn Tế Tử nhìn Linh Ngọc Thư một đường đưa tiễn bọn họ ra kinh thành một chút cười nói, không có việc gì, về đi. Vẻ mặt Linh Ngọc Thư đau khổ, phất phất tay với Linh Dục Tú. Linh Dục Tú đang nói chuyện cùng Tần Mục, không biết cái tên tiểu tử Tần Mục cứng đầu cứng cổ kia nói cái gì mà Linh Dục Tú, liền nở nụ cười khanh khách, đập lên bộ ngực thiếu niên một quyền. Linh Ngọc Thư cảm giác ngực mình tự hồ cũng bị đập một quyền nặng nề, một bụng khó chịu. Bốn chân thanh ngư bước ra, dưới bàn chân là gió vù vù, chạy về phía xa xa, dần dần cách xa hắn. Hồ Linh Nhi ngồi trên cái sừng bò cong cong, bị gió xông vào mặt thổi đến lông trắng toàn thân tung bay về phía sau, hai sừng bò uốn thành hai vòng tròn, có thể để nàng ung dung ngồi ở trong đó mà không bị gió thổi đi. Tiểu hồ ly hiếu kỳ nói, ngưu nhị, ngươi lại còn biết điều khiển gió. Cái kia thanh ngưu cười nói, thao túng gió thì có gì khó. Bản thân ta chính là loài rồng, điều động rông tố là bản lĩnh trời sinh. Ngươi nhìn ra của ta thì biết, tuyền một màu xanh, có phải rất giống thanh long hay không? Tổ tiên ta chính là thanh long không phải loại yêu vật nhỏ bé như ngươi có thể so sánh hắn rất kiêu ngạo huyết thống này khiến hắn khác hắn các dị thú khác nếu gặp phải dị thú khác chỉ cần long uy liền có thể làm cho đối phương kinh sợ ngoan ngoãn phục tùng hồ linh nhi xoa xoa ra đầu của hắn da bò này sáng bóng loáng hơn nữa rất dày sức phòng ngự kinh người hơn nữa vảy rồng trên cổ cũng sáng đến chói mắt không khỏi khen ngưu nhị tấm da này của ngươi nhất định có thể đáng giá không ít tiền chân thanh ngưu lảo đảo vội vã ngậm miệng thầm nghĩ tỷ tỷ kết bái cùng ta này cũng là nhân vật hung ác lão gia nàng muốn ăn ta nàng muốn lột ra ta đổi tiền hung tàn thực là hung tàn thành tính ngư ngư ta thuần phát thiện lương vẫn là không nên tiếp xúc cùng những người xấu này là tốt nhất chỉ là ta bị nàng chuốc rượu bái nàng làm tỷ tỷ chúng phải gian kế linh dục tú xoay đầu lại hỏi bá sơn tế tử lão sư chúng ta đi đâu rèn luyện tái ngoại bá sơn tế tử đang nhìn những kinh điển mà tần mục và nàng đưa đến nghiền ngẫm đọc từng quyển, cũng không ngừng đầu lên nói, man địch quốc. Linh dục tú sợ hết hồn, man địch quốc. Nàng đã sớm nghe nói qua sự khốc liệt của chiến trường man địch quốc, vượt quá tưởng tượng. Tần mục khẽ nhúc nhích trong lòng, nhìn về phía bá sơn tế tử, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi tìm được tung tích nửa người dưới của đồ gia ra rồi à? Bá sơn tế tử gật đầu. Nửa người dưới của sư phụ bị một môn phái nhỏ phái lấy đi, môn phái nhỏ này bị vu giáo lâu lan hoàng kim cung của man địch quốc tiêu diệt, nửa người dưới của sư phụ hẳn là rơi vào trong tay lâu lan hoàng kim cung. Tần mục thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách bá sơn tế tử lựa chọn đi man địch quốc. Trong lòng hắn còn có chút buồn bực, lâu lan hoàng kim cung tiêu diệt môn phái nhỏ kia, lấy đi nửa người dưới của đồ tể làm cái gì. Thanh ngư một đường đi về hướng Tây, cũng không lâu lắm đi tới bờ đồ giang, thanh ngư đạp nước mà đi, chạy lên hướng thượng du. Bản lĩnh của con bò này có thể sánh ngang yêu vương, dẫm trên mặt nước còn muốn vững vàng hơn trên đất bằng, hơn nữa giỏi về thao túng dông tố, tốc độ cực nhanh. Với tốc độ này, một ngày hoàn toàn có thể đi được ba ngàn dặm. Bá Sơn Tế Tử, nhìn lướt qua kinh điển mà Tần Mục và Linh Dục Tú lựa chọn một lần, có chút đau đầu với kinh điển mà Tần Mục đưa tới. Kinh điển mà Linh Dục Tú lựa chọn là kiếm pháp thần thông, còn không nữa thì chính là pháp thuật. Tần Mục đưa lên thì ngoại trừ kiếm pháp tà dương vẫn tính là bình thường, nhưng hai quyển khác quả thực đã làm khó ông. Hai quyển này một quyển gọi là khiên hồn dẫn một quyển gọi là điều quỷ khiển thần phù tự lệnh kiếm pháp thần thông và pháp thuật bất kỳ đều có kỹ xảo căn bản có thể nói theo cái gọi là suy luận học một biết mười bằng gốc gác vô cùng cao thâm của bá sơn tế tử cũng có thể chỉ điểm bọn họ chỉ riêng hai quyển kinh điển tần mục lựa chọn này đều là thứ ít lưu ý trong những thứ ít lưu ý lúc bình thường bá sơn tế tử cho dù có tiến vào thiên lục lâu nhìn thấy loại pháp thuật ít lưu ý này thì từ trước đến giờ đều là liếc mắt nhìn rồi để qua một bên căn bản không để ý tới muốn ông giảng giải thực sự là làm khó cho ông ở cảnh giới của ông xem ra uy lực pháp thuật của khiên hồn dẫn và điều quỷ khiển thần phù tự lệnh là không đủ mạnh cũng không có chỗ nào khiến người ta sáng mắt lên thực sự không biết dụng ý của tần mục khi lựa chọn hai môn pháp thuật này là gì bá sơn tế tử ngồi trên lưng bò ném hai quyển kinh điển đó cho tần mục để chính hắn nghiên cứu sau đó giảng giải cho linh dục tú kinh điển mà nàng mang ra từ thiên lục lâu linh dục tú là con cháu hoàng gia bởi vậy có thể tiến vào tầng thứ hai thiên lục lâu lần này nàng mang từ bên trong lâu ra chính là một quyển đạo pháp cao thâm của đạo môn gọi là thanh tiêu lôi dẫn chỉ cần cái tên này liền muốn chính thống hơn khiên hồn dẫn và điều quỷ khiển thần phù tự lệnh mà tần mục tìm kiếm rất nhiều lần lôi pháp chính thống của đạo gia đương nhiên là danh bất hư truyền bá sơn tế tử nói rất mạch lạc rõ ràng rất nhiều chỗ khó có thể lý giải trải qua sự chỉ điểm của ông linh dục tú liền rộng mở quán thông tần mục cũng nghe đến mê mẩn đột nhiên nghĩ đến thanh tiêu lôi dẫn cũng có thể tham chiếu cùng lôi âm bát thức, có lẽ có thể thu được uy lực không tưởng tượng nổi. Suy nghĩ của hắn lăn ra, những lời giảng sau đó của bá Sơn Tế Tử là cái gì hắn liền không hề nghe rõ, chỉ yên lặng trong suy tính của bản thân mình. Linh Dục Tú lại thỉnh giáo bá Sơn Tế Tử mấy chỗ không rõ, sau đó lập tức bắt tay thí nghiệm, đánh ra một chuỗi pháp quyết, đột nhiên sấm sét giữa trời đánh một tiếng răng rắc vào trên mặt sông, nổ cho mấy con cá dài cả trượng dưới sông nghiêng ngả. Linh Dục Tú vừa mừng vừa sợ, rất là thỏa mãn. Bá Sơn Tế Tử lắc lắc đầu, nói, công chúa, nội tình của ngươi quá kém, kiến thức cơ bản luyện không tốt. Uy lực của thanh tiêu lôi dẫn không chỉ có như vậy. Ông tự phong thần tàng, chỉ giữ lại hai đại thần tàng linh thai và ngũ diệu, cảnh giới tương đồng như linh dục tú. Sau đó khống chế pháp quyết của thanh tiêu lôi dẫn, ngón giữa trong mười ngón nắm lại, phẳng phất xe chỉ luồn kim, trước mặt có những sợi chỉ vô hình. Lập tức trên mặt sông sấm vang chớp giật, từng luồng từng luồng sấm chớp đánh xuống ầm ầm ầm, chỉ chỗ nào đánh chỗ đấy, vô cùng ác liệt, trong khoảnh khắc đã có mấy chục luồng sấm sét hạ xuống. Mặt sông trắng dã, đâu đâu cũng có cá lớn bị nổ lật bụng. Linh Dục Tú hoàn toàn tâm phục khẩu phục Bá Sơn Tế Tử, đương nhiên Bá Sơn Tế Tử cũng là lần đầu tu luyện thanh tiêu lôi dẫn này, nhưng vừa ra tay liền tinh tế đến cực điểm, không thể không khiến người ta thán phục. Bá Sơn Tế Tử cười nói, công pháp hoàng thất các ngươi, cửu long đế vương công cương mãnh bá đạo nếu căn cơ ngươi đủ vững chắc thì khi triển khai thanh tiêu lôi dẫn uy lực chỉ có thể mạnh hơn ta thất công chúa mấy ngày nay ta không dạy ngươi những công pháp khác chỉ giúp ngươi đặt vững căn cơ linh dục tú vội vã vâng dạ bản thân bá sơn tế tử chính là tồn tại cấp giáo chủ kiến thức uyên bác hơn nữa trải qua cải cách của quốc sư duyên khang những năm này lại ở trong thánh địa như thái học viện tìm hiểu các loại công pháp thần thông của các đại giáo phái giáo môn và thế gia gốc gác của ông sâu dày đã là cao thủ cấp tuyệt đỉnh của duyên khang quốc thanh ngư một đường tiến về biên quan trên đường bá sơn tế tử truyền đạo giảng pháp cho mọi người giảng qua một lần kinh điển bọn họ mang ra từ trong thiên lục lâu qua hai ba ngày thì cuối cùng cũng coi như đi tới gần khánh môn quan khánh môn quan là biên giới giữa duyên khang quốc và man địch quốc cũng là biên giới giữa đại khư và man địch quốc ở đây khánh môn quan cách biên quan của man địch quốc hơn trăm dặm nhưng mà ở trung ương trong hơn Trăm dặm này lại có một vùng rừng núi rộng hơn 10 dặm, mảnh rừng núi này chạy dọc từ trong đại khư ra ngoài, là địa giới của đại khư, mỗi khi đến buổi tối, bóng tối đến tập kích, tách hai tòa hùng quan ra. Đại khư trở thành tấm chắn thiên nhiên giữa Man Địch quốc và Duyên Khang quốc, đại quân hai bên muốn đánh lén đối phương cũng không thể nhân lúc bóng đêm, chỉ có thể tấn công đối phương vào buổi tối, bởi vậy chiến cuộc rằng co không thôi. Tướng sĩ hai bên sĩ hình tượng gọi vùng đất của đại khư này là đầu lưỡi vịt. Đám người Tần Mục tiến vào Khánh Môn Quan, Bá Sơn Tế Tử giao thiếp mời cho biên phòng qua cửa. Vị tướng sĩ kia đếm số người, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục thì không khỏi hơi run run, vội vã chạy vào trong thành. Mọi người không hiểu, Bá Sơn Tế Tử buồn bực nói: Ngươi phạm tội hả? Thanh Ngư nhìn có chút hả hê nói: Đâu chỉ phạm tội. Lão gia, người đừng quên, vị sư đệ này của người là vứt bỏ dân đại khư, tướng sĩ biên quan đạt được chỉ dụ của thần, chặn đánh, giết vứt bỏ dân dám to gan tiến vào duyên khang. Ta phòng trừng vị sư đệ này của người cũng bị mất đầu hoặc là bị bán làm nô lệ. Bá Sơn Tế Tử khẽ cau mày, sau một lát, trong thành truyền đến tiếng giáp trụ va chạm rầm rầm, chỉ nghe một cái thanh âm trầm mạnh nói, "Thần y, Tần Thần y ở nơi nào?" Một đám trăm vị tướng sĩ theo sau một vị tướng quân giả tóc trắng xóa từ, trong biên quan đi ra, đánh giá mọi người, nói, "Vị nào là Tần Thần y?" Tần Mục cười nói, "Tần Mỗ ở đây, không dám xưng thần y." Vị tướng quân này, dầm trước người hắn những tướng sĩ kia dồn dập quỳ gối một đầu gối của lão tướng quân kia cũng chạm đất hai tay ôm quyền dơ cao lên đỉnh đầu nói tần thần y tặng thuốc cứu tính mạng vô số tướng sĩ biên quan ta biên mẫu phụng mệnh trấn thủ biên quan chưa từng đến kinh thành cảm tạ tần thần y không hề nghĩ rằng tần thần y tự mình đến đây xin nhận biên mẫu và những tướng sĩ khác một lạy tần mục vội vã giơ tay nói tướng quân đứng lên thuần dương luyện trùng đan của ta có hiệu quả hay không vị biên tướng quân kia đứng dậy, tóc bạc lay động, gật đầu nói, có hiệu quả, đại vu của man địch quốc tiếp tục làm phép, liền không đả thương được tướng sĩ trong quân ta. Ân đức của thần y, trên dưới khánh môn quan ta cảm động đến rơi nước mắt. Nghiêm trọng rồi, nhắc tay mà thôi. Tần mục cười nói, biên tướng quân, vị này chính là bá sơn tế tử của thái học viện ta, vị này chính là thất công chúa. Biên chấn vân cười nói, thường nghe tên bá sơn tế tử, lúc này gặp mặt quả nhiên bất phàm. Còn thất công chúa, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, cười lạnh nói, công chúa đến thâm sơn cùng cốc ta đây làm gì? Nếu là có sơ suất ai đến gánh vác đây? Bá sơn tế tử cười nói, là ta muốn dẫn bọn họ đến rèn luyện, mong biên tướng quân tạo thuận lợi. Sắc mặt biên chấn vân thoáng dịu lại, gắng gượng nói, xem ở mặt mũi thần y, tạo thuận lợi cho các ngươi vậy. Lần này, tế tử là muốn rèn luyện ở khánh môn quan ta sao? Bá sơn tế tử lắc đầu, man địch quốc. Biên chấn vân sợ hết hồn, Thất Thanh nói: Các ngươi muốn đi vào Man Địch Quốc, không muốn sống sao? Hai nước giao chiến, lúc này các ngươi xông qua nhất định muốn mạng các ngươi. Huống hồ ngươi còn mang theo công chúa, nếu xảy ra chuyện nhỏ gì thì đủ chém đầu cả Thái Học Viện người rồi. Bá Sơn Tế Tử cười nói: Có ta đây sẽ không xảy ra vấn đề. Ở Man Địch Quốc ta cũng có tai mắt của mình. Biên Chấn Vân cười lạnh nói: Ta quan tâm cái gì? Đây là chuyện của Thái Học Viện các ngươi, dù xảy ra chuyện cũng là do Thái Học Viện các ngươi chịu trách nhiệm. Tần thần y, mời vào quan. Linh Dục Tú lo sợ trong lòng, bá Sơn Tế Tử đã từng nói với bọn họ, lần này là đi tái ngoại rèn luyện. Nàng vốn tưởng rằng chỉ là đi biên quan lại không nghĩ rằng bá Sơn Tế Tử lại muốn đi man địch quốc. Tuy nhiên, trước giờ nàng cũng là người hay cả gan làm loạn, từng theo tần phi nguyệt tiến sâu vào đại khư. Bây giờ nghe nói muốn đi man địch quốc, trong lòng có chút lo sợ, nhưng phần nhiều lại là hưng phấn. Buổi tối, bên trong phủ tướng quân bày tiệc lớn, biên chấn vân xuất lĩnh tướng sĩ mời tần mục dự tiệc mấy người bá sơn tế Tửu cũng được mời tuy nhiên đều là làm nền sáng sớm ngày thứ hai biên chấn vân đưa bọn họ xuất quan dâng một bàn vàng thỏi nói man địch quốc không tiếp nhận đại phong tệ chỉ nhận vàng thần y mang theo xem là lộ phí tần mục cảm ơn mọi người leo lên lưng bò thanh ngư hướng ra bên ngoài quan mà đi bọn họ xuyên qua khu vực đầu lưỡi vịt của đại khư đi tới tái ngoại xa xa liền thấy bụi mù nổi lên bốn phía bên trong bụi mù vài con quái thú trên đầu mọc ra từng chiếc gai xương chạy trồm đến trên lưng quái thú ngồi từng vị tướng sĩ dị tộc thân hình cao lớn khôi ngô, cao giọng quát, y sóc. Bá sơn tế tử nhấc chân, đạp lên cái đầu to lớn của thanh ngưu, hai chân đứng trên hai cái sừng của thanh ngưu, đột nhiên mở áo khoác lông trùn ra. Tướng sĩ dị tộc đang vọt tới kia nhìn thấy hình xăm trên bộ ngực ông, thì vội vã quát bảo dị thú dưới khố ngưng lại, dừng lại, trên lưng thú thi lễ, sau đó quay đầu thú, gào thét mà đi. Bá sơn tế tử khép áo lại, từ bên trên đầu bò đi xuống, tần mục và linh dục tú đều có chút không rõ, chẳng biết vì sao những man tộc này nhìn thấy ông thì lại thi lễ. Đến khi đi tới biên quan của man địch quốc, nơi này cũng có một tòa thành trì cao lớn, trong thành phòng thủ rất nghiêm mật. Bá Sơn Tế Tử mang theo mọi người đến dưới thành, cửa thành mở ra, rất nhiều đội ngũ tướng sĩ man tộc đứng hai bên, một mực cung kính đón bọn họ vào trong thành. Trong lòng hai người càng là không rõ. Lúc này, một vị tướng quân chấn thủ biên quan man địch quốc đi tới, cười ha ha nói võ khả hãn vô song thiên hạ vương trên thảo nguyên ta đã lâu không gặp ngươi từ khi các hạ làm quan của duyên khang quốc danh tiếng của võ khả hãn đã thúi không thể ngửi nổi rồi bá sơn tế tử cười ha ha nói bản thân ta liền không phải là người thảo nguyên chỉ có điều ở trên thảo nguyên đánh bại võ sĩ của các ngươi được các ngươi tôn làm võ khả hãn mà thôi võ khả hãn đám người tần mục hai mặt nhìn nhau hồ linh nhi buồn bực nói tế tử hình xăm trên ngực ngươi là cái gì vì sao bọn họ nhìn thấy ngươi trái lại phải thi lễ với ngươi bá sơn tế tử vén mở ngực cười nói các ngươi xem tần mục nhìn lại chỉ thấy bộ ngực ông xong một cái đầu lâu quái lạ mọc đầy gai xương đây là hình xăm khả hãn man địch quốc đã được sự chúc phúc của vu tôn thánh địa man địch quốc không phải ai cũng có bá sơn tế tử khép áo lại nói truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé vốn ta chính là khả hãn của man địch quốc năm đó ta theo ân sư du lịch khắp nơi đi tới man địch quốc nghe nói man địch quốc thượng võ vì lẽ đó quyết đấu cùng cường giả trên thảo nguyên bách chiến bách thắng bởi vậy được tôn làm võ khả hãn ý nghĩa của võ khả hãn chính là võ hoàng đế ở duyên khang quốc võ hoàng đế không ngờ tiếng tăm của bá sơn sư huynh ở man địch quốc lại vang dội đến như vậy tần mục âm thầm líu lưỡi linh dục tú vội vàng hỏi lão sư người là cao thủ lưu phái chiến kỹ à bá sơn tế tử gật đầu nở nụ cười năm đó ta đi theo ân sư tu luyện đao pháp sau đó ân sư mất tích đao pháp của ta rất lâu không có tiến bộ lại có cải cách của quốc sư cho nên mới đến duyên khang học tập pháp thuật và kiếm thuật tính ngượn đá trên núi của hắn để phá giải bình cảnh của ta tuy nhiên nói thật thì điểm mạnh nhất của ta không phải chiến kỹ mà là chiến pháp linh dục tú hơi chấn động trong lòng lần này cùng nhau đi tới bá sơn tế tử truyền thụ cho bọn họ đạo pháp thần thông truyền thụ từng quyển kinh điển khiến nàng cho rằng bá sơn tế tử tinh thông nhất chính là pháp thuật và kiếm pháp không nghĩ tới ông càng là truyền nhân của lưu phái chiến kỹ thực sự là làm người khác bất ngờ càng làm cho người ta bất ngờ hơn đó chính là ở man địch quốc bá sơn tế tử vẫn còn có tên gọi là võ hoàng đế nhận được tôn kính đây có thể nói là vinh dự cao nhất của người ngoài ở man địch quốc rồi vị tướng lĩnh man tộc kia dẫn mọi người vào trong thành nói võ khả hãn đến quốc gia chúng ta làm gì từ khi ngươi nương nhờ vào duyên khang quốc hảo hán trên thảo nguyên chúng ta đều rất khinh thường ngươi muốn lấy lại danh hiệu võ khả hãn bá sơn tế tử cười nói sĩ tử thái học viện ta muốn đi lại con đường của ta năm đó gặp gỡ thiếu niên anh hùng của vu giáo một lần thân thể tên tướng lĩnh man tộc kia hơi chấn động nhìn về phía tần mục linh dục tú cười lạnh nói chỉ bằng bọn họ linh dục tú hưng phấn quăng ánh mắt về phía tần mục cười nhẹ nói chúng ta muốn đi gặp gỡ thiếu niên anh hùng của vu giáo một lần bá sơn tế tử nói chỉ bằng bọn họ lần này ta đến là tính đi thánh địa trên thảo nguyên lâu lan hoàng kim cung ngồi trước lâu lan hoàng kim cung chắn cửa năm đó chính ta chặn lại cửa của lâu lan hoàng kim cung mới có danh hiệu võ khả hãn cơ thịt nơi khóe mắt của tên tướng lĩnh man tộc kia nhảy loạn cười lạnh nói năm đó có thiên khả hãn bên người ngươi mới có thể thành công ngăn cửa hiện nay thực lực của ngươi so với thiên khả hãn ra sao tuy không bằng nhưng cách nhau không xa sắc mặt tên tướng lĩnh man tộc kia chìm xuống hướng về một vị tướng sĩ quát lên Hạ ưng điêu lang, thông báo lâu lan hoàng kim cung, võ khả hãn đến ngăn cửa. Tên tướng sĩ man tộc kia vội vã quát lên, sau một lát, từng con từng con sói có cánh bay lên trời, đập cánh bay vào phía sâu trong thảo nguyên. Tướng lĩnh man tộc kia nhìn về phía bá sơn tế tử, không người thi lễ, võ khả hãn, con đường phía trước nhiều gập ghềnh, xin mời. Bá sơn tế tử cười ha ha, mang theo đám người tần mục đi vào thảo nguyên. Linh Dục Tú nói, Bá Sơn Lão Sư, thiên khả hãn mà tên man dợ kia vừa mới nói tới là ai? Ân Sư Ta, thiên đao. Bá Sơn Tế Tử ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, năm đó ông mang theo ta đến lâu lan hoàng kim cung ngăn cửa, được tôn làm thiên hoàng đế vùng biên ngoại. Đồ tể ra ra trước đây vậy mà uy phong như vậy. Tần mục sợ hết hồn. Đồ tể kia tính tình nóng nảy, mỗi ngày nhìn ai cũng có dáng vẻ khó chịu, đến miếu nãi nãi bán thịt, cầm trong tay hai con dao phay bộ mặt giữ tợn hung thần ác sát dọa khóc không ít cô bé trong đại khư trước đây thậm chí ông còn có danh hiệu thiên khả hãn thiên khả hãn chính là thiên hoàng đế cái tên thiên hoàng đế này là uy phong cỡ nào há có thể chỉ dùng để dọa khóc mấy cô bé tần mục quả thực tưởng tượng không ra đồ tể năm đó ngang ngược cỡ nào hồ linh nhi lẩm bẩm nói võ hoàng đế tái ngoại thiên hoàng đế tái ngoại uy phong biết bao thảo nguyên hoang vắng có lúc đi nửa ngày cũng không nhìn thấy một cái thôn xóm phóng tầm mắt nhìn lại vạn dặm không mây màu xanh lục của thảo nguyên nối liền một đường cùng đường chân trời thanh thẳm, làm tinh thần người ta sảng khoái. Tướng mạo bá sơn tế tử thô lỗ, người cao ngựa lớn, cực kỳ khôi ngô, có chút tương tự những người đàn ông trên thảo nguyên. Nếu gặp được thôn trang, dân du mục sẽ tiến lên chúc rượu, rất là nhiệt tình. Duyên Khang Quốc có ba giáo phái lớn, đạo môn là đệ nhất chính đạo, đại lôi âm tự là đệ nhất Phật môn, thiên ma giáo là đệ nhất ma đạo. Đến buổi tối, bọn họ đi tới ở lại trong một thôn trang, bá sơn tế tử ngồi bên đống lửa nói thế nhưng ở trên thảo nguyên thánh địa chính là lâu lan hoàng kim cung vu giáo lớn nhất trên thảo nguyên địa vị của đại vu lâu lan hoàng kim cung cực cao khả hãn trên thảo nguyên đều là do vu tôn của lâu lan hoàng kim cung trao tặng quân quyền nếu lão khả hãn chết rồi con trai muốn kế nhiệm cần phải tới lâu lan hoàng kim cung xin vu tôn trao quyền linh dục tú nói trước đây duyên khang quốc chúng ta cũng là như thế Ta nghe phụ hoàng nói, ban đầu Duyên Khang quốc chỉ bằng một thành bây giờ, là quốc gia phụ thuộc vào Trường Sinh môn. Năm đó, linh gia chúng ta cũng không phải hoàng tộc, sau đó môn chủ Trường Sinh môn chán ghét hoàng đế thời đó, lập tức phế bỏ hoàng đế, chọn tổ tiên ta làm hoàng đế, trực tiếp thay đổi triều đại. Sau đó linh gia dốc lòng xây dựng đất nước, âm thầm phát triển, cuối cùng diệt trừ Trường Sinh môn, lúc này mới lớn mạnh. Tần Mục hơi run run, hắn còn không biết Duyên Khang quốc vậy mà còn có lịch sử như vậy. Bá Sơn Tế Tử uống một ngụm rượu, thả hồ lô xuống, nói, hiện tại đất đai của Duyên Khang Quốc là hơn 30 quốc gia nhỏ trước kia, mỗi quốc gia đều có hoàng đế, cũng đều bị một môn phái chi phối. Những giáo phái này chính là dựa vào những quốc gia này nuôi sống, hàng năm hoàng đế đều phải chiều cống cho những môn phái này. Bây giờ môn phái lại biến thành phụ thuộc quốc gia, nên đương nhiên những môn phái này không vui, có cơ hội liền tạo phản. Ở tái ngoại, tuy cũng có không ít môn phái thế nhưng thế lực mạnh nhất, lớn nhất chính là lâu lan hoàng kim cung toàn bộ quốc gia toàn bộ khả hãn đều thần phục hoàng kim cung những môn phái khác căn bản là không có tư cách chống lại hoàng kim cung tần mục nói sư huynh thế lực của cái lâu lan hoàng kim cung này so với ba giáo phái lớn ra sao bá sơn tế tử lạnh nhạt nói gần như ánh mắt tần mục sáng lên ngăn cửa lâu lan hoàng kim cung tương đương chắn sơn môn của đạo môn đại lôi âm tự độ khó có thể tưởng tượng được bất quá lần này đi lâu lan hoàng kim cung không phải ngăn cửa mà là trộm đồ bá sơn tế tử cười hắc hắc nói sư đệ công chúa hai người các ngươi chắn cửa ta đi vào trong cung trộm đồ sau khi tới tay chúng ta liền đi ngay lập tức công chúa mấy ngày nay ta sẽ tăng mạnh huấn luyện căn cơ cho ngươi phát huy uy lực của cửu long đế vương công hoàng thất đến mức tận cùng linh dục tú có chút lo sợ trong lòng ngày thứ hai mọi người tiếp tục ra đi thế nhưng lần này bá sơn tế tử để bọn họ đi bộ vừa đi vừa bảo linh dục tú triển khai công pháp sở học của chính mình ánh mắt bá sơn tế tử độc đáo bất kỳ chỗ thiếu hụt nào của linh dục tú ông vừa nhìn liền biết sau đó yêu cầu linh dục tú sửa chữa thêm một lần lại một lần làm cho nàng khổ luyện đây vẫn là lần đầu tiên linh dục tú ăn phải vị đắng lớn như vậy tuy trước kia nàng khôn khéo già dặn thế nhưng đó là vì sự dạy dỗ của hoàng gia gây nên còn đối với võ học thần thông nàng sẽ không chú ý như vậy lần này bá sơn tế tử chính là tàn nhẫn mài dỗ công phu cơ bản cho nàng làm cho nàng cần tu khổ luyện, phát huy cho được uy lực của cửu long đế vương công. Cửu long đế vương công chính là công pháp đứng đầu của hoàng thất, trải qua sự cải tiến của hoàng đình, hơn nữa lại chiếm cư chỗ chính đầu rồng hội tụ, cửu long khí quanh quẩn hoàng thành, có hiệu quả kỳ diệu cho linh dục tú, cùng con cháu hoàng thất tu luyện môn công pháp này. Tu vi nguyên khí của linh dục tú cũng không thấp, khiếm khuyết của nàng chính là không bỏ công vào căn cơ. Hơn 10 ngày sau, nàng liền bị bá sơn tế tử đánh bóng đến tựa như biến thành người khác giống như vậy, Thực lực tăng lên nhanh chóng. Bản thân Cửu Long Đế Vương Công là công pháp của Pháp thuật Thần Thông, chỗ mạnh mẽ của Pháp thuật Thần Thông là lực bộc phát, chẳng hạn như Viêm Hỏa Thần Thông. Bá Sơn Tế Tử chỉ tay một cái, một quả cầu lửa bay ra, bắn xa hơn trăm trượng, quả cầu lửa kia chỉ to bằng nắm tay, thế nhưng đột nhiên nổ tung, lửa nóng hừng hực phóng to mấy ngàn lần, nổ cho toàn bộ bãi cỏ phạm vi vài chục trượng bị phá hủy, mặt đất bị đốt đến cháy đen, thậm chí trung tâm vụ nổ còn xuất hiện vết tích tảng đá bị nung chảy trên con đường pháp thuật cửu long đế vương công có thành tựu cực sâu có người nói rằng lưu phái pháp thuật và lưu phái chiến kỹ là hai thái cực của lưu phái thế nhưng giữa pháp và chiến cũng không hề cực đoan như vậy trái lại có thể trao đổi bá sơn tế tử mượn trùy sắt lớn từ chỗ linh dục tú nói công chúa xem kỹ sư đệ ngươi đấu với ta nguyên khí tần mục bắn ra thiếu bảo kiếm rời vỏ đâm một chiêu kiếm về phía bá sơn tế tử bá sơn tế tử vung trùy chiếc chùy sắt lớn kia là chiếc mà tần mục đưa cho linh dục tú giờ phút này đầu búa bốc lên đốm lửa hừng hực va và chạm vào thiếu bảo kiếm ẩm ẩm nổ tung kịch liệt từ trên đầu búa bắn ra chấn bay thiếu bảo kiếm xung quanh bá sơn tế tử lửa cháy hừng hực riêng dưới chân chỗ ông đứng cỏ xanh vẫn đong đưa linh dục tú sợ hết hồn lập tức nhìn ra chỗ quan trọng bá sơn tế tử giấu viêm hỏa thần thông vào trong chùy sắt lớn thiếu bảo kiếm kích thích chùy sắt lớn viêm hỏa thần thông bùng phát nổ bay thiếu bảo kiếm nguyên khí tần mục hóa thành tia quấn lấy thiếu bảo kiếm kiếm quang lóng lánh giết hướng bá sơn tế tử khoảng cách hai người khá xa bá sơn tế tử vung chùy sắt lên tung bay trên dưới mỗi một đòn đều vừa vặn ngăn cản thiếu bảo kiếm tiếp theo đó là tiếng nổ ầm ầm sóng lửa cuồn cuộn cực kỳ kinh người linh dục tú phanh phanh nhảy loạn trong lòng bá sơn tế tử đang biểu diễn cho nàng phương pháp chiến đấu mà trước giờ nàng không ngờ tới kết hợp hoàn mỹ chiến kỹ và pháp thuật cực kỳ bá đạo thiếu bảo kiếm của tần mục bị nổ bay hết lần này tới lần khác, trong lòng cũng là bội phục không thôi. Bá Sơn Tế Tử theo học vị đồ tể thiên đao này trước, sau đó mới tiến vào duyên kháng quốc học tập pháp thuật, cuối cùng cũng đi ra một con đường của chính mình. Bá Sơn Tế Tử triển khai pháp thuật và chiến kỹ như vậy, cũng vạch ra cho tần mục một con đường. Tên võ hoàng đế, quả thực xứng đáng. Hòa trộn hai loại phương thức tu luyện khác nhau là một thể thống nhất, mặc dù bản lĩnh của bá Sơn Tế Tử không bằng đồ tể, nhưng cũng có thể gọi là một đại tông sư. Bá Sơn Tế Tửu thu hồi trùy pháp, trả chùy sắt lớn đã được nung đỏ lại cho Linh Dục Tú, nói: "Ta luyện đao, không cách nào đạt tới cực cảnh như ân sư, vì thế chỉ có thể mở ra lối riêng. Đao của ân sư có thể chém vỡ trời đất, một đao phá toàn bộ pháp thuật thần thông trên thế gian, ta không làm được. Vì lẽ đó ta nhân lúc quốc sư cải cách thì tiến vào Thái học viện, học tập pháp thuật thần thông, nỗ lực đột phá." Công chúa Dục Tú Ngươi có cơ sở cửu long đế vương công, đi con đường của ta là tốt nhất, Linh Dục Tú hoàn toàn tâm phục khẩu phục, chăm chú thỉnh giáo, bá sơn tế tử, lại để cho nàng khổ luyện công phu cơ bản nàng cũng không một lời oán hận. Tần Mục cũng không nhịn được mê hoặc, thỉnh giáo bá sơn tế tử, bá sơn tế tử tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm, liền ngay cả Hồ Linh Nhi và Thanh Ngưu cũng đạt được không ít chỗ tốt. Bọn họ một đường đi sâu vào thảo nguyên, trên đường tu luyện chiến pháp hợp lưu, Linh Dục Tú cũng đã nắm giữ sơ bộ kỹ xảo chiến pháp hợp lưu, cùng Tần Mục đánh cho kịch liệt, hai người đều toát cả mồ hôi. Lúc nghỉ ngơi, Tần Mục lấy khăn thơm ra lau mồ hôi. Linh Dục Tú cười nói, tiến sĩ thái học, ta đến lau giúp ngươi. Dứt lời đoạt khăn từ trong tay hắn, nhẹ nhàng lau chán hắn. Tần Mục thấy trên chán nàng cũng có mồ hôi hột, ngươi cũng đổ mồ hôi, ta lau giúp ngươi một chút. Linh Dục Tú đỏ mặt đưa khăn thơm cho hắn. Đột nhiên, sắc mặt bá sơn tế tử thay đổi, giơ hai tay đẩy về phía trước, quát lên, tuyệt bích thiên cương. Kèm theo tiếng quát lớn của bá sơn tế tử, là một bức tường ánh sáng cao tới mười mấy trượng, mỏng dính, xuất hiện ở phía trước bọn hắn. Tuyệt bích phía này bắn ra hào quang màu vàng chanh, rộng chừng gần dặm, bên trên phân bố rất nhiều hoa văn kỳ quái, chính giữa mỗi một hoa văn đều có một ngôi sao đang tỏa sáng, cả mặt tuyệt bích có 36 đồ án hoa văn, 36 ngôi sao trói lọi, như là một bức tinh đồ. Ngay khi bá Sơn Tế Tử vừa mới sử dụng tới thần thông tuyệt bích thiên cương, thì đột nhiên phía trước bọn họ truyền đến từng trận tiếng sát phạt, một chiến trường đang hướng thẳng về bên này. Số lượng thần thông giả đang gào thét lao tới lên đến hàng trăm, ngồi trên từng con cự thú rít gào bay nhanh, trước mặt liền thấy một tòa tuyệt bích vắt ngang giữa trời đất này. sắc mặt những thần thông giả man tộc kia không khỏi trắng bệch. Một vị lão tướng quân man tộc vóc người khôi ngô, tóc trắng xóa, lớn tiếng kêu lên, mau đánh đổ nó. Vô số thần thông gào thét lao tới, thẳng đến tuyệt bích, tiếng va chạm ầm ầm không dứt bên tai. Lại có từng thanh từng thanh phi kiếm phát ra tiếng rít chói tai, lốp bốt bắn vào tuyệt bích nhưng thường thường chỉ là mũi kiếm xuyên qua phía tuyệt bích bên này liền bị cố định lại ở bên trong tuyệt bích mênh mông không cách nào đi tới cũng không cách nào thu hồi ong 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 tuyệt bích thiên cương bị đánh cho không ngừng chấn động trên mặt tuyệt bích bên này cũng nhiều thêm hàng trăm phi kiếm phía sau còn có từng luồng thần thông bùng phát bắn về phía tuyệt bích mấy trăm vị thần thông giả man tộc kia sông thẳng tới hơn nữa còn bắn ra thần thông đánh cho mặt tuyệt bích bên này không ngừng xuất hiện vết rách bá sơn tế tử quát lớn đẩy hai tay về phía trước lại nghe một tiếng vù mặt tuyệt bích thiên cương sinh ra sắc nhập vào mặt vách xuất hiện vết rách ở phía trước ông gánh chịu áp lực khó có thể tưởng tượng được bị bức ép đến không ngừng lùi lại mấy trăm vị thần thông giả này hợp sức đè xuống trong đó có không ít cường giả thất tinh cảnh thiên nhân cảnh thậm chí là sinh tử cảnh ông dùng tuyệt bích thiên cương chống lại những người này có thể không bị đối phương đánh tan tuyệt bích đã là cực kỳ đáng sợ dùng đao hoàn vị lão tướng kia quân lạnh lùng nói phù từng viên từng viên đao hoàn ngang trời, xoay tròn xoay tròn trước tuyệt bích, lập tức vô số đao quang vọt về phía tuyệt bích, tiếng leng keng leng keng vang lên giòn giã không dứt bên tai, chỉ một lát trên vách đá dựng đứng cắm đầy những thanh bảo đao, nhiều đến hơn vạn. Sắc mặt bá sơn tế tử thay đổi, bị áp lực truyền đến từ tuyệt bích bức lui mấy chục bước, tuyệt bích thiên cương của ông bị sức mạnh kinh khủng ép tới không ngừng thu nhỏ lại. Sư đệ, công chúa, chúng ta tiến vào chiến trường man tộc rồi. Bá sơn tế tử quát lên, các ngươi cẩn thận, Tần Mục hơi chấn động trong lòng, đột nhiên nghe được nơi sâu trong thảo nguyên truyền đến tiếng kèn lệnh vang vang, một nhánh quân đội khác đuổi giết tới. Vị lão tướng quân man tộc kia bất đắc dĩ, lớn tiếng kêu lên, nghênh địch. Đánh tới chính là một nhánh đại quân, đều là do thần thông giả và võ giả của man tộc tạo thành, võ giả là bộ binh, thần thông giả là kỵ binh, cưỡi từng con dị thú cao to. Ngoài ra trên bầu trời còn có những con chim khổng lồ dương cánh bay lượn, một vài tướng sĩ man địch quốc đứng trên lưng chim trên đầu gắn lông chim bảy màu lại là những cô gái các loại pháp thuật và kiếm sắc đánh xuống phía dưới tần mục xuyên thấu qua tuyệt bích nhìn lại chỉ thấy trong đại quân có một vị tướng quân man tộc tướng mạo đường hoàng ngồi trên mình một con voi trắng con voi trắng kia cao hơn những con dị thú khác một đoạn không kém thanh ngưu dưới chân bọn họ chút nào ánh mắt vị tướng quân man tộc trẻ tuổi quét về phía bên này rơi vào trên tuyệt bích thiên cương lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức khôi phục như thường quát lên, gió. Lập tức, một nhánh quân đội xông lên phía trước, gỡ từng cái hồ lô lớn trên lưng xuống, như tầng tầng lớp lớp ụ đất đặt ở trước người. Mở miệng hồ lô, lập tức bên trong từng hồ lô lớn có khí đen lao ra, hóa thành từng luồng từng luồng lốc xoáy, càng lúc càng lớn, phẳng phất như dao long. Đầu trên trời, đuôi dưới đất, càn quét bừa bãi xung quanh. Mà những tướng sĩ thả gió kia lập tức tung người nhảy lên, dẫm vào ngọn gió bay lên giữa không trung, tiếp đó vọt tới đội quân của lão tướng quân kia cuốn không biết bao nhiêu thần thông giả lên giữa trời. Những binh sĩ man tộc này bị cuốn vào không trung, liền thấy những tướng sĩ ở trong gió kia ra tay với bọn họ, múa đao chém tới, giết sạch từng tên từng tên binh sĩ man tộc. Vị tướng quân trên voi trắng kia trầm giọng nói, "Mưa." Lại có một nhánh quân đội xông về phía trước, sau lưng cõng từng cái từng cái vò gốm, những quân sĩ man tộc này thả vò gốm xuống, mở nắp ra, lập tức một đoàn mây khói từ trong vò bay ra. Những quân sĩ man tộc này đạp chân vào đám mây bay lên giữa không trung, sau đó mưa lớn ào ào đổ xuống. Những quân sĩ này làm phép trong mây, từng sợi từng sợi mưa như từng thanh kiếm đâm xuống phía dưới, tướng sĩ man tộc phía dưới không tránh kịp, liền bị từng sợi từng sợi mưa xuyên thủng đỉnh đầu, đánh thành cái sàng. Vị tướng quân trẻ tuổi kia lại quát lên, "Sấm!" Từng nữ tướng sĩ man tộc ngồi trên lưng chim khổng lồ trên bầu trời kia nổi trống, tiếng trống bắn ra từng trận tiếng sấm đánh xuống phía dưới chấn cho hồn vía những binh sĩ man tộc đang làm phép chống lại mưa gió lên mây, phòng ngự bất giác liền lơi lỏng, lại có không ít người bị cuốn vào trong mưa gió, chết ngay tại chỗ. Ba nhánh quân phong, vũ, lôi làm phép khiến binh sĩ man tộc còn sống sót không nhiều, thế nhưng những người còn sống đều là cường giả, pháp thuật bình thường khó có thể làm bọn họ bị thương. Vị lão tướng quân man tộc kia tự biết không chống cự nổi, cũng trốn không thoát, vội vàng quỳ sụp xuống đất, cao giọng nói, thác lý Mộc tướng quân, lão hù đầu hàng. Đầu hàng rồi, khẩn cầu thác lý mộc tướng quân ban cho con đường sống hơn hai mươi vị cường giả man tộc khác thấy thế tuy rằng không cam tâm nhưng mạng sống quan trọng hơn cũng chỉ đành quỳ xuống đất nằm dạp người nói đồng ý đầu hàng trong mắt vị thác lý mộc tướng quân kia lóe lên hàn quang lạnh lùng nói thiếp nhị mộc tộc các ngươi tạo phản làm loạn còn muốn mạng sống khả hãn có lệnh không cho đầu hàng sắc mặt vị lão tướng quân kia thay đổi đang muốn đứng lên vị tướng quân thác lý mộc kia chỉ tay một cái một cột kiếm lớn bằng ngón cái cách không đâm tới hai người cách nhau chăm trượng nhưng cột kiếm này chớp mắt liền đến căn bản không cho vị lão tướng quân kia thời gian đứng dậy tránh né lập tức xuyên thủng đầu của ông ta cột kiếm kia đóng cái cách vào bên trên tuyệt bích thiên cương tạo thành từ màn ánh sáng đâm thủng một cái lỗ nho nhỏ trên thần thông này của bá sơn tế tử bá sơn tế tử nhíu nhíu mày tản đi tuyệt bích thiên cương chỉ thấy đại quân của vị thác lý mộc tướng quân kia lao tới giết sạch sành xanh phản quân man tộc còn sót lại không chừa một ai rất nhiều tướng sĩ man tộc cắt từng cái đầu lâu treo ngang hông mình không ngừng hoan hô có người còn đang cướp đầu người tranh luận là ngươi giết hay ta giết tần mục nhíu nhíu mày mặc dù là đại khư cũng không có phong tục cướp đầu người thu hồn phách của bọn họ lại hiến cho hoàng kim cung vị thác lý mục tướng quân kia thúc voi trắng đi lên phía trước ngồi trên lưng voi chào bá sơn tế tử hẳn là võ khả hãn bá sơn tế tử gật đầu trong mắt thác lý mục tướng quân lấp lóe tinh quang nóng lòng muốn thử nói một mình võ khả hãn ngăn cản 800 thần thông giả thảo nguyên, bản lĩnh quả thực bất phàm, nhưng lại không lợi hại như trong truyền thuyết. Cái danh hiệu võ khả hãn này, xem ra ngươi gánh không nổi. Bá Sơn tế tử cười ha ha, đứng vững vàng trên lưng bò. Tinh quang trong mắt tướng quân Thác Lý Mộc bắn ra bốn phía, đột nhiên từ trên lưng voi đứng dậy, kiếm mang trong tay tăng vọt, kiếm khí phá không, đâm về phía Bá Sơn tế tử, chỉ một thoáng kiếm quang đầy trời. Bá Sơn tế tử lấy tay rút đao chém tới một đao kiếm quang đột nhiên biến mất chỉ còn dư lại một thanh đao vắt ngang trời đất một tiếng nổ vang ầm ầm ánh đao biến mất vị tướng quân thác lý mộc trên lưng voi đã không cánh mà bay trên mình con voi trắng kia còn có tướng lĩnh man tộc khác chính đang khiếp sợ chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng a à thật dài vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy thác lý mộc tướng quân càng bay càng xa không biết bị một đao đánh bay đến đâu bản lĩnh không tệ có điều ánh mắt quá kém bá sơn tế tử thu đao sau một lát Thác Lý Mộc tướng quân trở về, áo giáp trên người bị đánh nứt thành hai nửa. Lần nữa nhìn về phía Bá Sơn Tế Tử, trong mắt liền nhiều hơn mấy phần kính nể. Võ Khả Hãn, uy danh của ngươi vẫn còn truyền lưu trên thảo nguyên đến giờ. Thác Lý Mộc chạm một đầu gối xuống đất, bàn tay dán lên ngực, nói: Võ Khả Hãn muốn đi Hoàng Kim Cung sao? Vu Tôn đã truyền ra mệnh lệnh, để chúng ta hậu đãi Võ Khả Hãn. Bá Sơn Tế Tử gật đầu, ta biết rồi, đứng lên đi. Năm đó Vu Tôn trao tặng ta danh hiệu Võ Khả Hãn, bây giờ nhìn lại, hắn tự mình trao tặng, đương nhiên là muốn đích thân thu hồi đi. Trên thảo nguyên các ngươi hẳn là có thêm vài anh hùng hảo hán, bằng không Vu Tôn sao có thể chờ mong ta đi tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung như vậy? Thác Lý Mộc đứng dậy, nói, hảo hán trên thảo nguyên ta nhiều như sao trên trời, đương nhiên là có người đánh bại Võ Khả Hãn. Hồ Linh Nhi cười hì hì nói, vị tướng quân này, ta rất thích dáng vẻ khoác lác của ngươi. Khoác lác? Ai dám chọc ta? Thanh Ngưu cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn thấy con voi trắng kia, vội vã chầm chậm tới gần, cạ cạ thân voi, cười hắc hắc nói, voi trắng, ngươi là được hay cái. Con voi trắng kia vung vòi đập vào mặt nó, đánh cho Thanh Ngưu máu mũi chảy dài. Là cái. Hồ Linh Nhi nằm nhòi bên tai Thanh Ngưu, nói nhỏ. Thanh Ngưu phấn chấn tinh thần, hướng về voi trắng ha ha cười nói, già rẻ ngươi trắng thật, ta thích ngươi, ngươi ăn mẫu đơn không? Chỗ ta có này, mềm có thể vắt ra nước. Thác Lý Mộc dẫn quân hộ tống bọn họ đi tới lâu lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục liên tục đánh giá nhánh quân đội này, trong lòng có chút hiếu kỳ. Chiến pháp mà nhánh quân đội này sử dụng để tiêu diệt phản quân rất là kỳ lạ, rất tương tự chiến pháp của quân đội Duyên Khang. Không biết là Duyên Khang Quốc học tập chiến thuật của man tộc hay là man tộc học tập chiến thuật của Duyên Khang Quốc. Sau khi đánh nhau một trận, Thác Lý Mộc kính trọng bọn họ hơn rất nhiều, trên đường lo ăn lo uống, một mực cung kính. Bá Sơn Tế Tửu, truyền thụ bản lĩnh chiến pháp hợp lưu cho tần mục và linh dục tú cũng không có tránh né hắn chỉ là dạy đến chỗ quan trọng thì cần phải truyền âm qua sáu bảy ngày bọn họ đi tới nơi sâu nhất trong thảo nguyên cách lâu lan hoàng kim cung đã không xa thác lý mộc không đưa tiễn nữa mà dẫn quân gào thét lao đi trở về bộ lạc của mình bá sơn tế tử nhíu nhíu mày thở hắt một hơi thấp giọng nói xem ra vu tôn rất quan tâm việc ta đến đây lần này hắn nhất định phải thu hồi danh hiệu võ khả hãn chỉ sợ đến hoàng kim cung ta mới là người bị người ta khiêu chiến nếu là như vậy ta liền không có thời gian đi trộm nửa người dưới của ân sư tần mục nóng lòng muốn thử nói sư huynh ta đã từng học qua pháp môn ăn trộm bá sơn tế tử liếc hắn một cái lắc đầu nói lâu lan hoàng kim cung chính là thánh địa trên thảo nguyên tương đương thánh địa của đạo môn đại lôi âm tự vậy cơ quan bên trong tầng tầng lớp lớp phong cấm nằm dày đặc đầy các loại phong ấn pháp môn trộm cắp người học qua căn bản là vô dụng phá không được phong ấn và cơ quan ở chỗ đó. Người dạy ta trộm cắp rất là lợi hại. Tần Mục nghiêm túc nói, ông là quẻ gia gia của thôn chúng ta, tuy rằng mất một chân, thế nhưng... Bá Sơn Tế Tử khoát tay áo một cái, phấn chấn tinh thần, nói, chân đều bị người chém đứt, chỉ có thể nói là kỹ nghiệp không tinh. Người không cần nghĩ cách ăn trộm nửa người dưới của ân sư, chuyện này để ta giải quyết. Hai người các ngươi, chỉ an tâm để ý ngăn cửa Hoàng Kim Cung. Những chuyện khác giao cho ta, ông không cho tần mục cơ hội nói chuyện lẩm bẩm nói chỉ sợ tên khốn vu tôn này dở trò lừa bịp dùng xa luân chiến đối phó ta khiến ta không thoát thân được có chút khó khăn qua không lâu cuối cùng thì lâu lan hoàng kim cung cũng xuất hiện trước mắt mọi người tần mục từ xa nhìn lại chỉ thấy trên đại thảo nguyên mênh mông vô bờ đột nhiên thêm ra một vùng hồ nước sóng nước dập dờn rộng rãi như là biển lớn trong thảo nguyên tần mục ngóng nhìn mơ hồ nhìn thấy bờ hồ bên kia là dãy núi liên miên không dứt núi cao bao phủ trong làn áo bạc, chất đầy tuyết động. Mà ở giữa dãy núi nguy nga có một ngọn núi rực rỡ ánh vàng, Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn tới, lúc này mới thấy được cái kia cũng không phải là núi vàng, mà là một dãy cung điện xanh vàng rực rỡ. Những cung điện này quá nhiều, bao phủ trọn cả ngọn núi này, bởi vậy từ xa nhìn lại ngọn núi giống như được tạc từ vàng. Trên thảo nguyên không có tiền cố định, chỉ lưu thông vàng, nhóm bọn họ một đường đi tới đều là dùng đến những thỏi vàng, mà tướng quân biên Trấn Vân tặng cho để trả tiền cơm đối với bách tính trên thảo nguyên mà nói thì vàng rất quý hiếm, giá trị cực cao, mà cung điện nơi này lại là thuần túy chế tạo từ vàng, đủ thấy xa hoa. Bá Sơn Tế Tửu đi tới bên hồ, tần mục nhìn xung quanh, một chiếc thuyền gỗ bỏ neo ở nơi đó, trên thuyền kia có một người đàn ông mọc sừng trên đầu, thân mặc áo đen, chống sao trúc đứng ở mũi thuyền. Khu nước cạn trên mặt hồ còn có từng cây từng cây gỗ cắm ngang dọc tứ tung, trên mỗi một cọc gỗ đều treo một cái đầu người đã mục nát đại vu rút hồn luyện pháp, còn giống ma giáo hơn cả thiên thánh giáo chúng ta. Tần mục nhìn về người đàn ông kia, gương mặt người này có chút giống sơn dương, nhưng mặt dê lại có màu nâu, khác màu với những sơn dương trắng bình thường khác, hơn nữa trên mặt không có bao nhiêu cọng lông. Đại vu mặt dê, tần mục hơi run run. Lúc ở kinh thành hắn đã chữa bệnh cho mấy tên tướng sĩ biên quan chúng phải vu độc, nghe tướng sĩ kia nói đã gặp phải một tên man tộc có sừng trên đầu, dùng tấm gương chiếu về phía bọn họ, bọn họ liền hôn mê bất tỉnh tần mục vốn cho là đại vu của man tộc mang mặt nạ mà bây giờ nhìn thấy vị đại vu trên thuyền gỗ này thì mới biết vậy mà thật sự có man tộc mọc sừng vị đại vu mặt dê kia liếc bọn họ một chút phát ra âm thanh sắc bén võ khả hãn vu tôn đã chờ đợi rất lâu rồi mời lên thuyền bá sơn tế tử leo lên chiếc thuyền này cười nói khu hồ nước này là nhược thủy không có sức nổi lông chim bay ở phía trên cũng phải chìm xuống đáy phải dựa vào thuyền của lâu lan hoàng kim cung mới có thể vượt qua chúng ta lên thuyền thôi Tần Mục và Linh Dục Tú leo lên thuyền gỗ, Thanh Ngưu và Hồ Linh Nhí cũng leo lên thuyền. Ánh mắt vị đại vu kia rơi trên người Tần Mục và Linh Dục Tú, cười lạnh một tiếng, chống thuyền bơi về bờ đối diện. Linh Dục Tú cười nói, không thể đạp chân lên nhược thủy đi qua, vậy đi vòng qua không được sao? Cũng có thể bay qua. Đại vu man tộc kia cười lạnh nói, bay qua. Ngươi thử xem không khí nơi này, nhìn ngươi có thể bay nổi không? Không khí nơi này là chết. Không khí là chết. Linh Dục Tú không rõ, Thanh Ngư bên cạnh ồm ồm nói, không khí nơi này quả thực là chết, không bay lên được. Nó giỏi về điều khiển dông tố, có thể cảm giác được không khí nơi này căn bản không chuyển động, người thường hô hấp, hít vào, thở ra thì không khí lưu động, nếu không khí không lưu động, hít vào một hơi, không khí dưới lỗ mũi bị hít sạch, hình thành chân không, không khí bên cạnh không kịp bổ sung tới dưới lỗ mũi, dĩ nhiên là sẽ bị nghẹt chết. Khu vực hồ nhược thủy này là như thế, không khí trên mặt hồ bị một luồng sức mạnh không tên cố định, hoàn toàn không chuyển động, chỉ có thuyền gỗ trượt về phía trước, người trên thuyền cũng nương theo sự di động của thuyền, mà hô hấp thì mới sẽ không cảm giác được tình huống khác thường. Thế nhưng chỉ cần thuyền dừng lại thì sẽ hít sạch không khí dưới cánh mũi, sau một quãng thời gian tất nhiên sẽ bị nghẹt chết. Nếu triển khai phương pháp phi hành, muốn bay trên mặt hồ cũng không có khả năng lắm, phương pháp phi hành cần chấn động không khí, hình thành sức nâng hướng lên trên. Thế nhưng ở đây mà chấn động không khí thì chỉ có thể hình thành chân không, căn bản không cách nào bay lên. Hồ Linh Nhi cũng thử một chút, phát hiện pháp thuật hô mưa gọi gió ở đây căn bản là vô dụng. Đại vu man tộc kia cười hắc hắc nói, cũng không phải là không thể đi vòng qua. Tuy nhiên hồ nhược thủy quá rộng, đi vòng qua phải mất hai ngày, hơn nữa tiến vào trong núi tuyết, khà khà, người có thể đi ra không nhiều. Linh dục tú líu lưỡi không thôi. Tần mục lặng lẽ mở thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn ra, đánh giá không chung, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một màn sương mù khó mà nhận ra hình dạng như tấm vải mỏng bao phủ toàn bộ không trung mặt hồ, không khỏi khẽ nhúc nhích trong lòng, khiến không khí không cách nào chuyển động là tấm lụa mỏng này sao? Tấm lụa mỏng này không cách nào bị chạm đến, nhưng lại thực sự tồn tại, nghĩ đến đó là cấm chế mà Bá Sơn tế tửu nói tới. Trong lúc lơ đãng hắn nhìn xuống nước, trong lòng hơi chấn động, chỉ thấy dưới đáy hồ nước này đều là từng bộ từng bộ xương trắng chìm ở đáy nước. Linh dục tú cũng nhìn xuống dưới, hô khẽ một tiếng. Bá Sơn Tế Tửu nói, những thứ kia đều là nô lệ vu giáo dùng để luyện pháp. Tần Mục sởn cả tóc gáy. Tốc độ trèo thuyền của đại vu mặt dê rất nhanh, hắn có bí pháp độc đáo, có thể ở trên mặt hồ đi tới như gió, nhược thủy cũng không thể làm cho chiếc thuyền này chìm vào trong nước. Cũng không lâu lắm, thuyền gỗ ngừng dưới chân núi tuyết, đại vu mặt dê kia cười hắc hắc nói, "Võ Khả Hãn, xin mời." Bá Sơn Tế Tửu khẽ mỉm cười, tiến về ngọn núi tỏa ánh vàng rực rỡ kia. U, u trên núi chuyển đến tiếng kèn lệnh dài và trầm thấp âm thanh hùng hồn chấn động đến mức màng tai và lồng ngực người ta cùng cộng hưởng theo xa xa từng ngọn từng ngọn núi tuyết đột nhiên xảy ra tuyết lở đổ ầm 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 càng tăng thêm mấy phần khí thế nghiêm nghị bá sơn tế tử cười ha ha át cả tiếng kèn lệnh kia và tiếng nổ vang do tuyết lở phát ra đám người tần mục còn chưa cảm giác được tình huống khác thường thế nhưng người trên núi lại bị tiếng cười của ông chấn động đến mức khí huyết sôi trào khí huyết xông lên não khiến cái đầu phình to, tựa hồ như muốn nổ tung vậy, không ép xuống được. Lúc này, trên núi truyền đến một âm thanh trầm nặng, tu vi của võ khả hãn tinh thuần, càng hơn năm đó, sao vừa lên liền đã thị uy. Võ khả hãn, mời lên núi một lát. Âm thanh này ở trong tiếng cười của bá Sơn Tế Tử cũng có thể nghe rõ ràng, âm thanh giả nuôi nhưng cũng ngập tràn sức mạnh, hiển nhiên là một cao thủ tuyệt thế. Vu tôn lên tiếng, ta đương nhiên không thể chối từ. Chỉ là lần này bá mỗ đến ngăn cửa, không phải đến ôn chuyện. Bá Sơn Tế Tửu xa xa nói chuyện với âm thanh giả nua kia, thản nhiên nói, ta đây liền lên núi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cầu thang bằng vàng chảy dài lên núi, tuy nhiên không được bao xa liền có một cái cổng thật to bằng vàng chắn ngang, không có cánh cửa. Toàn bộ cái cổng này được tạo thành từ vàng, cao hơn 10 trượng, rộng hơn 20 trượng, khảm nạm bảo ngọc, bảo châu, quả thực là xa hoa. Năm đó đồ tể chính là mang theo bá sơn tế tử đi tới nơi này, tại dưới sơn môn chặn lại 3 tháng, chiến bại Tuấn Kiệt trẻ tuổi bên trong lâu lan Hoàng Kim Cung, đánh qua một lần các lộ cao thủ bốn phương tám hướng trên Thảo Nguyên nghe tin tìm tới. Cũng chính vì thế mà bá Sơn Tế Tử mới được tôn làm võ Hoàng đế trên Thảo Nguyên. Mà năm đó đồ tể cũng đã trải qua trăm trận chiến to to nhỏ nhỏ, đánh thế hệ trước của lâu lan Hoàng Kim Cung một trận, thu được thiên danh hiệu Mỹ miều thiên Hoàng đế khả hãn. Bá Sơn Tế Tử mang theo bọn họ đi tới trước Sơn Môn, chỉ thấy có rất nhiều đại vu đã chờ ở đó. Còn có vài cường giả trên thảo nguyên không phải là đệ tử Hoàng Kim, cung cũng đứng ở nơi đó, hẳn là tồn tại nổi tiếng lừng lẫy trên thảo nguyên nghe tin tìm tới. Ngưu Ngưu. bá Sơn tế tử quát lên một tiếng. Thanh Ngưu gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên đùng đùng bành trướng, bắp thịt nhô lên, thân thể càng kéo càng cao, biến thành quái nhân đầu bò, thân thể đầy bắp thịt, nhanh chân đi cái cổng bằng vàng kia, bả vai ủi ủi lên trên, nhổ bật gốc cái cổng vô cùng nặng nề kia. Đại vụ man tộc và cường giả bên cạnh đều ngẩn ngơ. Bá Sơn Tế Tử lạnh nhạt nói, đưa cổng lên núi. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, biết dụng ý của Bá Sơn Tế Tử, chắn cổng dưới sơn môn, thì khó có thể tiến vào khu vực trung tâm của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, mà vác cổng lên núi, chắn cổng trước chính điện của Hoàng Kim Cung, khi đó mới thật dễ dàng trộm nửa người dưới của đồ tể. Tuy nhiên nếu làm như vậy cũng là hoàn toàn đắc tội Lâu Lan Hoàng Kim Cung rồi, chỉ sợ chuyến này không chết không thôi. Nếu tiến sâu vào Lâu Lan Hoàng Kim Cung, những cường giả kia chặn đường xuống núi lại, liền có thể chặn đứng bọn họ, như vậy thì bất lợi hơn. Bá Sơn Tế Tử hử lạnh một tiếng, đi về phía trước, truyền âm vào tay Tần Mục, nói, sau khi lên núi, liền không phải là hai người các ngươi chắn Sơn Môn, chỉ sợ là muốn xuống tay với ta. Chuyện lần này ngoài suy nghĩ của ta. Tần Mục an ủi, người què dạy ta trộm đồ kia thật sự vô cùng lợi hại. Vì sao hắn què? Bá Sơn Tế Tử hỏi. Tần Mục trần chờ một chút, thành thật nói, hình như là lúc trộm đồ bị tóm được, Bị chém què một chân Bá Sơn Tế Tử cười gằn, Ta nghe người nói hắn què Liền biết là đi ăn trộm bị người bắt được đánh què rồi Ngươi từng trộm đồ chưa Tần Mục lại trần chờ một chút Lắc đầu nói còn chưa thử qua Bá Sơn Tế Tử hoàn toàn tắt hết ý nghĩ Sắc mặt âm tình bất định Đột nhiên kín đáo đưa cho Tần Mục một tấm bản đồ Nói đây là bản đồ Hoàng Kim Cung Ngươi giữ trước đi Chỉ mong ngươi không cần dùng đến Bây giờ chỉ còn cách đi một bước tính một bước đến hoàng kim cung tùy cơ ứng biến nói không chừng ta có thể tìm được cơ hội đánh cắp nửa người dưới của sư phụ cầu thang của lâu lan hoàng kim cung rất dài kéo thẳng lên đỉnh núi tần mục linh dục tú theo bá sơn tế tử đi lên nhìn xung quanh chỉ thấy hai bên đường lớn có rất nhiều tượng thần vàng rực rỡ đứng thẳng mỗi một tượng thần đều cực kỳ quái dị giống người mà không phải người tựa ma mà không phải ma tựa thần cũng không phải thần đồng thời có đặc thù của người và thần ma dáng dấp vô cùng kỳ quặc đi trên con đường như vậy khiến người ta cảm thấy ngột ngạt mặc dù là hồ linh nhi thích cãi nhau với thanh ngưu giờ phút này cũng yên tĩnh đến lạ kỳ chỉ có tiếng bước chân vô cùng nặng nề của thanh ngưu truyền đến tần mục quay đầu nhìn lại cặp mắt của cường giả trên thảo nguyên và đại vu man tộc phun lửa không nói một lời đi theo bọn họ phía trước dần dần có rất nhiều cung điện vàng trói lọi dưới chân những cung điện này có vài người hình thù kỳ quái đang đứng có người mọc sừng trên đầu có người trên lưng mọc cánh có người mọc đầu thú có người lại mọc đuôi rắn nhưng bọn họ hoàn toàn không phải là yêu tộc trên người yêu tộc có yêu khí chẳng hạn như hồ linh nhi liền có yêu khí tuy rằng yêu khí trên mình thanh ngưu rất nhạt nhưng dù sao cũng có mà trên thân thể những quái nhân này không có yêu khí hồ linh nhi và thanh ngưu là chuyển biến về hướng con người mà những cường giả của lâu lan hoàng kim cung này phẳng phất lại chuyển biến về hướng không phải con người đây là quan điểm tu luyện khác nhau giữa vùng biên ngoại và duyên khang chuyển biến theo hướng không phải người tới gần thần ma đó là đại vu Tuy nhiên, vẫn còn có một số có hình dạng người bình thường. Những người này hẳn là có thể tự do khống chế thân thể, muốn biến liền biến, muốn thu liền thu, thần thông thành thạo. Trước điện này còn có rất nhiều lồng sắt, bên trong chứa đầy những người quần áo lam lũ, hẳn là vật liệu luyện công của Vu sĩ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. sắc mặt linh dục tú hơi thay đổi, trong lòng tức giận là con dân duyên khang quốc ta. Tần Mục Thẫn thời nói, duyên khang quốc cũng bắt con dân của đại khư ta, xem là nô lệ. thân thể linh dục tú hơi chấn động im lặng không lên tiếng. Công tử, bọn họ không chỉ dùng người để luyện công, còn có yêu tộc cũng bị bắt tới. Hồ Linh Nhi chép miệng, tần mục nhìn lại, quả nhiên trong mấy lồng tre có giam giữ một số yêu quái. Bá Sơn Tế Tử nói, vu giáo có công pháp kỳ lạ dùng hồn phách tu luyện để thay đổi cấu tạo thân thể, chẳng hạn như hấp thu hồn phách của chim, có thể sinh trưởng ra cánh, hoặc là mọc ra đầu chim, hấp thu hồn phách của dê, thân thể cũng sẽ chuyển biến về hướng con dê, luyện thành thần thông, đó là đại vu, không luyện thành thần thông, liền gọi là vu sĩ, mà đến cảnh giới thiên nhân thì liền gọi là vu vương. Vu giáo là thánh địa bên trong lâu lan hoàng kim cung, công pháp của bọn họ gọi là vu tôn lâu la kinh, khá phi phàm. Đến trên đỉnh núi, chỉ thấy nơi này xa hoa phi phàm, cung điện lầu các, tất cả đều vàng chóe, chỉ là cây cột đơn giản dưới đại điện cũng to cỡ hai người ôm mới hết, mà tượng thần bằng vàng lại càng nhiều. Rất nhiều man tộc thảo nguyên đứng ở phía dưới từng tượng thần bằng vàng đột nhiên một tượng thần bằng vàng chuyển động, tần mục giật mình trong lòng, thế mới biết đây cũng không phải là những tượng thần bằng vàng, mà là từng vị từng vị đại vu. Đại vu của lâu lan hoàng kim, cũng vậy mà luyện thân thể của chính mình đến tựa như được tạc từ vàng dòng vậy, tỏa ra ánh sáng vàng rực. Trước hoàng kim cung, dưới một cánh cổng nguy nga, từng vị đại vu tựa như từng vị thần linh vàng óng, uy nghiêm trang trọng, đứng đầu là một ông già tóc vàng thân vàng. Vóc người cao lớn khôi ngô, một bộ đồ vàng, cầm quyền trượng trong tay, trên đầu có gắn lông chim, tiếng như chuông đồng, võ khả hãn, người đã tự do nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay lại đưa tới cửa? Đưa tới cửa, lời nói này rất hay, thanh ngưu thả cửa xuống. Trong tiếng ầm ầm, thanh ngưu thả sơn môn xuống, bá sơn tế tử cười ha ha, vu tôn, sơn môn được ta đưa tới. Những vị sư huynh vàng chói này, hình như đa số đều đã bị ta đánh. Lúc đó ta chắn cửa 100 ngày, đả thương, đánh chết không ít người. Mạnh thì không cách nào xuống tay nhẹ nhàng, vì thế chỉ có thể đánh chết yếu thì đều còn sống trong tay ta những kẻ yếu đó cũng chính là mấy vị đang ngồi hôm nay lời ông vừa nói ra lập tức khóc núi ồ lên mấy vị cường giả thế hệ trước của lâu lan hoàng kim cung đều giận không chịu nổi nhất thời trong không khí tràn ngập một luồng khí thức tiêu điều miệng bá sơn tế tử quá độc lập tức đắc tội toàn bộ cao thủ của lâu lan hoàng kim cung chọc giận tất cả bọn họ thêm nữa lại đưa sơn môn lên núi việc này khẳng định khó có thể giảng hòa trong đó có một vị đại vu tướng mạo trang nghiêm âm thanh như kim loại va vào đá vang lên lạnh lùng nói vết thương của chúng ta đã sớm lành những năm này chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức trong hoàng kim cung rất muốn giao thủ lại cùng võ khả hãn một lần rửa sạch nhục nhã bá sơn tế tửu nở nụ cười sẽ có cơ hội tuy nhiên lần này ta tới là để chắn cửa cũng không phải là muốn đánh chết các ngươi hắn mang theo tần mục linh dục tú tiến lên đi tới dưới sơn môn bằng vàng ngẩng đầu đánh giá sơn môn này, nhớ lại năm xưa, cảm khái nói, năm đó ta theo ân sư, cũng dưới cánh cổng này đánh chết không ít người. Cặp mắt từng vị đại vu vàng rực như thần phun lửa, nhìn trong chọc vào hắn, bá sơn tế tử quay đầu lại, hấp hái mắt với tần mục và linh dục tú, mỉm cười nói, bây giờ, sơn môn này liền giao cho các ngươi. Linh dục tú có chút lo sợ, thấp giọng nói, lão sư, hình như quy củ ở nơi này không giống duyên khang. Trên mặt bá sơn tế tử mang theo nụ cười, tiếng như mũi kêu đạo môn và đại lôi âm tự đến thái học viện ngăn cửa chỉ là tranh tài thắng bại không phân sống chết sau khi đánh nhau cũng hòa thuận vui vẻ mà ở đây đều là đánh đến chết người muốn giữ mạng đối phương lại cũng được tuy nhiên gặp phải cao thủ sánh ngang mình thì cần phải giết bởi vì rất khó xuống tay nhẹ nhàng năm đó ở đây ta đã gặp phải rất nhiều cao thủ có thể sánh ngang mình vì thế chết không ít người linh dục tú tê cả ra đầu tần mục cũng lấy lại bình tĩnh hít vào một hơi thật dài cuối cùng cũng dựa theo quy củ của đại khư quy củ của đại khư cũng là như thế vu tôn đi tới đứng ở sơn môn bằng vàng ánh mắt rơi lên người tần mục và linh dục tú không nhanh không chậm nói ngăn cửa liền theo quy củ trước đây không bàn sống chết tuy nhiên ngoài ra danh hiệu võ khả hãn ta cũng muốn thu hồi lại không bàn sống chết sắc mặt bá sơn tế tửu không thay đổi cất cao giọng nói mấy vị tu vi của bọn họ đều là ngũ rượu cảnh quy củ ngăn cửa chúng ta biết sắc mặt vu tôn không hề lay động nện nện quyền trượng lạnh nhạt nói đệ tử hoàng kim cung nghe lệnh lấy cảnh giới ngũ rượu tranh đấu cùng bọn họ chết thì chịu ai dám vượt qua ngũ rượu cảnh ta lấy mạng hắn tiếng nói của ông ta không lớn nhưng cũng truyền khắp cả núi lời vu tôn vừa nói ra lập tức nhìn về phía bá sơn tế tử lộ ra vẻ tươi cười võ khả hãn năm đó thiên khả hãn mang người đến hoàng kim cung ta ngăn cửa thần thông của thiên khả hãn vô biên đương nhiên là khiến người khâm phục nhưng ngươi cũng không phải thiên khả hãn sắc mặt bá sơn tế tử nghiêm nghị cất bước đi qua sơn môn âm thanh lọt vào thức hải của tần mục và linh dục tú sư đệ công chúa các ngươi yên tâm chỉ cần bọn họ không giết được ta liền còn có thể dựa theo quy củ khiêu chiến các ngươi nếu ta bị bọn họ giết chết vậy thì các ngươi cũng nguy hiểm tinh thần tần mục và linh dục tú tập trung cao độ an nguy của bọn hắn buộc trên tính mạng của bá sơn tế tử nếu bá sơn tế tử bị tước đoạt danh hiệu võ khả hãn sau khi diệt trừ ông giết chết tần mục và linh dục tú cũng không có ai sẽ để lộ tin tức danh tiếng của lâu lan hoàng kim cung không tổn hại ngoại giới căn bản sẽ không biết lần khiêu chiến này mà cường giả trên thảo nguyên đến đây quan sát cuộc chiến đều phục tùng sự thống trị của lâu lan hoàng kim cung chỉ cần lâu lan hoàng kim cung ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ không nói ra nếu để cho bá sơn tế tửu sống mà đi ra lâu lan hoàng kim cung như vậy chuyện này sẽ bị cái miệng rộng của vị bá sơn này vạch trần không chỉ toàn bộ thảo nguyên đều sẽ biết e là mọi người khắp thiên hạ đều sẽ biết. Bá Sơn Tế Tử tuyệt đối có năng lực này. Khi đó, bộ mặt của Lâu Lan Hoàng Kim Cung sẽ không còn sót lại chút gì. Vì lẽ đó, trước khi Bá Sơn Tế Tử chết, Lâu Lan Hoàng Kim Cung tuyệt đối sẽ không vây công tần mục và linh dục tú, chỉ có thể dựa theo quy củ mà làm. Lão ra, không nên bị đánh chết. Thanh Ngưu cao giọng nói. Bước chân Bá Sơn Tế Tử lào đảo, quay đầu lại căm tức, sau khi trở về liền ăn thịt bò. Thanh Ngưu vội vã rụt đầu, hai người thiếu niên thiếu nữ cả gan làm loạn các ngươi có biết là mình đang chắn cửa một thánh địa không đột nhiên phía sau tần mục truyền tới một âm thanh tần mục và linh dục tú đứng dậy nhìn xuống dưới ngọn núi chỉ thấy nhiều vu sĩ dung mạo quái lạ đi tới chặn đường lên một vị vu sĩ trong đó cất bước tiến lên trên người hiện ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt trên đầu mọc sừng trên lưng mọc cánh mọc da mỏ chim loại phương thức tu luyện chuyển biến về hướng không phải người này quả thực hiếm thấy sư huynh Tần Mục và Linh Dục Tú chào. Vị vu sĩ Hoàng Kim Cung kia lại không đáp lễ, âm thanh vang vang mạnh mẽ, lễ nghi là thứ của Duyên Khang Quốc các ngươi, lâu lan Hoàng Kim Cung ta không có nhiều quy củ như vậy. Sau khi giết các ngươi, ta muốn hấp thu hồn phách bọn ngươi để tu luyện thần thông. Người như các ngươi mạnh hơn những kia nô lệ quá nhiều, hồn phách cũng vô cùng cứng cỏi, dùng để luyện thần thông thì không thể tốt hơn. Ánh mắt tần mục lấp lóe, nói, mụi tử, lần này để ta tới, thăm dò công pháp thần thông của bọn họ, linh dục tú gật đầu tuy rằng trên đường tới đây thực lực của nàng tiến bộ thần tốc thế nhưng vẫn còn chút tranh lệch với tần mục dưới tình huống không biết nội tình vu sĩ mà tùy tiện đánh nhau thì rất dễ dàng chịu thiệt tần mục thở hát một hơi trầm giọng nói thanh ngưu lấy bao quần áo của ta đến thanh ngưu tiến lên phía trước gỡ bao quần áo trên người xuống tần mục đeo đao nang lên người trước đặt hai con dao mổ lợn đan sen sau đó mang hộp kiếm vào sau đao nang treo chùy sắt lớn lên cắm trúc trượng vào bên hông đeo thiếu bảo kiếm thanh ngưu đằng đằng sát khí, nghe nói trước đây ngươi là tên chăn bò, nhưng ngay cả ta đều đánh không lại, có thể đánh thắng được họn họ sao? Tần mục hoạt động thân thể chút, xương cốt bùm bùm vang vọng, lạnh nhạt nói, ta là bá thể. Thanh ngưu quát lên, lão gia nhà ta ở dưới cánh cổng bằng vàng này không hề bị thua. Vẻ mặt tần mục thẫn thờ, ta là bá thể bẩm sinh, trong thiên hạ, cảnh giới như nhau, không ai có thể thắng ta. Vị vu sĩ cánh chim kia gỡ hai cái chày bằng vàng xuống, ánh sáng trong mắt lấp lóe, cười nói, bá thể chó má gì, chưa từng nghe nói. Tần mục dùng bá thể tam đan công khống chế nguyên khí, nguyên khí vận chuyển như nổ tung, chỉ một thoáng phun trào lay động toàn thân. Ta, bá thể, hắn nhắc chân, mặt đất rát vàng dưới chân lập tức lún xuống từng vết chân nối tiếp nhau như ao sâu, ầm ầm, thân thể của hắn phóng về tên vu sĩ cánh chim kia, tốc độc nhanh chóng, khiến người ta chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh liên tiếp. Bá thể vô song, sắc mặt vu sĩ cánh chim kia thay đổi, vội vàng đập cánh bay lên, thế nhưng thân thể còn chưa bay lên đã thấy nắm đấm của tần mục bắn đến, một quyền đấm ra kia, rồng gầm rung động, trong mắt của hắn đột nhiên co lại, thứ nhìn thấy không phải là một nắm đấm mà là một đầu rồng hung ác dữ tợn. Chớp mắt sau đó, hắn nhìn thấy hai đầu rồng, sau đó là ba cái, bốn cái. Cánh của hắn chấn động, muốn né tránh thế nhưng không kịp, dưới sự vội vàng chỉ đánh đan chéo hai cái chày bằng vàng chặn ở trước người hai cái chày vàng đột nhiên uốn lượn xuống, sức mạnh từ cú đấm của tần mục, vậy mà đánh hai cái chày bằng vàng này như là bùn nhão vậy, nện chày vàng thành một tờ giấy mỏng. Vù, vu sĩ cánh chim kia bay lên giữa không trung, tiếp theo nổ ầm một tiếng, hóa thành một đám mưa máu, trong màn mưa máu kia chuyển đến tiếng rồng gầm, rồng gào, xương máu đã biến thành 45 con huyết long, giữ tận hung ác, phẳng phất không phải là cú đấm của tần mục nổ nát vu sĩ cánh chim kia, mà là 45 con huyết long này căng nứt thân thể của hắn. Mà ở trên đài vàng trước sơn môn kia, tần mục từ trong vận động cực kỳ kịch liệt đột nhiên bình tĩnh lại, nguyên khí dữ dội cũng đột nhiên dừng lại, sắc mặt bình tĩnh. Thanh Ngưu, lão già nhà ngươi cần 100 ngày mới có thể phá tan lâu lan hoàng kim cung. Tần mục xoay người, ánh mắt hờ hững, quét về đám vu sĩ dưới đài vàng, mà ta, chỉ cần một ngày. Hắn đứng dưới cổng, âm thanh tựa như sấm sét nổ vang, lẩn quẩn trong lâu lan hoàng kim cung, ta chỉ cần một ngày là có thể phá hủy ý chí của các đệ tử hoàng kim cung nghiền nát toàn bộ tự tôn của bọn họ đạp tôn nghiêm của bọn họ xuống chân làm càn một vị vu sĩ giận tím mặt vọt nhanh tới tần mục vừa lao nhanh thân thể vừa xảy ra biến hóa long trời lở đất da đầu của hắn bay loạn mọc ra một cái đầu voi lớn thân thể càng lúc càng cao càng lúc càng to làm quần áo trên người căng đến mức xoẹt 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 chia năm xẻ bảy tay chân thô to tựa như chân voi ánh sáng vàng tràn ra ngoài thân thể hắn đầu voi thân người phảng phất thần linh được thờ cúng sống lại sức lớn vô cùng tu vi và thực lực của hắn đương nhiên mạnh mẽ hơn, vị vu sĩ cánh chim vừa rồi rất nhiều, thân thể vị vu sĩ cánh chim kia chưa hề bắt đầu hóa vàng, mà bên ngoài thân thể hắn thì lại tựa như đúc bằng vàng. Ầm ầm nắm đấm lớn như vại nước bắn về phía Tần Mục, nắm đấm chấn động không khí, bùng nổ ra một tiếng sấm, khí lưu trắng phao phao tựa như vòng tròn bắn ra bốn phía. Phía sau Tần Mục, trước sơn môn, bộ lông trắng như tuyết của hồ linh nhi bị cơn gió của cú đấm này nhấc lên thổi đến mức bay về phía sau, mái tóc của linh dục tú cũng bị thổi lay động về phía sau chết vu sĩ đầu voi kia rít gào tần mục nhún người lao qua sát cạnh một quyền cực kỳ bá đạo đang bắn đến này hai tay cầm đao xông đến dưới thân thể to lớn của vu sĩ đầu voi kia ánh đao sáng lên để đao xuất cấm lai thân hình tần mục bay lên không lộn một vòng rồi quay về lúc rơi xuống đất hai thanh đao cắm vào túi đao sau lưng mà thân thể to lớn của vu sĩ đầu voi kia vỡ thành hai mảnh lăn nhanh xuống núi nhuộm bậc thang bằng vàng thành một màu máu đỏ tươi. Một vị vu sĩ đỏ mắt, đột nhiên căng ra một lá cờ đen, rung động về phía Tần Mục, lạnh lùng nói, ta muốn luyện hồn phách ngươi, chết đi cho ta. Tần Mục dùng tạo hóa thiên ma công tự phong ấn hồn phách, giơ tay chỉ, hộp kiếm phía sau mở ra, một thanh phi kiếm phát ra tiếng rít chát chúa, xuyên thủng mi tâm vu sĩ kia. Ngón tay Tần Mục hất lên, phi kiếm gào thét quay về, cắm cái kịch vào trong hộp kiếm, sau kiếm là một chuỗi tia máu. Giết một vị nữ vu si đầu báo đuôi báo quát trái tai, giơ một tấm gương đồng lên chiếu về phía tần mục, trong mặt gương kia hiện ra từng cái từng cái hồn phách dữ tợn hung ác. keng! đột nhiên trước gương đồng nhiều thêm một thanh phi kiếm, đâm vào mặt gương. chiếc gương đồng kia cực kỳ cứng rắn, vậy mà chặn lại được thanh phi kiếm này. thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo phi kiếm đột nhiên xoay tròn, biến thành toàn kiếm thức, lập tức xuyên qua gương đồng, kiếm quang phá gương, một chiêu kiếm xuyên thủng nữ vu sĩ phía sau. vu độc có gì phải sợ? quần áo tần mục phần phật giơ tay thu hồi phi kiếm một vu sĩ khác quanh thân mọc đầy lông hổ vuốt hổ đuôi hổ gào thét lao lên nhấc lên cuồng phong chộp tới gần không cho hắn bất kỳ cơ hội rút kiếm nào tần mục nghiêng người ra quyền bước chân hai người rối loạn tiếng tấn công dữ dội đùng 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 không dứt bên tai đầu vu sĩ kia lay động mọc ra đầu hổ gào thét như sấm nổ vang không ngớt dùng tiếng hổ gầm oanh kích hồn phách của hắn truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé Tần Mục lấy quyền làm ấn, đấm ra một chiêu Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện, năm ngón tay giang rộng ra thành trưởng, trong tiếng Ma Đa Tát đánh ra Thiên Ma Tự Tại Thiên Ấn, hắn biến hóa trưởng quyền nhiều lần, ấn pháp Phật đạo Ma Đạo Luân Phiên, tiếng hổ gầm chỉ kịp vang lên ba lần, vị vu sĩ kia liền bị hắn đánh tan hồn phách, ngã thẳng xuống đất. Lại có một tên vu sĩ cảnh giới đại vu đột nhiên lao ra, tu vi của hắn mạnh mẽ hơn nhiều những vu sĩ vừa nãy, thần thông thành thạo, duy trì dáng dấp và hình thái người bình thường, cho dù hắn đã phong ấn bí cảnh của chính mình thế nhưng khống chế công pháp liền lập tức hóa hình tựa như một con bạo viên cầm một cây gậy vàng trong tay to như cây cột quét ngang ngàn quân sức lớn vô cùng hơn nữa nhạy bén đến cực điểm tần mục với tay lấy trúc trượng xuống dùng trúc trượng đón đỡ cây gậy vàng hai người đánh nhau nhanh như tia chớp đột nhiên bóng gậy vàng chóe đầy trời thu lại vu sĩ kia bị trúc trượng đâm vào ngực lộ ra vẻ kinh ngạc tuy nhiên dù sao hắn cũng là cảnh giới đại vu không phải vu sĩ quyết định thật nhanh giải phóng bí cảnh của chính mình ngay trong nháy mắt khi bí cảnh của hắn vừa mở ra trái tim liền bị trúc trượng xuyên thủng thi thể ngã sấp xuống đất tần mục rút trúc trượng ra khỏi lồng ngực hắn cảnh giới đại vu ở duyên khang quốc gọi là thần thông giả chỉ có cách gọi là không giống còn kỳ thực trên bản chất không khác gì nhau nếu thần thông giả này không phong ấn bí cảnh của mình thì tần mục rất khó giết chết đối phương nhưng chỉ cần cùng cảnh giới đánh nhau với hắn hắn liền có thực lực đánh giết đối thủ mặc kệ trước đó đối phương là cảnh giới đại vua hay là cảnh giới thất tinh đùng một vị lực sĩ vàng chóe nhún người nhảy lên đài bằng vàng trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất sau lưng cõng một cái đao nang cao hơn một người bỗng nhiên mở ra miệng lớn rít gào với tần mục đao quang trong túi đao sau lưng gào thét lao ra ảnh đao đầy trời ào 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 chém về phía tần mục cùng lúc đó hai tay vị lực sĩ chộp vào thanh đao múa hai thanh đao đánh tới hai thanh đao lúc trước mặt lúc sau lưng như là hai con chăn lớn quấn quanh người, lăn về phía tần mục. Một tay tần mục cầm dao mổ lợn bình thường, một tay trở ngược dao mổ lợn, phi kiếm trong túi kiếm sau lưng vèo vèo bay ra, đón đỡ đao quang đang chém xuống. Hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên, thân thể hai người một lớn một nhỏ, lực sĩ vàng rực kia còn cao hơn hắn nửa người, hai người bỗng nhiên va vào cùng một chỗ, hai luồng đao quang xoay ngang dựng đứng, đao xoay ngang chính là chặn con đường núi phía trước, đao dựng đứng chính là bổ núi ra, ánh đao mang theo màu máu phóng lên trời phảng phất người khổng lồ múa đao, từ trong vách núi treo leo hàng trăm, hàng ngàn dặm bổ ra một con đường vắt ngang. Thân thể tên lực sĩ này nứt thành bốn khối, bị đao quăng xoay ngang dựng thẳng chém chết. Tần mục run đao, chấn động máu dính trên đao, trở tay cắm hai con dao mổ lợn vào túi đao, đột nhiên giơ tay chỉ, phi kiếm lanh canh ra khỏi vỏ, bắn thủng mi tâm một tên vu sĩ đang dùng nguyên khí dương cung muốn bắn tên về phía. Giết hắn, báo thù cho sư huynh đệ. Còn có vu sĩ không ngừng vọt tới, tần mục dịch chân vạn người đá ra sau, hoặc đao hoặc kiếm, hoặc quyền hoặc cước, đánh chết tại chỗ từng tên từng tên vu sĩ tiến lên khiêu chiến. Sau một chốc, bốn phía yên tĩnh. Trước sơn môn lâu lan hoàng kim cung, trên bậc thăng bằng vàng nằm ngổn ngang hơn 40 bộ thi thể. Tần mục nhìn xuống đài, dưới đài là từng khuôn mặt sợ hãi, ánh mặt sợ hãi, gặp phải ánh mắt của hắn, liền không tự chủ được rời đi, trốn trốn tránh tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tinh thần ý chí của những vu sĩ này rất mạnh, Bất quá sau khi liên tục bị tần mục đánh giết hơn 40 người, tinh thần và ý chí này không thể tránh khỏi suy sụp xuống. Chỉ cần có suy sụp thì sẽ liên tục rơi xuống, sinh ra lòng sợ hãi, sinh ra tâm lý hèn nhát không cách nào chiến thắng đối phương, sinh ra kính trọng và khâm phục tần mục. Những gì tần mục nhìn thấy trên đường khiến hắn sinh ra một cơn tức giận, với lâu lan hoàng kim cung, khi tướng quân thác lý mộc lệnh binh sĩ thu thập hồn phách của phản quân, thì liền nói muốn hiến cho lâu lan hoàng kim cung, lúc đó hắn còn không giải thích được, bây giờ hắn mới rõ ràng, Nguyên lai lâu lan hoàng kim cung vậy mà là dùng hồn phách để luyện công. Lần này hắn đến, cũng không phải là để chắn cửa, mà là vì lấy lại nửa người dưới của đồ tể. Thế nhưng nếu địch ta đã rõ ràng, vậy thì phá hủy ý chí và tinh thần của môn phái này, nghiền nát niềm tin của bọn họ, đạp công và pháp của bọn họ ở dưới chân, để bọn họ biết, thần thông mà bọn họ dùng hồn phách người khác tu luyện được không đáng giá một đồng. Các ngươi ai tu luyện vu tôn lâu la kinh của lâu lan hoàng kim cung? Tần mục nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt lạnh lùng, sau đó khóe môi chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Đi ra đây, ta muốn giết một tên. Trước Sơn Môn, một mảnh trầm mặc. Sau Sơn Môn, sắc mặt từng vị đại vu Hoàng Kim, cung tựa như đúc bằng vàng dần dần trở nên tái nhợt. Sau một lát, một vị thiếu niên đi ra, vị đại vu trung niên bên cạnh trầm giọng nói, tư mục la, kẽ hở của hắn ở chỗ hai phần bả vai trái. Đây là kẽ hở trong công pháp của hắn, nơi không luyện đến được. Đại vu thiếu niên kia trầm giọng nói. Ta đã nhìn thấy, chỉ là không nhìn ra vị trí chính xác. Đa tạ Vu Vương dạy bảo. Sắc mặt bá sơn tế tửu chìm xuống, cười lạnh nói. Vu Vương, làm trưởng bối, bớt vô liêm sỉ một chút được hay không hả? Võ khả hãn, xin mời. Vị đại vu trung niên kia thẫn thờ, giơ tay lên nói, năm đó ta thua trên tay của ngươi, rút kinh nghiệm xương máu. Những năm này thực lực tu vi tăng nhanh như gió, cuối cùng muốn rửa sạch nhục nhã. Trời cao có mắt, ngươi cuối cùng cũng coi như đưa tới cửa. Bá Sơn Tế tử đột nhiên bay lên trời, ánh sáng tỏa ra thật giống như một thanh đao to lớn dài đến trăm trượng cắt ra bầu trời, lao đi thật xa. Âm thanh từ đằng xa truyền đến, tu vi mấy người ở đây quá thấp, ta sợ người ta đánh nhau sẽ đánh chết cả bọn họ. Người ta tiến vào núi tuyết đánh nhau. Vị đại vu trung niên kia nhìn về phía Vu Tôn, Vu Tôn đứng dậy, trầm giọng nói, đi. Vèo từng luồng từng luồng sáng vàng phá không lao lên, đuổi sát luồng đao quang kia, chạy vào trong núi tuyết núi cao sừng sững tuyết trắng mênh mông đột nhiên ánh vàng sáng rực nung chảy tuyết lớn bên trong ánh vàng có đao quang sáng như tuyết lướt qua nơi đó là đại chiến kinh thiên động địa tuy nhiên khi lan chuyển đến lâu lan hoàng kim cung thì chỉ còn sót lại gợn sóng yếu ớt dưới sơn môn hoàng kim cung tần mục xoay người lại nhìn về phía tư mục la đang từ trước thánh điện hoàng kim cung đi xuống bá sơn tế tử đã dẫn rất nhiều cao thủ bên trong lâu lan hoàng kim cung rời đi hẳn là tạo cơ hội cho hắn đi tìm nửa người dưới của đồ tể tuy nhiên trước thánh điện vẫn còn mấy vị cao thủ thế hệ trước của hoàng kim cung lưu lại sắc mặt tư mục la nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt lại có chút hưng phấn thân thể của hắn cũng là màu vàng vừa nãy tần mục đánh nhau cùng những vị vu sĩ này hắn đã ở một bên quan chiến sở dĩ hắn không có lập tức tiến lên ngoại trừ muốn xem tần mục có kẽ hở hay không thì còn có lý do chính là những vu sĩ kia xa luân chiến tần mục tiêu hao tu vi của tần mục cho hắn cơ hội chiến thắng càng lớn hơn hiện tại hắn đã tìm được sơ hở của tần mục hơn nữa tần mục đã chiến đấu với hơn 40 người, cơ hội của hắn đã đến. Sắc mặt tần mục như không hề lay động, bình tĩnh không giống như là vừa trải qua hơn 40 trận chiến đấu ác liệt. Đột nhiên, thân hình hai người cùng chuyển động, nguyên khí dưới chân tần mục bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền tới trước người tư mục la, đấm ra một quyền. Trích thân đông hải hiệp xuân lôi, thân thể tư mục la, ở trong một quyền của hắn lại bắn ra một tiếng vang như chuông đồng. Tần mục lập tức cảm giác được quyền kình cuồn cuộn như dòng sông lớn đang tuôn trào, và biển rộng của chính mình phẳng phất bắn trúng tường đồng vách sắt, không truyền qua được chút nào. Thân thể tư mục la phẳng phất như được chế tạo từ kim loại cứng rắn nhất, hơn nữa là loại kim loại đặc ruột. Thân thể tư mục la lay động, đột nhiên biến thành đầu chim thân người, lưng mọc hai cánh, cặp cánh kia vàng rực, do vô số thanh kiếm vàng tạo thành, kiếm vàng vang vọng canh canh cắt về phía trước. Bước chân tần mục rối loạn lùi về sau, từng thanh phi kiếm trong hộp kiếm sau lưng rời vỏ, ngành đón đám lông chim tạo thành từ kiếm đang cắt tới đột nhiên hắn chú ý tới hai cánh này của tư mục la không tầm thường giữa mỗi thanh kiếm hình dạng như lông chim có tia nguyên khí liên kết trong lòng hơi chấn động liền biết không ổn rào từng thanh từng thanh kiếm sắc bén tạo thành cặp cánh của tư mục la đột nhiên tăng vọt bay ra khỏi cánh từ bốn phương tám hướng đâm về phía tần mục trên từng thanh kiếm này vậy mà mọc ra từng con từng con người đen thùi lùi lăn qua lật lại kỳ lạ âm u những thanh kiếm này bên trong mỗi một thanh kiếm vàng đều có một linh hồn bị giam giữ bên trong kiếm biến thành linh hồn bên trong kiếm ánh mắt tần mục rơi vào trên những con mắt kia đột nhiên có chút vắng đầu hoa mắt trong lòng biết không ổn lập tức nhắm mắt lấy tay rút đao dạ chiến liên thành phong vũ đao quang của hắn mau lẹ quay chung quanh trước mặt sau lưng trên dưới phải trái không ngừng tung bay tiếng va chạm leng keng leng keng chuyển đến bên trong dạ chiến liên thành phong vũ có hai chữ đánh đêm đã cho thấy một chiêu này không cần dùng con mắt nhìn kỹ bốn phía Kiếm của tư mục la vô cùng kỳ lạ Ánh mắt rơi lên trên đó sẽ trúng chiêu Vì lẽ đó dùng một chiêu này lựa chọn chính xác nhất Vu tôn lâu là kinh quả thực bất phàm Rất là yêu tà Đao trong tay tần mục va chạm cùng kiếm của đối phương Lập tức cảm giác được sức mạnh bên trong kiếm của đối phương không bằng mình Sự mạnh mẽ của lưu phái chiến kỹ Là ở chỗ cầm vũ khí trong tay có thể bùng phát toàn bộ sức mạnh của chính mình từng thanh từng thanh kiếm vàng của tư mục la bị dạ chiến liên thành phong vũ bức lui lại trở về phía sau trong tiếng vèo tạo thành hai cái cánh vàng hai cánh tung bay leng canh leng canh đón đỡ kiếm sắc từ trong hộp kiếm của tần mục phóng tới đột nhiên hai thanh đao tuột khỏi tay tần mục đấm ra một quyền tựa như một vầng mặt trời giữa không trung soi sáng dương hồn tư mục la bị quyền ý của hắn soi sáng thần hồn thoáng dao động một chút nhưng chiêu thức lại không loạn chút nào tuy nhiên con mắt trên kiếm của hắn kiếm bị chiếu chúng dồn rập khép kín từng con từng con mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành từng làn khói xanh. Tần Mục trở tay đánh ra tự tại thiên ấn, Tư Mục La vẫn không nhúc nhích. Vu Tôn lâu là kinh lấy hồn phách người khác làm vật liệu tu luyện, hồn phách của mình cũng được luyện càng vững chắc hơn. Thân thể của hắn cũng cực kỳ cứng rắn, thậm chí ngay cả lôi âm bát thức cũng không cách nào lay động. Tần Mục khẽ cao mày, đột nhiên xuất ra một chỉ, 36 thanh phi kiếm bay ra khỏi hộp kiếm ào 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 gộp lại, hóa thành toàn kiếm thức, một chiêu đâm về phía Tư Mục La hai cánh tư mục la tung bay che ở trước người, kiếm tạo thành cánh không ngừng đan sen, biến hóa phương vị, cố gắng ngăn cản đòn đánh của tần mục, nhưng sau một khắc liền bị toàn kiếm thức xuyên phá phòng ngự hai cánh. Tư mục la thất kinh trong lòng, ngực bị đau, thân thể như vàng dòng của hắn vậy mà không cách nào ngăn cản toàn kiếm thức, lập tức đập cánh bay lên, hai cánh nhấc lên một trận gió lớn. Vù, cuồng phong vừa nổi lên, tần mục lập tức đạp gió mà đi, trong mắt tư mục la lộ ra vẻ sợ hãi tốc độ chạy của tần mục trên không trung vậy mà còn nhanh hơn hắn đập cánh bay thâu thiên cước pháp của người què tốc độ vô địch thiên hạ nếu không có cơn gió do hắn đập cánh nhắc lên mà nói thì tần mục rất khó đuổi theo hắn trên không trung thế nhưng gió lớn nổi lên thì đối với tần mục mà nói không trung chính là đất bằng đi tư mục la quát lớn một tiếng từng thanh kiếm vàng trên hai cánh sau lưng bay ra đâm về phía tần mục ý đồ ngăn cản tần mục tới gần trong nháy mắt hai cánh của hắn trống trơn chỉ còn dư lại hai khối thịt vàng rực rỡ thân hình của hắn lập tức rơi xuống, nhưng vào lúc này ánh đao như là thác nước, va chạm cùng kiếm vàng đang đâm nhanh đến, chỉ nghe một tiếng phập, một thanh kiếm vàng xuyên qua đao quang như thác nước của tần mục, cắm lên vai trái của hắn, ngay vị trí hai phần bả vai. Mà thân hình của tần mục cũng đã tới trước người tư mục la, lướt ngang thân hắn, đao quang sáng như tuyết xẹt qua cổ tư mục la. Ánh đao kia rất mỏng, thật giống như đánh trúng tư mục la tiến vào trong cổ của hắn rồi xuyên qua. Nhưng cũng thật giống như không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn, tư mục la rơi xuống đất từng thanh từng thanh kiếm vàng áo 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 bay tới trở lại phía sau tạo thành hai cánh cặp cánh vàng rực rỡ kia rào rào mở ra ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía tư mục la sư huynh làm tốt lắm một âm thanh vừa mừng vừa sợ kêu lên các vũ sĩ khác cũng được cổ vũ dồn dập kêu lên tư mục la sư huynh đánh ngã nô lệ duyên khang này đám người duyên khang là cặp giò dê chỉ xứng lấy ra tu luyện không xứng sống trên đời tần mục rơi xuống đất từng thanh từng thanh phi kiếm lần lượt bay tới lần lượt rơi vào bên trong hộp kiếm sau lưng hắn thiếu niên rút kiếm vàng trên bả vai ra ném xuống đất cẩm y trên người hắn vẫn hoàn hảo lúc thanh kiếm này đâm tới thì bị cẩm y cản một chút tuy nhiên vẫn mang theo cẩm y đồng thời đâm vào vai của hắn cái gọi là đau thương bất nhập kỳ thực cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đau thương tuy bộ đồ dệt từ tơ kim tàm sáu cánh của hắn chặn lại được kiếm vàng nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương dưới đài vàng tiếng hoan hô rung trời, mà tư mục la còn đang dương cánh, uy phong lẫm liệt, tựa hồ đang hưởng thụ tiếng hoan hô của mọi người. Tần mục đi lên phía trước, tiếng hoan hô dần dần thấp xuống, tần mục giơ tay, cắm hai thanh đao vào túi đao sau lưng, đi tới bên người tư mục la. Thế nhưng tư mục la vẫn không nhúc nhích, vẫn đang mở ra cánh vàng sau lưng, không có bất kỳ phòng bị và ngăn cản nào. Tần mục giơ tay, nắm lấy tóc của hắn, nhẹ nhàng nhấc lên, gỡ đầu của hắn ra khỏi cổ, ném xuống dưới đài, tiếng hoan hô dưới đài vàng càng lúc càng nhỏ chỉ có những vu sĩ phía xa xa không nhìn thấy cảnh tượng này vẫn còn đang hoan hô có vẻ chói tai gấp bội đầu lâu kia lăn vòng vòng từ trên đài xuống dưới lăn tới bên cạnh vu sĩ còn đang hoan hô dần dần âm thanh không còn tư mục la tu luyện công pháp chấn giáo vu tôn lâu la kinh cũng chết ngay lúc hắn xem như nắm chắc phần thắng thì bị một đao của tần mục chặt đầu linh dục tú vội vã tiến lên muốn băng bó vết thương cho hắn Tần Mục khoát tay áo một cái, không có chuyện gì, ta nói rồi, muốn phá tan ý chí của bọn họ liền nhất định phải làm được. Ngươi cứ yên tâm. Linh Dục tú khẽ cao mày, cảm thấy Tần Mục có chút tự tin quá mức. Chăn bò, bả vai người bị thương, kẽ hở trên bả vai sẽ càng lớn hơn. Lỡ như lại xuất hiện một đại vu tu luyện vu tôn lâu la kinh, nàng mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên trước thánh điện của lâu lan hoàng kim cung lại có một vị đại vu trẻ tuổi, thân thể vàng rực rỡ đi tới trên mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, tư mục la sư đệ vẫn còn non một chút, không đủ trầm ổn, vì thế hắn mới chết. Ta đàn ba la, lục hợp cảnh, tự phong lục hợp bí cảnh. Sắc mặt tần mục nghiêm nghị, thân hình đột nhiên bay về phía sau, bước chân đạp liên tục, vèo một tiếng nhảy lên đỉnh một cung điện bằng vàng. Đàn ba la cười ha ha, như hình với bóng đuổi theo hắn, trong tay cầm một cây búa lớn, đầu búa kia là một cái xương sọ to lớn, hiện ra màu vàng sậm, xương sọ vậy mà mọc ra bảy cái gai xương, bên trên mỗi một cái gai xương đều có một đầu lâu khá nhỏ, chỉ to bằng nắm tay. Bên trong viền mắt của tám đầu lâu này đều có mắt, rất là đáng sợ, khủng khiếp. Tuy rằng đầu búa rất lớn, thế nhưng nhược điểm lại là rất ngắn, cố gắng lắm mới có thể chộp vào trong tay. Đàn bà la nhẹ nhàng lắc búa, lập tức bảy đầu lâu nhỏ trên mặt búa mở mắt, con ngươi vội vã chuyển loạn, sau đó há mồm ra, từng luồng từng luồng khói đen từ trong miệng đầu lâu kia phun ra, bảy luồng khói đen trên dưới qua lại, tựa như hắc dao lao thẳng đến tần mục vừa rơi vào đỉnh điện bằng vàng từng thanh từng thanh kiếm sắc bén bên trong hộp kiếm của tần mục bay ra mũi kiếm hất một cái chặt đứt đầu hắc dao hình thành từ khói đen kia thế nhưng phi kiếm liền lập tức mất khống chế rơi xuống đất lanh keng bảy thanh phi kiếm rơi rụng trên cung điện bằng vàng vẫn nhảy lên lanh keng lanh keng bên trong kiếm có khí đen đang nhót lung tung lập tức tần mục liền cảm thấy nguyên khí bị ô nhiễm trong lòng thất kinh Vu Tôn Lâu La Kinh hiển nhiên cũng phong phú toàn diện như Đại Dục Thiên Ma Kinh, không chỉ có một loại công pháp, Tư Mục La vừa mới kia chính là tu luyện một loại trong đó, đi chính là con đường kiếm pháp thần thông. Mà Đan Ba La này lại tu luyện một loại khác, đi chính là con đường pháp thuật thần thông, dù rằng cả hai đều cùng tu luyện Vu Tôn Lâu La Kinh, nhưng con đường đi lại khác nhau. Bước chân tần mục di động, ngói của cung điện bằng vàng dưới chân nổ rầm rầm, từng luồng từng luồng khói đen giống như hắc dao từ bên trong điện tiến vào xuyên ra, đánh về phía hắn động tác thân hình hai người mau lẹ chạy nhanh trên mái điện bằng vàng, thậm chí dẫm vào vách tường cũng như dẫm trên đất bằng. đột nhiên thân thể tần mục chìm xuống, rơi vào bên trong cung điện bằng vàng kia. đan ba la cười gằn, vung búa lớn lên phá tan cung điện bằng vàng, giết vào. oanh một bóng người phóng lên trời, phất tay khiến từng thanh từng thanh phi kiếm đâm về phía sau, mà đan ba la theo sát lao ra, chân đạp một luồng khói đen, khói đen không ngừng chuyển động lăn lộn, xông về phía trước, mang theo hắn đánh về phía tần mục. Tần Mục lại dầm dầm đánh vỡ một cung điện vàng khác, lẻn vào bên trong cung điện tránh né sự đuổi giết của Dan Ba La. Dan Ba La lao sát theo tiến vào trong đó, khí thế hùng hổ. Vu sĩ và đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung nhìn thấy đều hãnh diện, quét sạch chán nản uể oải lúc nãy. Hai người len lỏi lao nhanh giữa những cung điện trên núi, lạnh lùng hạ sát thủ với đối phương, cách sơn môn càng lúc càng xa. Sự tự tin của Dan Ba La càng lúc càng tăng, công kích cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Sau khi Tần Mục rơi vào bên trong một cung điện vàng thì hắn lập tức giết vào trong đó, nhưng mà chờ đợi hắn là một vùng núi sông trắng lệ. Kiếm Lý Sơn Hà, đàn bà là cảm giác mình tự hồ như đang nhanh chóng nhỏ đi, rơi vào vùng sông núi kia, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Trước, sau Sơn Môn, mọi người vô cùng sốt sắng nhìn về phía cung điện mà hai người tiến vào, sau một lát, đột nhiên một bóng người vàng rực rỡ từ bên trong cung điện nhảy ra, đứng ở đỉnh điện, một tay nắm chặt chùy bằng xương, một tay khác giơ cao một cái đầu lâu. Đám người lâu lan hoàng kim cung hoan hô, đinh tài nhức óc sắc mặt linh dục tú vụt trở nên trắng bệch hoang mang lo sợ thanh ngưu cũng ngơ ngác hồ linh nhi cũng ngây người chăn bò chết rồi trong đầu linh dục tú trống rỗng trước thánh điện mấy vị vua vương của lâu lan hoàng kim cung lộ ra nụ cười hiếm thấy nhìn nhau và nhẹ nhàng gật đầu đan ba la rất tốt lòng dạ độc ác lại cực kỳ trầm ổn là kẻ đại tài vượt qua nhân tài một chút một vị vua vương lớn tuổi kinh ngạc nói sao hắn không trở về thánh điện Danbala mang theo cái đầu kia nhảy lại vào trong cung điện dưới chân, không có trở về trước sơn môn. Một vị vua vương khác cười nói: quá nửa là hắn cũng bị thương. Danbala trời sinh tính cẩn thận, sau khi bị thương nhất định sẽ lập tức chữa thương, không giữ lại bất kỳ mầm họa nào. Cái này cũng là chỗ làm người mong đợi. Hiện tại chỉ còn dư lại một cô bé này, rất nhanh cũng phải chết thôi. Không biết tình hình chiến đấu bên núi kia ra sao? Mấy vị vua vương có lòng muốn đi tới núi tuyết nhìn tình hình trận chiến chỉ là phụ mệnh ở lại chỗ này, chấn thủ thánh điện, không thể rời thân. Bên trong cung điện kia, Đan Ba La ném đầu lâu qua một bên, lấy ra một bức tranh, nhẹ nhàng mở ra, cẩn thận đánh giá một phen. Bảo tàng của Lâu Lan Hoàng Kim Cung ở bên cạnh đại điện này. Mình không đến sai chỗ. Hắn khép bản đồ Lâu Lan Hoàng Kim Cung lại, đứng dậy bước ra phía ngoài, đột nhiên cảm giác được bả vai đau nhói. Vội vàng lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình ngọc, liếc mắt nhìn rồi phóng lại vào trong túi. suýt chút nữa lấy nhầm thất mê hương, hắn lấy ra một bình ngọc khác cẩn thận từng ly từng tí một lấy một ít long tiên ra bôi lên miệng vết thương ở đầu vai rất nhanh vết thương phục hồi lại như cũ cũng không đau đớn nữa đàn ba la cất bình ngọc vào suy nghĩ một chút cầm thiếu bảo kiếm trong tay rời khỏi cung điện này chỉ vài bước đã đi tới một cung điện khác trước cung điện kia có một người vàng lưng rùa cầm trong tay một cây búa đang canh giữ nơi đó ông ta mọc ra miệng ếch trên lưng có mai rùa vàng rực rỡ vô cùng mạnh mẽ nhìn thấy hắn đi tới thì kinh ngạc hỏi đan ba la người tới đây làm gì màu vàng trên người hắn còn đậm hơn đan ba la thế nhưng lại nhạt hơn những Vu vương kia một chút hẳn là địa vị và thực lực cũng không bằng Vu vương đệ tử đánh chết ác đồ đến đây ngăn cửa thu được một thanh bảo kiếm không dám giữ làm của riêng định hiến cho thánh giáo đan ba la hai tay dâng thiếu bảo kiếm lên cười nói ta không luyện kiếm thanh kiếm này tuy tốt thế nhưng vô dụng đối với ta vì lẽ đó cũng muốn dùng bảo vật này để đổi lấy một bảo bối khác thủ vệ lưng rùa kia tiếp nhận thiếu bảo kiếm rồi rút ra bị hàn quang chiếu tới không khỏi híp mắt lại kinh ngạc nói kiếm tốt thanh kiếm này trong hoàng kim cung ta cũng không tìm ra mấy món có thể ngang hàng với nó đâu ngươi vậy mà đạt được bảo vật này vu tôn nhất định sẽ ban thưởng lớn cho ngươi hắn đẩy cửa điện ra đàn ba la vội vàng nói có thể cho đệ tử vào trong chọn một bảo bối không thủ vệ lưng rùa suy nghĩ một chút cười nói cũng được ngươi lập được công lớn cỡ này lại dâng lên báu vật cỡ này vu tôn nhất định ban thưởng cho người rất tốt tuy nhiên ngươi đi vào chỉ có thể nhìn xem bảo bối mà hoàng kim cung ta thu gom được không được lấy đợi khi vu tôn ban thưởng cho ngươi giải trừ phong ấn ngươi mới có thể lấy đi đàn ba la vui mừng vội vã theo hắn đi vào cung điện này thủ vệ lưng rùa đứng trong điện cẩn thận từng ly từng tí một mở ra mấy tầng cấm chế tiến về phía trước hai bước lại giải trừ mấy cái phong ấn lại đi về phía trước vài bước rồi lấy ra một cái phù bảo là một tờ bảo vật dùng phù văn gấp thành bốn phương, 14 mặt, 24 góc, rồi truyền nguyên khí vào trong đó, phù bảo liền lơ lửng và dần dần sáng lên. Phù bảo này càng phát sáng rực rỡ, bắt đầu xoay tròn liên tục, chiếu dọi ra phù văn trên mỗi một mặt, ánh xạ lên không trung. Đàn ba la lập tức nhìn thấy trước mặt bọn họ, không khí từ không có màu sắc, trong suốt dần dần xảy ra biến hóa, rồi biến thành rất nhiều khối lập phương lửa trong suốt. Bên trong mỗi một khối lập phương đều có một người nhỏ bằng nắm tay, tướng mạo hung ác, sốt ruột đi tới đi lui trong khối lập phương kia, tựa hồ muốn ra ngoài giết người ăn thịt. Cấm chế quái lạ. Đàn ba la nhìn những người nhỏ hung ác này một chút, trong lòng giật mình. Mỗi một người nhỏ tựa hồ cũng là dùng hồn phách của cường giả luyện thành, cực kỳ mạnh mẽ, chỉ biết giết chóc. Mà những khối lập phương kỳ quái này tạo thành một cái khóa vô cùng phức tạp, phù văn chiếu dọi ở phía trên, chỉ có đúng hình dạng phù văn mới có thể mở khóa, nếu không thì sẽ thả những người nhỏ này ra, những khối lập phương nửa trong suốt này đếm không xuể, số lượng rất nhiều. Khi phù văn của phù bảo chiếu dọi ra ánh xạ lên một khối lập phương, thì khối lập phương kia liền tự lui về phía sau, biến mất không còn tăm hơi. Giải khai chế cấm là bước đi rất phức tạp, không có cái phù bảo này thì khó có thể làm được. Phù bảo không ngừng xoay tròn, phù văn trên 14 mặt chiếu dọi ra cũng thiên biến vạn hóa, làm cho những khối lập phương trước mặt bọn họ không ngừng thối lui. Phù bảo tung bay về phía trước, thủ vệ lưng rùa cất bước theo sau. Đan Ba La vội vã đuổi theo, dập khuôn từng bước, đi qua một đoạn đường nối thật dài, đột nhiên trước mắt rộng rãi sáng sủa. Bên trong cung điện vàng này còn có động thiên khác, từ bên ngoài mà xem thì cung điện này cũng không lớn, thế nhưng từ bên trong nhìn lại, ít nhất phải lớn hơn 10 lần, từng cây từng cây cột xếp hàng, sau đó là những tế đàn bằng vàng to to nhỏ nhỏ, trên mỗi một tế đàn đều đặt những bảo vật hình thái kỳ dị. Thủ vệ Lưng Rùa mang theo thiếu bảo kiếm đi về phía trước. Cười nói, loại báu vật này nhất định phải đặt ở nơi sâu xa nhất, vị trí tôn quý nhất, pháp lực của ta không đủ phong ấn nó, chỉ có trở vu tôn đến đây tự mình phong ấn. Đan Ba La, người lập công lớn, ngay cả ta đều rất hâm mộ. Đan Ba La vội vã cười nói, từ trên người tên Duyên Khang kia ta đạt được không chỉ một bảo vật, còn có một bình ngọc nhỏ, bên trong quá nửa là thánh dược, ta ngửi một chút, vô cùng tuyệt vời, tự hồ muốn thành thần tiên. Hắn lấy từ trong tay áo ra một cái bình ngọc nhỏ, thủ vệ lưng rùa nhìn thấy ánh mắt sáng lên từ trong tay hắn đoạt tới cười nói đan ba la ngươi lập được công lớn vu tôn tất nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi cực nhiều ta sớm mang người đi tới nơi này chọn bảo vật người há có thể không có gì hiếu kính ta sao thánh dược trong bình ngọc này đưa cho ta thôi vẻ mặt đan ba la đau nhức thủ vệ lưng rùa nhìn thấy vẻ mặt đau nhức của hắn thì cười nói keo kiệt dứt lời vẫn nắp bình ngọc rồi đặt lên mũi người một cái thật thơm ô ô trên mặt thủ vệ lưng rùa còn mang theo nụ cười thỏa mãn ngã oạch xuống. Đan Ba ngừng thở, vội vã đoạt lấy bình ngọc từ trong tay hắn, đậy nắp bình, một hơi cũng không dám thở, suy nghĩ một chút, lấy ra một bình ngọc khác, thu không khí xung quanh vào trong bình ngọc, sau đó mở miệng thủ vệ lưng rùa ra, đặt cái bình ngọc đã mở nắp này vào trong miệng hắn, để hắn ngậm lại. Như vậy trong thời gian ngắn, hắn sẽ không tỉnh lại. Phù Đan Ba La thở hắt một hơi, sau đó bắt đầu lột ra, từ bên trong túi da Đan Ba La chui ra một người khác, chính là Tần Mục lúc này cũng coi như là mình dùng thủ đoạn của ma đạo. Tần mục nhìn túi ra trên đất một chút, lắc lắc đầu, tư bà bà có thể khoác ra người khác, thiên biến vạn hóa, thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút bóng ma. Tần mục cầm lại thiếu bảo kiếm, lại tìm kiếm trên người thủ vệ lưng rùa, lấy tấm phù bảo này nhét vào ngực mình, sau đó lại lôi ra một ít đồ vật linh tinh lẻ tẻ. Hắn tìm kiếm một phen, không tìm được thứ gì có tác dụng nữa, đành coi như thôi. Thần tiêu thiên nhãn, mở. Thanh tiêu thiên nhãn, mở bên trong tròng mắt của tần mục thần tiêu thiên và thanh tiêu thiên mở ra hình thành hai tầng phù văn dày đặc trong tròng mắt hắn nhìn chung quanh lập tức toàn bộ nơi này trở nên thứ tự rõ ràng mỗi một tế đàn bằng vàng ở nơi này đều dày đặc phong ấn tương tự như khối lập phương hắn nhìn thấy lúc nãy bên trong mỗi một khối lập phương đều giam giữ một người nhỏ tướng mạo hung ác những người nhỏ này ngũ quan vặn vẹo cùng nhau tóc mọc lùm xùm nanh vuốt sắc bén tuy nhiên không dùng thiên nhãn mà nói thì căn bản không nhìn thấy tần mục cầm lấy tấm phù bảo này cẩn thận đánh giá phù văn trên 14 mặt phù bảo, so sánh một chút, lắc lắc đầu, tấm phù bảo này cũng không phải là chìa khóa dùng để giải trừ phong ấn trên tế đàn bằng vàng, đoán chừng chỉ có thể dùng để mở cửa cung điện. Hắn đi về phía trước, nhìn từng cái từng cái tế đàn, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, ở bên ngoài hẳn là linh dục tú còn đang ngăn cửa, bản lĩnh của linh dục tú kém hắn một bậc, cho dù đã học chiến pháp hợp lưu của Bá Sơn tế tử, nhưng đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Bảo vật trên tế đàn có sự khác nhau có rất nhiều bảo vật chỉ duy nhất ở lâu lan hoàng kim cung mới có luyện đến mức rất kỳ quái có lột ra người ra vẽ tranh vẽ phù văn có dùng xương sọ của người làm bát còn có dùng da người làm trống cùng với bạch cốt phiên thiên độc phệ hồn phiên điện thờ bằng xương trắng đều là pháp khí tà ma ngoại đạo thế nhưng ngoài ra cũng có không ít thứ tốt ánh vàng rực rỡ thật giống như bảo vật do tồn tại cấp bậc vu vương luyện chế tần mục còn nhìn thấy một ít bảo vật không phải của vu giáo cũng được để ở chỗ này có thiên tràng tháp xá lợi tử hẳn là báu vật của phật môn còn có một viên kiếm hoàn nhỏ như trái nho một cây đàn cổ bị đốt cháy khét một mặt một thanh kiếm gãy đột nhiên tần mục dừng bước lại thân thể không thể di chuyển trên tế đàn này dựng thẳng một phiến đá trên phiến đá khắc chính là tàn đồ hành công hắn chỉ liếc mắt nhìn liền biết là đồ hình hành công của bá thể tam đan công tuy nhiên không phải đồ hình hành công cảnh giới lục hợp trong lúc vội vàng hắn căn bản không nhìn ra là cảnh giới nào Đi, đi, đi tìm chân. Tần Mục dục chính mình, chạy như bay vào nơi sâu trong bảo khố, sau một lát, hắn nhanh chóng chạy hết một vòng nơi này, sau đó dừng lại trước một tế đàn. Tế đàn này hắn đã xem qua một lần, nhưng mà cuối cùng vẫn lại về nơi đây. Trên tế đàn chính là đặt nửa người dưới của một người, chỉ có vị trí eo trở xuống nhưng vẫn đứng vững vàng như trước. Tuy nhiên, Tần Mục có thể khẳng định đây không phải là nửa người dưới của đồ tể. Nửa đoạn thân thể này sáng vàng rực rỡ, ngay cả dòng máu tựa hồ cũng là màu vàng xương cốt cũng màu vàng bộ thân thể này tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng mạnh mẽ hơn cả vu vương thân thể của vu tôn tần mục hấp háy mắt lấy tay đo eo mình một cái sau đó cẩn thận nhớ lại thân thể của đồ tể thân thể của đồ tể tự hồ hoàn toàn có thể đặt lên nửa đoạn thân thể này vu tôn tiêu diệt môn phái cướp đi nửa người dưới của đồ gia ra kia lấy nửa người dưới của ông sau đó vu tôn chặt nửa người dưới của mình đặt ở nơi này mà nửa người dưới của đồ gia ra lẽ ra nên ở đây nhưng không thấy khóe mắt tần mục nhảy nhảy nghĩ đến một khả năng đáng sợ vu tôn chém đứt nửa người dưới của chính mình lắp nửa người dưới của đồ tể vào trên người mình lấy y thuật của ta hoàn toàn có thể làm được điều này hẳn là vu tôn cũng có thể hắn không khỏi tê cả ra đầu chém đứt nửa người dưới của chính mình nối với nửa người dưới của người khác ý đồ của vu tôn là cái gì hay là hắn cho rằng thân thể của đồ ra ra lợi hại hơn thân thể vàng dòng của hắn là hắn suốt đời đều không thể với tới vì lẽ đó hoán đổi nửa người dưới của chính mình tuy nhiên cũng có một khả năng khác đó là vu tôn luyện nửa người dưới của đồ ra ra thành linh binh hình hai chân sắc mặt tần mục quái lạ khả năng sau rất nhỏ nhưng lại không phải là không có hắn không khỏi lộ vẻ khó khăn chung quanh nửa người dưới trên tế đàn kia cũng có phong ấn phong cấm dùng tay tới lấy tuyệt đối sẽ bị những người nhỏ trong khối lập phương kia ăn sạch không chừa lại chút xương nếu bá sơn tế tử ở đây liền có thể lập tức dùng sức mạnh phá hủy những phong ấn phong cấm này nhưng tần mục không có loại năng lực này Thâu thiên hoán nhật thủ ra ra quẻ dạy cho, mình chưa một lần dùng thử, có thể xuyên qua phong cấm lấy được nửa đoạn thân thể kia không đây. Trong lòng hắn lo sợ, đột nhiên nhấc chân lao nhanh trong bảo khố này, khống chế thâu thiên thần thoái mà người què truyền thụ cho hắn, tốc độ như phù quang lược ảnh, nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy. Tần mục vừa lao nhanh vừa triển khai thâu thiên hoán nhật thủ, tay càng lúc càng nhanh, như ánh sáng, như tia điện, một thân công phu của người què đều ở chân và tay, Chân chạy nhanh là để thoát thân khi trộm đồ bị người ta phát hiện, ra tay nhanh là để trộm đồ vật. Thâu Thiên Cước Pháp Tần Mục vẫn cần tu khổ luyện, thế nhưng Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ thì hắn ít luyện tập, giờ phút này gặp chuyện ôm chân Phật, mong mỏi mình có thể tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu. Thâu Thiên Thần Thoái và Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ đồng thời triển khai, Tần Mục lập tức nhận ra được một tia kỳ diệu, không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng dừng lại. Hắn cùng lúc triển khai hai loại pháp môn không giống nhau, vậy mà cảm giác được hai loại pháp môn này như là một thể thống nhất, chỉ là người què chia pháp môn thống nhất ra làm hai nửa truyền thụ cho hắn vốn là hắn tu luyện thâu thiên thần thoái đã cảm giác cực kỳ thông thuận mà lúc này đồng thời triển khai thâu thiên thần thoái và thâu thiên hoán nhật thủ thì tốc độ vận hành của nguyên khí lập tức tăng lên mấy lần tốc độ vận hành nguyên khí tăng nhanh tăng lên mấy lần mang ý nghĩa tốc độ ra chân và tốc độ ra tay của hắn có thể tăng lên mấy lần tần mục lấy lại bình tĩnh nhìn về phía trước bảo khố trong cung điện cực kỳ rộng rãi có đầy đủ không gian để cho hắn có thể lao nhanh hắn đột nhiên phát lực, hai chân lao như bay về phía trước. Không khí bên trong cung điện truyền đến tiếng rít như bị xé rách, đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang đùng thật lớn, tần mục mạnh mẽ đâm vào vách tường cung điện cách chỗ hắn vừa cất bước hơn trăm trượng, sau đó ngã thẳng về phía sau. Ở chung quanh thân thể hắn, một luồng khí trắng hình tròn lượn lờ tản ra. Sau một lát, tần mục đứng dậy, cua côi đầu, lần thứ hai phát lực lao nhanh, lại là một tiếng vang đùng thật lớn, một luồng khí trắng từ chung quanh hắn tản ra thế nhưng lần này hắn không va vào vách tường, mà là dẫm trên vách tường lao qua, sau đó chạy lên đỉnh điện, gào thét lao qua đỉnh điện. Tiếng rít tựa như xé rách không dứt, tần mục từ trên không trung của bảo khố này dẫm lên không khí gào thét mà đi, trong chớp mắt lại gào thét mà quay về. Đột nhiên, trên đường lao nhanh, hắn đưa tay chộp một cái, trên một tế đàn bằng vàng đã trống rỗng, mà trong tay tần mục thì lại có thêm một cái bát luyện chế từ xương sọ. Leng keng, bát rơi trên đất, tần mục cười ha ha, vừa vui vẻ chạy như điên vừa thò tay chộp vào tế đàn như ánh sáng lướt qua bên người từng cái từng cái tế đàn lập tức trống rỗng mà trên mặt đất những bảo vật kia bị hắn vứt khắp nơi sau một lát toàn bộ bảo vật trên tế đàn đều bị hắn vét sạch sau đó tần mục ôm hai cái bắp đùi từ một bên tế đàn xẹt qua thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại thả nửa người dưới sáng vàng rực rỡ này xuống chẳng trách quẻ ra ra luôn thích trộm đồ vật nguyên lai like trộm đồ vật sảng khoái như vậy thiếu niên tàn lão thôn thở hát một hơi quay đầu lại nhìn bảo vật vứt lung tung trên mặt đất một chút, tinh thần sảng khoái, khen, cho dù bị chém đứt một chân cũng đáng giá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại ý nghĩ này của mình vô cùng nguy hiểm, chân người què vì thế mà mất đi. Tuy rằng người què trước mặt người khác tươi cười vui vẻ, nhưng sau lưng lại than thở cả ngày, rất muốn tìm cái chân kia của mình về, nhưng lại không dám. Nếu như chính mình rơi vào hành vi điên cuồng trộm cướp, mà người què không vượt qua trước kia đoán chừng kết quả cách người què cũng không xa tuy cảm giác này rất sảng khoái thế nhưng sau này vẫn nên ít làm một chút tần mục cảnh giác chính mình quay đầu lại nhìn các loại bảo vật trên đất một chút ngoại trừ những bảo vật hoang đường do lâu lan hoàng kim cung luyện chế những cái khác hắn đều muốn mang đi chỉ là thứ mà hắn có thể mang đi lại có hạn kiếm hoàn được bọn họ cung phụng ở đây hẳn là một bảo vật không tệ tần mục nhặt kiếm hoàn lên kiếm hoàn rất nặng xem chừng bên trong phong ấn rất nhiều thanh bảo kiếm. Nguyên khí của hắn thoáng tiến vào trong đó, chỉ nghe một tiếng vù, từ trong kiếm hoàn bay ra một thanh loan đao, từ từ chuyển động nửa vòng trước người hắn. Không phải kiếm hoàn, là đao hoàn. Tần mục kinh ngạc, hắn từng gặp được đao hoàn chỗ phản quân của man địch quốc, phản quân dùng đao hoàn để công phá thần thông tuyệt bích thiên cương của bá Sơn Tế Tử. Kết quả toàn bộ mấy vạn thanh loan đao đều cắm vào tuyệt bích thiên cương, không thu lại được, vì thế thác lý mộc mới có thể dễ dàng giết sạch phản quân như thế. Tần Mục cầm lên một thanh loan đao, không thuận tay cho lắm, chắc là cần công pháp đặc thù mới có thể khống chế. Tuy nhiên chất lượng thanh loan đao này tốt hơn rất nhiều những thanh khác của phản quân, tính chất không thua dao mổ lợn của hắn. Hắn thu hồi nguyên khí, thanh loan đao lại kêu vang rồi chui vào trong đao hoàn, biến mất không còn tăm hơi. Số lượng loan đao bên trong đao hoàn rất nhiều, tuyệt đối là một đại sát khí. Tần Mục lại cầm thanh kiếm gãy kia lên, hắn cảm ứng không được uy lực của kiếm gãy, tựa hồ không có bất kỳ uy lực gì, cầm vào tay cũng rất nhẹ nhàng. Tần mục mở thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn ra, cẩn thận đánh giá, cũng không nhìn ra được cái gì, tuy nhiên có thể được lâu lan hoàng kim, cung trịnh trọng giấu trong bảo khố như vậy hẳn là không tầm thường nên cũng cất đi. Cây đàn cổ có một đoạn bị đốt cháy khét, tần mục liếc mắt nhìn, đó là dấu vết xét đánh lưu lại. Ồ, không đúng, đàn này có một luồng sát khí và yêu khí. Tần mục cẩn thận đánh giá, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, đàn cổ có một luồng khí huyết sát, thật giống như bên trong đàn có huyết khí nồng nặc đang lưu động, mà yêu khí kia cũng cực kỳ nồng nặc. Cây đàn này không giống như là đàn mà như là một đại yêu cực kỳ khủng bố. Lẽ nào là thụ tinh tu luyện thành yêu, bị người làm thành đàn cổ? Thứ tốt cũng phải mang đi. Tần mục mang đàn cổ ra phía sau, lại nhặt lên một cái xương tay, vừa tóm vào trong tay, tần mục tựa như bị sét đánh vậy, thân thể run rẩy, trong đầu truyền tới một âm thanh cực kỳ vang dội ầm ầm nổ vang thần ngữ sắc mặt tần mục thay đổi vội vàng quăng xương tay xuống thanh âm kia là thần ngữ chộp vào trong tay thì thật giống như có một vị thần linh xuất hiện trong đầu hắn lúc nãy hắn lấy xương tay này ra khỏi phong cấm của tế đàn thì tiện tay vứt đi bây giờ mới biết chính mình quăng cái xương tay này là chính xác cỡ nào xương tay này có gì đó quái lạ lẽ nào là tay của thần hắn lấy lại bình tĩnh rút thiếu bảo kiếm ra sử dụng kiếm hất xương tay lên sau đó lượm một cái túi vải trên đất Đặt xương tay vào bên trong túi vải. Thiên Tràng Tháp của Phật Môn cũng là thứ tốt, chỉ là quá lớn. Tần Mục đánh giá Thiên Tràng Tháp từ trên xuống dưới, mỗi một hạt tràng đều rất tinh xảo, to chỉ hơn 3 tấc, thế nhưng ngàn hạt tràng tinh xảo kết thành hình dạng một cái tháp, vậy thì rất lớn, cao tới hơn trượng, nếu mình cõng đi, chắc chắn khiến người ta chú ý. Ngược lại mấy viên xá lợi tử kia bị hắn cầm lên, cũng nhét vào bên trong túi vải, sau đó lại tìm được mấy viên ngọc châu, cũng ném vào bên trong túi vải tần mục ném cả đao hoàn vào trong túi vải lúc này mới cảm thấy kỳ quái đao hoàn rất nặng thế nhưng tiến vào túi vải thì hắn lại không cảm giác được trọng lượng của đao hoàn hắn nhấc túi vải lên lật qua lật lại nhìn mấy lần túi vải này cũng là một trong những bảo vật bị phong ấn trên tế đàn không biết là làm bằng vật liệu gì cũng không biết có tác dụng gì một mặt túi vải thêu một con dị thú há to miệng vị trí miệng của dị thú vừa đúng vị trí miệng của túi vải hắn mở túi vải ra nhìn vào bên trong chỉ thấy bên trong túi vải có mấy thứ to bằng hạt vừng đúng là vài món bảo vật mà mình ném vào lúc nãy kia tần mục ngơ ngác đổ mấy thứ xương tay xá lợi tử đao hoàn ra những thứ đồ này sau khi rơi khỏi túi vải vẫn là to nhỏ như trước cũng không hề biến hóa quái lạ tần mục mở miệng túi vải chui đầu và nhìn vào bên trong không khỏi sợ hết hồn hắn nhìn thấy một không gian to khoảng một mẫu cao sáu bảy trượng hắn rút về đầu thò tay vào túi một cánh tay bỏ vào vẫn không chạm vào đáy túi tần mục suy nghĩ một chút lần nữa thả lại xương tay thần xá lợi tử cùng đao hoàn vào túi vải sau đó nhét cả đàn cổ vào túi vải thiên chàng tháp kia cũng bị nhét vào hắn lại nâng lên nửa người dưới vàng rực rỡ kia cũng nhét vào bên trong túi vải sau đó thiếu niên đứng dậy nhặt đồ vật trên mặt đất thấy một cái nhặt một cái quăng vào túi vải thứ nào quá to lớn nhét vào không lọt liền bỏ đi mặc kệ cũng không lâu lắm túi vải hơi có chút nhô lên dần dần cũng có thể cảm giác được một ít trọng lượng nhưng cũng không nặng Tần Mục cúi đầu, lượm lại những thứ mình đã ném ra, lại nhặt được mấy cái lò luyện đan, trong đó có một cái lò luyện đan là lò bịt kín, còn muốn lớn hơn cái lò trong Thái học viện một chút, hơn nữa càng thêm quý giá. Trong bảo khố này chỉ còn sót lại pháp khí mà Vu giáo dùng xương người để luyện chế, Tần Mục thở phào một hơi, buộc túi vải ngang hông mình, dùng quần áo che kín. Thời gian không ngắn, nên đi ra ngoài tìm mấy người dục tú, nhanh chóng rời đi. Trong lòng thiếu niên phanh phanh nhảy loạn, lấy lại bình tĩnh sau đó cẩn thận tính toán chốc lát không mặc lại ra người mà là lấy dao mổ lợn ra sửa sang tóc mình một chút cắt thành tiêu chuẩn của đệ tử vu giáo tần mục mặc quần áo đan ba la vận chuyển tạo hóa thiên thần công bên trong đại dục thiên ma kinh lập tức màu da của hắn bắt đầu xảy ra thay đổi rất nhỏ tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua thì đó là một vu sĩ tu luyện có chút thành tựu trong lâu lan hoàng kim cung tần mục mở bản đồ lâu lan hoàng kim cung ra nhìn một lát sau đó thu lại nguyên khí của hắn khống chế tấm phù bảo này, phù bảo bay lên không, từng cái từng cái phù văn sáng lên, chiếu về phong cấm nơi cửa bảo khố. 12, 9, 6, 10, 7, 6, 7, 1. Miệng tần mục đọc các con số, mỗi con số được đọc lên thì tấm phù bảo này liền lật một cái trên không trung, chiếu một trong 14 mặt vào phong cấm. Lúc tiến vào bảo khố này, thì thủ vệ lưng rùa kia khống chế phù bảo mở ra phong cấm, phù bảo biến hóa cực kỳ phức tạp. Phù bảo có 14 mặt, mỗi một mặt có phù văn khác nhau, muốn ghi nhớ ở biến hóa của những phù văn này rất là khó khăn. Thế nhưng nhớ kỹ trình tự những phù văn này lại không mấy phiền phức đối với tần mục. Hắn gán 14 mặt phù bảo này với 14 con số, sau đó đảo ngược thứ tự các con số khi vào cửa, phá giải phong cấm từ bên trong. Ở trước mặt hắn, từng khối lập phương nổi lên, lần lượt lùi về sau, tần mục đi ra ngoài, rốt cục thuận thuận lợi lợi ra khỏi bảo khố. Tần mục thở phào nhẹ nhõm, lấy thiếu bảo kiếm ra, chém phù bảo nát tan, sau đó căn cứ chỉ dẫn trong bản đồ, đi về nhà kho của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Dù rằng giờ phút này Lâu Lan Hoàng Kim Cung đang bị người ngăn cửa, nhưng trong nhà kho vẫn còn có đại vu đang làm nhiệm vụ. Tần Mục đưa lên một toa thuốc, đại vu kia thì thầm, dầu tây hai lạng, thiên trúc một cân sáu lạng, trúc đào bốn lạng. Nhiều thuốc như vậy, ngươi định chuẩn bị luyện thuốc số lượng lớn hả? Tần Mục gật đầu, cười thật thà nói, vừa nãy bị thương, chuẩn bị bồi bổ một chút. Đi đánh tên chắn sơn môn kia, ta cũng nghe nói, chết không ít người. Cũng may tên khốn kia đã bị đánh chết, không tính là mất mặt. Năm đó, lần võ khả hãn chắn cửa kia mới xem như là mất mặt. Đại vu kia chuẩn bị tốt dược liệu, tần mục đưa túi tiền của đan ba la tới, nói, có quả dáng châu thảo tươi không? Cho ta bốn quả. Vật này rất đắt, làm gì có quả tươi? Quả khô có lấy không? Khô cũng được. Đại vu kia mang quả hong khô tới, tần mục thu nhận rồi lấy một quả nhét vào miệng đại vu kia thấy hắn thật thà, lặng lẽ lấy thêm vài đồng từ trong túi tiền, trong lòng mừng thầm một trận. Sắc mặt tần mục hơi thay đổi, quát lên, ngươi lấy thêm tiền của ta. Sắc mặt đại vu kia thay đổi, cả giận nói, đâu có. Ngươi ngậm máu phun người. Tần mục lôi kéo túi tiền nói, tiền trong túi ta biết rõ, ngươi thu nhiều, ta ước lượng một chút liền biết. Ta phải nói cho vu vương. Đại vu kia vội vàng đến kéo túi tiền, hai người lôi kéo. Một cái bình ngọc trong tay tần mục không cẩn thận rơi vào nhà kho, bột một tiếng vỡ nát tan ngươi không được nói cho vu đại vu kia còn chưa nói hết câu thì đột nhiên ngã xuống thẳng tắp trong nhà kho tràn ngập một mùi thơm mấy tên đại vu làm trong kho hàng nghe tiếng cãi nhau chạy tới còn chưa đến gần liền ngã bịch 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 xuống đất tần mục vứt túi tiền vào nhà kho rơi trên người tên đại vu kia sau đó nâng túi vải bên hông cẩn thận lục lọi từng ly từng tí một từ bên trong tìm ra một cái lò luyện đan chính là cái lò bịch kín tìm được ở trong bảo khố kia Thất Mê Hương lần này mình bỏ thêm liều lượng gấp 10 lần, không tin không làm say ngã toàn bộ Hoàng Kim Cung. Hắn để thuốc vào trong lò luyện đan, nguyên khí bắn ra, quay chung quanh làm cái lò này nhanh chóng chuyển động, thủ pháp Thiên Biến Vạn Hóa khiến người ta hoa cả mắt. Qua không lâu, Thất Mê Hương bên trong lò đã được luyện xong, nguyên khí trên tay Tần Mục vẫn đang hóa thành ngọn lửa hừng hực, không hề giống như lần trước dùng Huyền Vũ nguyên khí làm lạnh, mà là càng cháy càng lớn. Sau một lát, Tần Mục dừng lại, mở nắp lò ra, hơi khói hồng nhạt từ bên trong lò cuộn cuộn tuôn ra tràn ngập bốn phía dù quả dáng trâu trong miệng hắn có thể giải được dược tính của thất mê hương nhưng cũng cảm giác được tứ chi tựa hồ dần dần biến mất hắn vội vàng ngừng thở chỉ thấy hơi khói bên trong lò còn đang cuồn cuộn bốc lên nguyên khí của tần mục hóa thành thanh long nguyên khí sử dụng pháp thuật hô mưa gọi gió trong đại dục thiên ma kinh thổi tan hơi khói rất nhanh gió to đưa thất mê hương lan khắp núi hắn lập tức nhảy vào một cung điện bằng vàng vác túi quần áo của mình lên cắm hai thanh đao vào, cột chặt chùy sắt trên lưng, hộp kiếm thì tựa vào một bên, sau đó nhanh chóng chạy về hướng sơn môn. Nguyên khí của hắn hóa thành huyền vũ nguyên khí, kết ra một đoàn hơi nước, sau đó hóa thành một bóng nước ở trong tay. Tần Mục thả ba quả giáng châu còn lại vào trong bóng nước, vừa lao nhanh một tay vừa nâng bóng nước lên, thủ pháp trong tay khác hóa thành huyễn ảnh, năm ngón tay gảy gảy, chỉ pháp liên tục biến hóa, điểm vào bóng nước, thúc dục dược lực của quả giáng châu ba quả kia hút nước, rất nhanh phình lên, dược lực bị hắn kích phát. Tần mục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên từng luồng từng luồng sáng vàng bay lên không trung, hốt hoảng bay ra phía ngoài, hẳn là mấy vị vu vương, canh giữ ở trước thánh điện kia nhìn thấy toàn bộ đệ tử trên núi chúng độc mà chết, thất kinh, thoát khỏi lâu lan hoàng kim cung. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Một âm thanh vang dội mang theo sợ hãi và hoang mang, nhanh chóng đi xa. Tần mục tăng tốc độ lên tới cực hạn, chạy xuống cổng hoàng kim cung chỉ thấy thanh ngưu hồ linh nhi và linh dục tú đều ngã trên mặt đất trên người linh dục tú bị thương nhiều chỗ vết máu loang lổ hắn lập tức nhét vào miệng bọn hắn một quả dáng trâu một người một bò một cáo mơ màng tỉnh lại chân cẳng còn có chút mất cảm giác linh hồn linh thai đều có chút tê dại không biết xảy ra chuyện gì thất mê hương có thể dọa lui vu vương nhưng không mê hoặc được vu vương tần mục nói nhanh trong lâu lan hoàng kim cung chỉ sợ có mấy tồn tại có thể đặt ngang hàng bá sơn tế tử sau khi nhận được tin tức nhất định sẽ chạy tới. Chúng ta cần phải lập tức rời đi. Linh dục tú loạn trò loạn trọng đứng dậy, thanh ngưu cũng côi côi đầu, chỉ cảm thấy ngất ngất nặng nề. Tần mục ôm tiểu hồ ly lên, nhét vào trong bao quần áo, một tay kéo linh dục tú, một tay khác kéo thanh ngưu, vọt về phía chân núi. Linh dục tú còn có chút mơ hồ, hướng hắn cười ngây ngô, tên chăn bỏ, người còn sống. Tần mục mắt điếc tai ngơ, một đường gào thét xuống núi, hầu như kéo linh dục tú và thanh ngưu đến nỗi chân không chạm đất, bay lên đến khi tới bên dưới ngọn núi tần mục nhìn về phía thuyền gỗ thì chỉ thấy đại vu mặt dê trên thuyền cũng bị say ngất đầu cắm vào trong nước mông vểnh lên trời nửa người ở trên thuyền nghĩ đến đã bị nhược thủy ngộp chết tần mục nhanh chóng lên thuyền nhắc hai chân đại vu mặt dê lên ném vào trong nước đẩy xào trúc thế nhưng thuyền lại không nhúc nhích tần mục chống liền mấy cái chiếc thuyền này vẫn không nhúc nhích nhược thủy không có sức nổi tần mục lập tức tỉnh ngộ nguyên khí của hắn chuyển vào trong xào trúc, trên xào trúc hiện ra hoa văn kỳ quái, lại kích thích nhược thủy, vậy mà cảm giác được trong nước truyền đến lực cản. Tần mục thở phào nhẹ nhõm, chống xào trúc trèo về phía bờ bên kia, đẩy chiếc thuyền gỗ này đến mức tựa như mũi tên rời cung, dù vậy hắn cũng chê quá chậm. Nếu vu vương và vu tôn của lâu lan hoàng kim cung trở lại trên núi, chỉ sợ lập tức liền có thể giải trừ thất mê hương, biết những người này chỉ là bị say ngất, cũng không hề trúng độc nếu như hiện giờ bọn họ đuổi giết đến đây thì nghênh đón đám người tần mục đương nhiên là kết cục cực kỳ thê thảm rốt cục đến bờ bên kia thanh ngư phục hồi lại tinh thần vội vàng nói lão gia còn ở trong núi tần mục nói yên tâm chúng ta có thể chạy thoát ông ta càng có thể ông ấy mạnh hơn chúng ta quá nhiều chúng ta đi tìm ông ấy trái lại là trói buộc hơn nữa vu tôn và vu vương trở lại hoàng kim cung kiểm tra ngược lại cho bá sơn tế tử cơ hội rời đi hắn nhún người nhảy lên bờ thỏ tay ta, linh dục tú và thanh ngưu đã nhảy lên, không cần hắn giúp đỡ. Quả giáng châu đã làm cho bọn họ hoàn toàn khôi phục như cũ, quả giáng châu là thuốc giải của thất mê hương, thất mê hương vốn là thuốc mà dược sư dùng làm dao long say ngất, thực lực con dao long kia cực mạnh, có thể sánh với cường giả cảnh giới thiên nhân, kết quả vẫn bị dược sư làm cho say ngất. Khắc tinh duy nhất của loại thuốc mê này chính là quả giáng châu. Thanh ngưu Tần mục quát một tiếng, thanh ngưu hiểu ý, lập tức nằm dạp người, thân thể lay động, hiện ra nguyên hình, hóa thành một con thanh ngưu to lớn uy phong lẫm liệt chân đạp gió mây tần mục và linh dục tú nhảy lên lưng bò nói thanh ngưu có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu bốn vó thanh ngưu tung bay móng chân không rơi xuống đất đạp trên gió mây lao nhanh hai người trên lưng bò chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt gây đau đớn sau lưng tần mục hồ linh nhi tỉnh lại mới vừa từ trong bao quần áo thò đầu ra suýt nữa bị cuồng phong xông tới mặt thổi bay liền vội vàng nắm lấy bao quần áo thân thể đã bị thổi ra bao quần áo gió mạnh kéo đuôi nàng và thân thể đến thẳng tắp móng thanh ngưu hạ xuống giơ lên mỗi lần đều cách mặt đất khoảng một tấc dưới móng liền có mây gió tuôn ra nâng thân thể to lớn của nó lên tốc độ cực nhanh tần mục quay đầu lại tóc bị thổi bay tán loạn kiểu tóc của hắn là kiểu tóc của vu sĩ không buộc lại lúc này hắn mới chú ý tới hồ linh nhi hai móng vuốt của tiểu hồ ly nắm lấy bao quần áo thân thể bị gió thổi đến thẳng tắp liền ôm lấy tiểu hồ ly miễn cho bị gió cuốn đi linh dục tú lớn tiếng nói chăn bò, để ta ôm nàng, ngươi sửa sang tóc một chút. Tần Mục đưa Hồ Linh Nhi cho nàng, Linh Dục Tú ôm Hồ Linh Nhi vào trong ngực, Hồ Linh Nhi chỉ cảm thấy ngực của nàng vừa mềm vừa thơm, hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại rất thoải mái, không nhịn được muốn cọ hơn hai lần, trong lòng quả thực xoắn suýt. Tần Mục lấy ra một dây cột tóc, buộc tóc lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ cách lâu lan hoàng kim cung càng lúc càng xa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng luồng từng luồng sáng vàng đang từ, trong núi tuyết bay đến, không nhanh không chậm đến gần Hoàng Kim Cung. Xem ra thì từng luồng từng luồng sáng vàng kia cũng không nhanh, nhưng trên thực tế tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong một cái hít thở liền từ núi tuyết đi tới lâu lan Hoàng Kim Cung. Tiếp theo, bên trong lâu lan Hoàng Kim Cung có mấy luồng sáng vàng bay ra, hướng về phía bên này. Trong lòng tần mục hơi trầm xuống, mấy luồng sáng vàng kia hẳn là vu vương của lâu lan Hoàng Kim Cung, phát hiện tung tích của bọn họ đang đuổi tới giết tuy tốc độ của thanh ngư cực nhanh nhưng tu vi vẫn là không sánh được vu vương nhưng vào lúc này một tia sáng bay lên giữa đường chặn đánh mấy luồng sáng vàng kia mấy vệt sáng va chạm trên không trung tách ra rồi lại va chạm từ khoảng cách của tần mục nhìn lại tốc độ của mấy vệt sáng này đều không phải rất nhanh thế nhưng nếu ở gần quan sát chỉ sợ nhanh đến mức căn bản không nhìn thấy rõ mấy vệt sáng kia va chạm cùng vệt sáng màu trắng mấy lần đột nhiên một chùm sáng nổ tung tiếp theo không trung xuất hiện một luồng khói đen hóa thành một cái đầu lâu, bên trong đầu lâu phun ra vài luồng khói đen, mỗi một luồng khói đen lại hóa thành một cái đầu lâu, cứ như vậy trên không trung đầu lâu xuất hiện lít nha lít nhít. Cách xa như vậy còn có thể nhìn ra là hình dạng đầu lâu, nghĩ đến tới trước mặt nhất định cực kỳ khổng lồ, như là đỉnh núi đồng dạng kinh người. Sau đó, tần mục nhìn thấy một thanh đao ngang qua trời cao, mấy luồng sáng vàng đột nhiên đứt mất một luồng. Thanh ngưu càng chạy càng nhanh, rất nhanh tần mục đã không cách nào thấy rõ chiến đấu ở nơi đó, khi thanh ngưu chạy qua vài chân núi, đạp núi mà qua, có núi lớn ngăn cách, cái gì cũng không nhìn thấy. Mặt trời chiều ngã về phía tây, sắc trời dần dần tối lại, thanh ngưu chạy nửa ngày, thở hồng hộc, miệng sùi bọt mép, nhìn thấy đất trùng trên thảo nguyên phía trước hình thành một ao nước, vội vã chạy tới, cúi đầu sùng sục sùng sục uống nước. Cũng không lâu lắm, nửa ao nước biến mất không còn tăm hơi. Chỗ nước cạn đã có thể nhìn thấy lưng cá màu xanh, mấy con cá dài cả thước chính đang qua lại lắc lắc thân thể trong bùn trườn về phía nhiều nước, sau đó bục bục hai tiếng chui xuống nước. Tần mục thấy nó mệt mỏi quá chừng thì nhảy khỏi lưng nó, nói, thanh ngưu, không chạy nữa, nghỉ một lát. Thanh ngưu chưa uống no, đúng vào lúc này, một tiếng nói già nua vang đến, con bò kia, đừng uống nữa. Uống nữa liền uống hết nước của thôn chúng ta. Thanh ngưu ngẩng đầu, chỉ thấy một ông lão chăn nuôi đi tới, cuống quýt bỏ lại đàn dê chạy tới nơi này, từ xa đã dương roi lên xua đuổi thanh ngưu, đến khi nhìn thấy con thanh ngưu này lớn đến mức đáng sợ, ông lão kia không dám lên trước, rất xa vùng roi nói, hù hù. Tần mục vỗ vỗ móng bò, con thanh ngưu này hiện ra chân thân nên cực kỳ khôi ngô, tần mục chỉ cao tới mặt cá chân của nó, chỉ có thể vỗ vào móng của nó. thanh ngưu ngừng uống nước, linh dục tú vội vã nhảy xuống lưng bò, hồ linh nhi từ trong ngực nàng chui ra, nhảy ra sau lưng tần mục, đứng trên bao quần áo. ông lão kia không dám lên trước, thân thể thanh ngưu vặn vẹo, dần dần thu nhỏ hình thể lại, đứng người lên, lại chỉ cao bằng hai ba người thôi vẩy vẩy đuôi quất chết vài con ruồi trâu bay tới tần mục xa xa chào nói lão trượng chúng ta chỉ đi ngang qua sắc trời sắp tối vì thế dừng lại nghỉ ngơi một đường thực sự vất vả khát nước khó nhịn vì thế bỏ nhà ta uống nhiều một chút xin hãy tha lỗi ông lão kia tiến đến ngước đầu nhìn lên thanh ngưu không nhịn được thán phục trong lòng còn có chút khiếp đảm nói bò nhà ngươi cho ăn thật tốt lớn lên chắc nịch sao con bò này lại màu xanh tần mục cười nói pha lẫn loài rồng nên có màu xanh. Ông lão kia muốn sở lại không dám sở, đánh bạo đi tới bên người thanh ngưu sờ soạn một cái, chỉ cảm thấy da lông như gấm, cơ thịt như sắt, khen, thịt thật chắc. Thôn chúng ta cũng có mấy con bò cái, có thể lai giống không? Thanh ngưu không thích, nói, trưởng lão, ta không phải là bò giống, không lai giống, tim ta đã có chủ. Ông lão kia sợ hết hồn, lắp bắp nói, yêu quái. Tần mục vội vàng nói, không phải yêu quái, Hồ Linh Nhi thò đầu ra, ta là yêu quái. Ông lão kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía tần mục và Linh Dục Tú, cười nói, ta biết rồi, các ngươi là gia đình giàu có trốn ra ngoài có đúng hay không? Chỉ có gia đình giàu có mới nuôi nổi dị thú và hồ tiên. Sắc trời tối rồi, không bằng các ngươi đến thôn chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Tần mục trần chờ một chút, nhìn về phía Linh Dục Tú, Linh Dục Tú thấp giọng nói, thanh ngư đã mệt, không chạy nổi nữa. Tần mục cao mày, nếu lâu lan hoàng kim cung đuổi theo, chỉ sợ sẽ liên lụy bọn họ, linh dục tú nói nhỏ thanh ngưu một đường đến đây đều là đạp lên mây gió không để lại dấu chân muốn tìm được chúng ta rất khó không bằng như vậy nếu như thôn của bọn họ rất bí mật chúng ta liền qua đêm ở đó nếu là rất dễ chú ý chúng ta liền không ngủ lại tần mục gật gật đầu nói trưởng lão đã như vậy chúng ta liền quấy dày một đêm sáng mai lên đường ông lão kia cười nói người muốn sống thêm mấy ngày cũng không sao thôn chúng ta cũng không có mấy người đều là ông lão bà lão sống một ngày thiếu một ngày thân thể ngươi khỏe mạnh giúp ta đuổi dê một chút tần mục tiến lên thân pháp của hắn cực nhanh rất nhanh liền lùa đàn dê về cùng một chỗ ánh mắt ông lão kia sáng lên khen cô nương người thật tinh mắt tiểu tử này rắn chắc lại tài giỏi linh dục tú đỏ mặt trưởng lão mới không phải như người nghĩ ông lão kia cười ha ha mang theo bọn họ đuổi theo đàn dê vòng qua một khe núi đi tới một thôn trang nhỏ bên trong núi Thôn trang này không lớn, chỉ có chừng 20 căn phòng, tuy nhiên phần lớn đều trống trơn, chỉ có mười mấy ông lão bà lão ở lại. Núi rừng rất là u tĩnh, cây cối cao to, cũng không có người tu bổ, che khuất thôn nhỏ. Sao ở đây lại ít người như vậy? Tần Mục yên lòng, không hiểu hỏi. Mấy vị khả hãn chiến tranh mỗi ngày, người giết ta ta giết ngươi, ngươi tới bắt một nhóm trắng đinh, ta tới bắt một nhóm trắng đinh, bắt mãi bắt mãi nên ít người. Ông lão kia thở dài, nói, người có năng lực trong thôn đều bị mang đi chỉ còn sót lại mấy người già chúng ta không chuyển đi nổi cũng không muốn chuyển đi sau khi rời chỗ có thể đi đến nơi nào cũng may mấy năm qua bắt lính cũng không có bắt những bộ xương già chúng ta bạn già ơi trong thôn có khách tới thăm một bà cụ đang vá đồ vội vã run rẩy đứng dậy nhếch miệng cười nói khách tới thăm à ta đi làm cơm tần mục vội vàng nói để đó cho ta trước đây lúc ở trong thôn thường thường là ta làm cơm bà cụ tranh không nổi hắn chỉ đành cùng ông lão kia đồng thời nhìn hắn xào rau nấu cơm linh dục tú vội vã tiến lên mời hai ông bà ngồi xuống ở đâu đến thế bà cụ cười híp mắt nói ông lão kia hấp háy mắt nhách hai ngón tay cái kết hình thân ra cười nói từ gia đình giàu có trốn ra đấy vợ chồng son bỏ nhà theo trai đấy sắc mặt linh dục tú đỏ bừng thấp giọng nói mới không phải đây này chúng ta rất trong sạch đều là người từng trải hiểu rồi cô nương ra mặt mỏng bà cụ đánh giá nàng từ đầu đến chân lộ ra hàm răng thưa thớt cười nói cô nương tốt thân thể rắn chắc ngực và mông cũng không nhỏ tiểu tử rất may mắn ông lão kia cười nói tiểu tử cũng tốt khỏe mạnh lắm hơn nữa lại thật thà không dối gạt người nhìn thấy bộ xương giả ta đây cũng cực kỳ lễ phép bà cụ tiếp lời nói các ngươi trốn bên ngoài một hai năm rồi hãy về sinh đứa con mang nó trở lại nhà các ngươi không muốn nhận cũng không được linh dục tú vâng vâng dạ dạ tâm như nai và ngơ ngác không biết nên nói làm sao thầm nghĩ, nếu ta và chăn bò sinh con rồi trở lại, phụ hoàng ta còn không tức chết. Phi, phi, phụ hoàng sẽ không bị tức chết, nhưng nhất định sẽ chém đầu hắn. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Cũng không lâu lắm, cơm nước bay mùi, linh dục tú vội vã tiến lên hỗ trợ, ăn cơm xong, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, người trong thôn đều là ông lão bà lão, chỉ đốt đèn đầu, màn đêm vừa buông xuống liền đi ngủ. Tần mục giúp hai ông bà lão này dọn dẹp bát đũa, ông lão kia nói, phòng trống trong thôn còn nhiều, tự các ngươi chọn một nhà ở lại là được. Tần Mục cảm ơn, đi vào một căn nhà trống. Hồ Linh Nhi giúp đỡ dọn dẹp một phen, quét sạch ba gian phòng, tính toán nói, thanh ngư một gian, hồ ly tinh ngực to một gian, ta và công tử một gian. Ba gian, không thành vấn đề. Đột nhiên trong lòng Tần Mục có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên không trung có hai ngôi sao lớn từ phương Tây bay đến, chính đang di chuyển trên trời, vội vàng nói, tất cả trốn vào trong nhà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh Dục Tú, Thanh Ngưu và Hồ Linh Nhi vội vã vào nhà, mới vừa đi vào trong phòng, chỉ nghe một tiếng vù, hai cột sáng to lớn rơi xuống, soi thôn trang trong ngọn núi này sáng như ban ngày. Đó là hai ánh mắt, chủ nhân ánh mắt bay trên không trung, đang dò xét trên thảo nguyên, hai ánh mắt bung xuống tỏa ra ánh sáng vàng, soi sáng thảo nguyên, lướt nhanh qua thôn trang nhỏ bé trong núi này, sau đó đi xa tần mục thở phào nhẹ nhõm mở cửa phòng ngẩng đầu nhìn lên trời cao chỉ thấy hai ngôi sao lớn kia một đường buông cột sáng xuống bao phủ phạm vi sáu bảy dặm càng chạy càng xa không biết bá sơn sư huynh thế nào rồi hắn thực sự có chút lo lắng người đi qua lúc nãy hẳn là cường giả của lâu lan hoàng kim cung là tồn tại cấp bậc vu Vư vương một đường lần theo thanh ngư vẫn không lưu lại dấu vết mà thôn trang này lại ẩn giấu bên trong rừng núi trong thôn đều là người già ngủ rất sớm không có ánh đèn vì thế vị vu vương đã không phát hiện thôn trang này thế nhưng vị vu vương này một đường bay tới truy tìm bọn họ nói rõ bá sơn tế tử vẫn chưa ngăn cản được hắn rất có thể bá sơn tế tử đã bị thương hoặc là rơi vào vây công ngủ tần mục ném cho linh dục tú một cái bình ngọc nhỏ quả quyết nói sư muội long tiên có hiệu quả với vết thương trên người ngươi ngươi bôi lên thân thể trước bôi xong liền nhanh chóng đi ngủ sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức lên đường linh dục tú gật đầu đi vào nhà, sau một lát, cô bé này mở cửa phòng nhô đầu ra, mái tóc đen nhánh buông xuống trước ngực, lộ ra nửa cái bả vai bóng loáng, những bộ vị khác trên thân thể thì lấp sau cánh cửa, có chút ngượng ngùng, chăn bò, có nhiều chỗ ta không nhìn thấy, không bôi được. Ta giúp ngươi. Hồ Linh Nhi hứng thú bừng bừng chạy tới, cười nói, ta đến bôi giúp ngươi, không cần làm phiền công tử. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng hẳn tần mục đã thức dậy, hoạt động gân cốt một chút, mấy người già trong thôn cũng đều đã thức, âm thanh cho gà ăn chuyển đến, còn có tiếng đuổi dê trong chuồng ra ngoài, tiếng người già hỏi han, trong lúc hoảng hốt tần mục còn tưởng mình trở lại tàn lão thôn ở đại khư. Vợ chồng trẻ, rời giường trưa, bữa sáng làm xong rồi, đến nhà ta ăn sáng. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của bà cụ kia, tần mục đáp một tiếng, gọi Linh dục tú, thanh ngưu dậy, sau đó kéo hồ Linh Nhi ra khỏi chăn, rời khỏi gian phòng cũ nát này. Lúc này, chỉ nghe ngoài thôn truyền tới một thanh âm nói nơi này có một cái thôn chúng ta đến hỏi đường một chút hỏi cái gì ta không thể nào lạc đường được một âm thanh đầy tức giận cười lạnh nói năm đó ta đã qua nơi đó chính là chặn ở chỗ đó hơn một trăm ngày làm sao có thể lạc đường tần mục ngơ ngác lộ vẻ khó tin vội vàng đi về phía cổng thôn hỏi đường một câu cũng không chết ai ngươi nói ngươi nhớ đường kết quả mang theo ta loanh quanh trên thảo nguyên nhiều ngày như vậy ta lại không phải cái tên quẻ khốn kiếp kia chạy nhanh như vậy. Tần Mục bước nhanh tới cửa thôn, chỉ thấy một người mù trống trúc trượng chọc chọc đâm đâm đi tới, bên cạnh còn có một ông lão râu ria sồm sồm chỉ còn nửa người, sau lưng cắm hai con dao mổ lợn, hung thần ác sát. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới, không nói một lời nhấc ông lão nửa người kia lên, mùi ngùi ôm chặt ông, sau đó ném ông lão chỉ còn nửa người qua một bên, lại mùi ngùi ôm lấy ông già vừa gầy vừa mù. Đổ tể, ta nói rồi, lại đi nhầm đường phải không? người mù kia vội vã nghiêng đầu tránh tần mục ra dãy dụa hướng về đồ tể đang lơ ngơ không hiểu bị vứt tại góc tường nói người mang theo ta đi tái ngoại kết quả thì sao hả ngươi lại mang ta chạy về đại khư trở lại thôn chúng ta rồi mục nhi buông tay ta sắp bị ngươi ghìm chết rồi trưởng thôn đâu bà bà cũng quay về rồi sao dược sư dược sư chớ trốn ta nhìn thấy ngươi rồi sau một lát người mù và đồ tể chào hỏi mấy người già trong thôn mấy người già trong thôn nhìn thấy bọn họ còn già hơn mình lại tàn phế trong lòng đều là bội phục không thôi thầm khen một tiếng già mà chắc chắn linh dục tú từ trong phòng đi ra vừa mới gội đầu xong nhìn thấy hai ông lão thì sợ hết hồn vội vã chạy vào trong phòng trong lòng phanh phanh nhảy loạn là hai ông lão ngày đó hù dọa ta và tần tiểu tướng quân trên dũng giang tần mục thoát khỏi mấy người già trong thôn lấy túi vải bên hông ra nâng đáy túi vải lên đưa tay vào trong túi vải không ngừng tìm kiếm sau một lát xách ra hai cái chân sau đó lại kéo ra nửa người nói đồ ra ra nửa người dưới vàng rực rỡ này là của người bị thất lạc sao không phải đây không phải thân thể của ta đồ tể đánh giá nửa người dưới vàng rực rỡ này sau một lát dùng đao cắt vào một chân trong đó sờ sờ máu vàng chảy ra hồ nghi nói bộ thân thể này hình như là của vu tôn ta đã đấu với lão già này một trận rất quen thuộc máu của hắn nửa người dưới này đã chết hơn phân nửa không thể sử dụng tần mục cũng tiến tới sờ sờ máu màu vàng kia số máu này đã đông lại một nửa nhưng vẫn còn ẩn chứa từng tia từng tia nóng có một giọt máu còn ngọ nguậy trên đầu ngón tay của hắn muốn chui vào trong cơ thể hắn tần mục vội vã khống chế nguyên khí hóa thành chu tức nguyên khí không ngừng đốt cháy vất vả một hồi mới đốt hết giọt máu này nói nếu là nửa người dưới của vu tôn như vậy nửa người dưới đồ ra ra nhất định ở trên người võ tôn lão già này ngưỡng mộ ta vậy mà đến trình độ như thế này sao đồ tể sờ sờ dâu mép, dương dương đắc ý nói, như vậy con trai hắn sinh ra là của hắn hay là của ta? Tròm dâu như gốc dạ cứng, như gai sắt trên mặt ông bị tay sờ qua vang lên những tiếng rin rít. Ông càng nghĩ càng đắc ý, không nhịn được cười ha ha. Người mù không nhanh không chậm nói, nếu hắn thật sự sinh con trai cho ngươi, hoặc là sinh cho ngươi một đám con cái, vậy thì ngươi nhận hay không nhận? Đồ tể ngẩn ngơ, lập tức tắt tiếng, sự đắc ý lúc nãy không cánh mà bay người mù một câu đả kích đồ tể đến hồn bay phách lạc lại nói với tần mục nói mục nhi sao các ngươi lại ở chỗ này tần mục kể đầu đuôi câu chuyện một hồi người mù thất thanh nói các ngươi vậy mà đi tới lâu lan hoàng kim cung chắn cửa lá gan thật lớn lần này ta theo đồ tể ra ngoài cũng là muốn đi lâu lan hoàng kim cung chúng ta tìm hiểu được nửa người dưới của đồ tể bị lâu lan hoàng kim cung đoạt đi đồ tể nói là lấy về rồi không biết còn có thể nối lại hay không Tần Mục cười nói, nếu nửa người dưới chết rồi thì chắc chắn là không nối được. Tuy nhiên nếu nửa người dưới của Đồ Gia Gia ở trên người Vu Tôn, vậy thì chắc chắn là Vu Tôn, nhân lúc nửa người dưới của Đồ Gia Gia còn sống để nối lên. Chỉ cần tìm được Vu Tôn, chém đứt nửa người dưới của hắn, con liền có thể giúp Đồ Gia Gia nối lại thân thể. Người mù nở nụ cười, nói, đây là việc nhỏ. Tên khốn đồ tể này, xem như là hoàn chỉnh, trước đây ngay cả chim cũng không có. Đồ tể giận dữ, ta có thể dùng nguyên khí hiện ra thân thể, sao không có chim hả? Ta tiểu rột rột đều được. Hai người lại ầm ý lên, làm cho tần mục đau đầu. Tần mục vội vàng nói, bá sơn sư huynh còn bị vây ở lâu lan hoàng kim cung, đến nay không biết sống chết. Hai vị ra ra. Đồ tể lắc đầu nói, không cần phải để ý đến tên khốn đó, miệng hắn không có đóng kín, chuyện gì đều nói ra ngoài, lại nhảy rông dài liên tục. Ta gặp phải hắn ở Duyên Khang, hắn lại vẫn chưa có bởi vì nói bậy mà bị người đánh chết, ta ghét hắn nói nhiều, sợ bị hắn quấn lấy, nên mới bỏ đi. tuy nói như vậy, nhưng ông vẫn muốn lập tức lên đường, đi tới lâu lan hoàng kim cung, vẫn là lo lắng cho an nguy của bá sơn tế tử. hồ linh nhi và linh dục tú đã thu thập xong hành lý, linh dục tú đến nhà của ông cụ và bà cụ kia, đặt xuống mấy thỏi vàng. tuy bọn họ chỉ ngủ lại đây một đêm, thế nhưng được sự chiếu cố của mấy ông lão trong thôn này, hơn nữa mấy người trong thôn cũng đã già, trong thôn lại không có người trẻ tuổi để lại chút tiền cũng tốt giúp đỡ bọn họ vượt qua tuổi già. Đồ tể nhìn Linh Dục Tú một chút, hiển nhiên không nhớ rõ vị thất công chúa này, cười nói, ánh mắt tiểu tử thúi không sai, cô bé này lớn lên không tệ. Linh Dục Tú đánh bạo tiến lên, chào ông và người mù, nói, thanh ngưu đã ra ngoài ăn cỏ từ sáng sớm, còn chưa trở về, chúng ta ra ngoài tìm nó. Mọi người ra thôn, chỉ thấy một con thanh ngưu to lớn đang gặm cỏ trên thảo nguyên, vừa gặm nước mắt vừa rơi như mưa, trong miệng nói nhỏ từ khi ta theo lão gia luôn luôn đều là ăn rau chưa bao giờ ăn cỏ lão gia còn dành riêng cho ta vài mẫu đất trồng rau còn loại trồng hoa cho ta hồ linh nhi chạy lên nói ngưu nhị đừng khóc lão gia của lão gia nhà ngươi đến rồi lão gia nhà ngươi được cứu rồi thanh ngưu nhìn thấy người mù và đồ tể chỉ còn dư lại nửa người trên mặt bò run lên có chút hoài nghi bản lĩnh của hai người này mọi người leo lên lưng bò tần mục nói thanh ngưu ngươi yên tâm bọn họ rất lợi hại chúng ta mau chóng đi lâu lan hoàng kim cung cứ bá sơn sư huynh về thanh ngưu chỉ đành cất bước chạy lên đường cũ trên lưng bò linh dục tú quay đầu lại chỉ thấy thôn nhỏ kia đã biến mất bên trong núi rừng không còn nhìn thấy mấy ông lão kia nói mấy vị khả hãn tái ngoại chính đang giết tới giết lui ngươi đánh ta ta đánh ngươi nói rõ tái ngoại cũng vì sự quật khởi của duyên khang quốc mà cảm thấy nguy hiểm linh dục tú lấy lại bình tĩnh nói bọn họ cũng muốn xây dựng nên một đế quốc thống nhất tập hợp tất cả sức mạnh chống lại duyên khang vị khả hãn của man địch quốc này hẳn là một vị hùng chủ có hùng tâm tráng trí nếu tái ngoại thống nhất mà rơi vào tay hắn chỉ sợ duyên khang quốc ta sẽ gặp nạn hiện tại duyên khang ta nội loạn liên miên tần mục gật đầu trong này nhất định có sự gợi ý của lâu lan hoàng kim cung dù sao thì lâu lan hoàng kim cung cũng là thánh địa nếu nó chống đỡ khả hãn của man địch quốc thì chuyện nhất thống tái ngoại cũng không khó khăn ta phỏng chừng lâu lan hoàng kim cung hẳn là cũng có chút do dự lo lắng bồi dưỡng ra một duyên khang quốc khác mất đi khống chế với tái ngoại vì lẽ đó đến nay man địch quốc còn chưa nhất thống tái ngoại linh dục tú suy nghĩ một chút quả thực chính là đạo lý này chỉ là ba thánh địa lớn trong lãnh thổ duyên khang quốc đạo môn đại lôi âm tự và thiên ma giáo đều không ủng hộ duyên khang quốc không những không ủng hộ còn có vài môn phái làm loạn nếu man địch quốc được hoàng kim cung dốc sức ủng hộ chỉ sợ sẽ có sức mạnh tấn công duyên khang thanh ngư một đường chạy nhanh chạy gần nửa ngày đột nhiên người mù nói dừng lại thanh ngư vội vã dừng lại người mù chỉ chỉ về phía tây nam nói qua bên kia ta thấy bên kia có người đang chiến đấu thanh ngư buồn bực người mù nhìn thấy bên kia có người ở chiến đấu thấy thế nào được tuy nhiên nó không dám hỏi chỉ đành thay đổi phương hướng chạy về hướng tây nam linh dục tú cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tần mục tần mục giải thích mù gia gia là một người có thi lực tốt nhất thôn chúng ta người mù dương dương tự đắc Linh Dục Tú nhìn về phía con mắt của ông, chỉ thấy bên trong viền mắt trống rỗng, không có thứ gì, trong lòng buồn bực, sao thị lực của người mù lại tốt nhất. Đây là ý gì? Thanh Ngư chưa chạy được bao lâu, đột nhiên nhìn thấy trên một ngọn núi xa xa, có ánh đao ngang dọc, chỉ là khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt, lúc này mới bội phục người mù không thôi. Linh Dục Tú nghi ngờ không thôi, ông ấy đúng là người mù. Đồ tể cũng khen, thị lực người mù thật tốt. Tần Mục biết rõ năng lực tâm thần nhãn của người mù, từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc tuy mắt người mù không thể nhìn thấy thế nhưng đồ vật nhìn thấy lại nhiều hơn người khác hắn đứng dậy từ xa nhìn lại xung quanh ngọn núi kia còn có từng luồng sáng vàng lượn vòng quanh ngọn núi thanh ngưu chạy hết tốc lực cách ngọn núi kia càng lúc càng gần cũng không lâu lắm chỉ thấy từng luồng từng luồng ánh sáng kia trở nên càng ngày càng to quay chung quanh ngọn núi kia như là từng cái từng cái đai lưng xuyên tới xuyên lui bao quanh ngọn núi đến khoảng cách càng gần hơn thì lại thấy bên trong những luồng sáng vàng kia có rất nhiều đồ vật đó là thần thông của vu vương có luồng sáng vàng ẩn giấu từng thanh từng thanh loan đao bên trong có luồng sáng vàng chứa từng vị người vàng trói lọi còn có luồng sáng có rồng vàng uốn lượn bên trong thực lực vu vương kinh người chỉ có tu luyện tới cảnh giới thiên nhân mới có thể được gọi là vu vương nhưng dù sao thì lâu lan hoàng kim cung cũng là thánh địa tái ngoại đa số vu vương đến đây đuổi giết bá sơn tế tử đều là sinh tử cảnh thậm chí còn có một vị tồn tại cấp giáo chủ cảnh giới thần kiều khí thế lớn lao. Thanh ngưu cấp tốc chạy, cách ngọn núi kia chỉ còn 10 dặm, tần mục lại nhìn, chỉ thấy 8 góc đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc của ngọn núi kia, trên không trung mỗi nơi đều có một vị vu vương. Vu vương phía đông thân người đầu chim, cầm trong tay một cái gương tròn, tấm gương kia rất quái lạ, có 12 cây xương trắng như tuyết từ trong gương chĩa ra, bị hắn nắm ở trong tay, trong gương bắn ra một vệt sáng vàng. Vu vương phía tây thân người đầu báo, trong tay cầm một cây tiết trượng, Đỉnh tiết trượng buộc một đồ vật như đuôi đang tung bay, độ dài gần bằng tiết trượng, mà mũi trượng lại là một khô lâu màu vàng, mắt bắn ra ánh sáng vàng. Vu vương phía nam là một người vàng ba đầu, ba cái đầu sói. Vu vương phía bắc đầu người thân chim, lưng mọc hai cánh, hai cánh không ngừng phát ra từng thanh từng thanh kiếm màu vàng, kiếm vàng hóa thành một dòng kiếm tấn công về phía trung tâm ngọn núi. Mà dáng dấp của vu vương ở bốn phía đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc cũng là lạ lùng kỳ quái có mọc ra đầu thú tám tay, có mọc ra sáu chân, có mọc ra nhiều cánh, có trên mặt mọc ra nhiều mắt, lòng bàn tay cũng có mắt. Cho dù tần mục từng tiếp xúc vu tôn lâu la kinh, nhưng thấy tình hình này vẫn là không thể không thán phục sự tà quỷ và mạnh mẽ của môn công pháp này. Trung tâm ngọn núi kia, ánh đao ngang dọc đóng mở chống lại thần thông đánh tới từ tám hướng. Trên ngọn núi kia thỉnh thoảng có đá tảng rớt xuống, từng khối từng khối đá lớn như sân vuông. Tình huống như thế, ở phía xa là không thấy rõ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ như là hạt bụi đang rơi rụng, chỉ có đi tới gần mới biết những hạt bụi này khổng lồ đến cỡ nào. Ngọn núi đã bị thần thông của bá sơn tế tửu và tám vị vu vương gọt đến tựa như một cây cột trụi lủi, chỉ có đỉnh núi chỗ bá sơn tế tửu đang đứng thẳng còn có chút màu xanh của cây cỏ. Đồ tể liếc mắt nhìn, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, miệng rộng không chết. Chúng ta trở về thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mục giờ khóc giờ cười, Thanh Ngưu lại càng hăng hái lấy chân sông về phía trước. Còn chưa đi tới chân núi thì đột nhiên đồ tể bay lên trời, một vệt đao quang xé trời, cực kỳ rực rỡ, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy sau khi tia sáng này lướt qua thì hình như trở nên hơi đen, tựa hồ là ánh sáng quá chói lọi in vào trong mắt một vết đao, lại tựa như là quá sắc bén mà cắt cả bầu trời. Hắn không nhìn ra là loại nào. Thiên Khả Hãn. Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, giữa bầu trời một đầu người lăn xuống, chỉ còn một vu vương cánh chim không đầu đang đập cánh màu vàng tung tóe khắp giữa không trung chính là vu vương thân người đầu chim ở phía bắc kia trong rất nhiều vu vương ở đây chỉ có hắn là tồn tại cấp giáo chủ cảnh giới thần kiều kết quả bị đồ tể đánh lén cận thân một đao chém chết đồ tể là lưu phái chiến kỹ bị ông đến gần người thì kết quả có thể tưởng tượng được đồ tể hạ xuống vẫn vững vàng rơi lên lưng thanh ngưu bảo thanh ngưu quay lại nói lão gia nhà ngươi đã không quá đáng lo có bị thương nữa cũng có thể giết ra Thanh Ngưu, ngươi dẫn chúng ta đi lâu lan hoàng kim cung. Thanh Ngưu trần chờ, nói, lão lão gia không cứu lão gia ra sao. Lão gia hiếu thuận, lúc nào cũng nghĩ đến lòng tốt của người. Cứu hắn ra làm gì? Quấy giày ta sao? Đồ tể lắc đầu nói, những năm này, ta ở trong thôn cực kỳ thanh tĩnh, vừa nghĩ tới lại bị tên này lải nhải, ta liền đau đầu. Bảo ngươi đi thì ngươi đi, dài dòng nữa liền ăn thịt bò. Ngươi biết ở trong thôn ta làm gì không? Thanh Ngưu dùng mình một cái, không dám nói lời nào. Con bò này lanh lợi đã sớm nhìn ra ông là đồ tể giết lợn mổ bò. Sư phụ, trên ngọn núi kia, âm thanh của bá sơn tế tử truyền đến, hiển nhiên là bị thương, trung khí có chút không đủ, vui vẻ nói, sư phụ, quả nhiên là người. Ta liền biết người không chết, người bỏ ta tại duyên khang nhiều năm như vậy, chính mình đi ra ngoài tự do vui vẻ, người bồi thường cho ta sao đây? Ta có thật nhiều lời muốn nói với người. Chạy mau, đồ tể nói, thanh ngư vội vàng chạy về hướng lâu lan hoàng kim cung bá sơn tế tử đang muốn xông ra đỉnh ngọn núi kia bị bảy vị vu vương còn lại hợp lực chấn áp xuống không thể không trở lại đỉnh núi bảy vị vu vương kia cũng là cỡi hổ khó xuống tám người bọn họ hợp sức chấn áp bá sơn tế tử định luyện chết hắn không nghĩ tới thiên khả hãn đã chết nhiều năm trong truyền thuyết lại xuất hiện một đao chém chết vu vương mạnh mẽ nhất trong bọn họ vốn bọn họ còn tưởng rằng thiên khả hãn sẽ ra tay với bọn họ mà bá sơn tế tử lại phấn chấn tinh thần ngược lại triển khai đòn đánh sắc bén nhất về phía bọn họ ngăn cản bọn họ khiến bọn họ không thể chạy trốn, càng làm cho bọn họ sợ đến hồn phi phách tán. Mà lúc này, thiên khả hãn vậy mà bỏ bá sơn tế tử lại nơi này, cưỡi bỏ chạy. Bá sơn tế tử cũng như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, đột nhiên tỉnh ngộ lại, chửi tuét miệng, tàn nhẫn đâm xương sống sau lưng lão già. Lại qua gần nửa ngày, thanh ngưu mang theo bọn họ trở lại trước hồ nhược thủy, dừng bước lại. Đồ tể nhìn người mù một chút, nói, người mù, ngươi và mục nhi theo ta lên núi. Hiện giờ ta không có nửa người dưới, đánh không lại lão già kia. Được. Người mù từ trên lưng bò nhảy xuống, tần mục để linh dục tú, hồ linh nhi và thanh ngưu ở lại chỗ này, nói, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Linh dục tú gật đầu, tất cả cẩn thận. Đồ tể đi tới trước hồ nhược thủy, lắc đầu nói, tiểu tử bá sơn này, nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ, thậm chí ngay cả cái hồ này cũng không có chuyển đi. Ông hít vào một hơi thật sâu, linh dục tú, tiểu hồ ly và thanh ngưu ở phía sau không khỏi ngơ ngác, chỉ thấy xung quanh gió cuộn mây tuôn, đám mây giữa bầu trời cũng bị cuồng phong cuốn tới tuôn về miệng ông lão chỉ còn nửa người dưới trước mặt bọn họ này địa thế thảo nguyên cao đám mây tương đối thấp nhưng cách bọn họ cũng trăm nghìn trượng ông lão này hít một hơi ngay cả mây trắng trên bầu trời đều bị hít vào trong bụng mạnh đến nỗi có chút thay quá đây là đây là cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất trong truyền thuyết tinh thần linh dục tú chấn động mạnh từ khi quốc sư duyên khang triệu tập cao thủ lưu phái chiến kỹ đến bàn luận võ đạo cường giả lưu phái chiến kỹ người chết đã chết, người chạy đã chạy, cũng có người ẩn nấp biến mất. Tuy nhiên lần chiến đấu luận bàn đó, cũng chưa từng xuất hiện cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất. Lưu phái chiến kỹ mạnh mẽ ở thân thể, mà đặc điểm của cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất đó chính là, một vị trí nào đó trên thân thể của bọn họ đã thành thần. Bọn họ không cần dốc hết sức triển khai thần thông, mỗi cử chỉ mỗi hành động chính là thần thông. Hiển nhiên ông lão chỉ có nửa người trên này chính là nhân vật như vậy đồ tể hít đầy một hơi đám mây ở gần bọn họ cơ hồ bị ông hút hết sạch sau đó thổi ra một hơi dầm hồ nhược thủy phía trước bọn họ đột nhiên bị hất lên sóng nước càng lúc càng cao như là một vùng biển dựng thẳng lên vùng biển dựng thẳng lên này đang nhanh chóng lùi về sau hầu như là trong nháy mắt liền bị thổi bay vào trong núi tuyết lấp đầy những thung lũng to to nhỏ nhỏ trong núi tuyết phía trước bọn họ hồ nước cạn khô ngay cả xương trắng trong hồ cũng bị thổi bay Tuy đáy hồ còn có chút ẩm ướt, nhưng cũng không còn nước bùn. Nước bùn cũng bị thổi sạch sành xanh, xanh. Tần mục mở thiên nhãn nhìn lại, tấm lụa mỏng bao phủ mặt hồ kia cũng bị đồ tể thổi một hơi không thấy tung tích, không biết bay về đâu. Cao thủ lưu phái chiến kỹ đỉnh cao nhất sẽ, không có pháp thuật thần thông thay đổi địa hình. Thế nhưng nhân vật như vậy thì thân thể vô cùng mạnh mẽ, thay đổi địa lý, thay đổi thời tiết, sao phải cần pháp thuật thần thông. Nếu như có thể có được thân thể của lưu phái chiến kỹ, kiếm thuật của lưu phái ngự kiếm, thần thông của lưu phái pháp thuật vậy chẳng phải là vô địch rồi tần mục hấp háy mắt đuổi theo đồ tể hắn tu luyện chính là bá thể tam đan công bá thể tam đan công cái gì cũng tốt chỉ là không có thần thông cũng không có pháp môn tu luyện thân thể càng không có kiếm pháp cũng chính bởi vì hắn tu luyện là bá thể tam đan công nên đồ tể mới không truyền công pháp tu luyện thân thể cho hắn tránh làm lỡ tiến cảnh tu vi của hắn kỳ thực mỗi người trong thôn đều có công pháp độc đáo của riêng mình tuy nhiên ai cũng không truyền thụ cho hắn bên trong lâu lan hoàng kim cung truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc một hơi thổi bay hồ nhược thủy phía trước hoàng kim cung thần thông thông thiên triệt địa cỡ này thật không thể tưởng tượng nổi sao có thể không làm cho tinh thần đám đại vu vu sĩ trong hoàng kim cung chấn động trước thánh điện vu tôn cầm quyền trượng trong tay đứng đó trong mắt chiếu ra hai vệt sáng vàng rơi vào thân thể ba người đang từ đáy hồ đi qua khoái mắt run lên hắn là trưởng giáo của hoàng kim cung bởi vì ước ao thân thể mạnh mẽ của đồ tể nên sau khi biết đồ tể múa đao với trời bị các thần chém thì liền lập tức lẻn vào duyên khang tiêu diệt môn phái nhỏ đạt được nửa người dưới của đồ tể kia cướp lấy nửa người dưới của đồ tể hắn biết rõ thân thể của đồ tể vượt xa cơ thể của mình bởi vậy dứt khoát kiên quyết cắt đứt nửa người dưới của chính mình đổi thân thể của đồ tể vào mà hiện tại tình hình trong trong ác mộng của hắn đã biến thành sự thật vị thiên khả hãn kia vẫn chưa chết ông ta còn sống hiện tại tìm đến mình muốn lấy lại nửa người dưới của ông ta khóe mắt vu tôn run rẩy dữ dội xoay người đi vào thánh điện trên điện thờ bên trong thánh điện có từng bộ từng bộ xương vàng đang ngồi xếp bằng, có hình người, cũng có hình thú, tổng cộng có 18 điện thờ. Trong 17 điện thờ đều là xương vàng, bên trong điện thờ thứ 18, thì lại có một ông lão đầu dối bù chỉ còn lại ra bọc xương đang ngồi, bất động như chết. Đại tôn, thiên khả hãn đến rồi. Vu tôn chống trượng, quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói. Lão già đầu bù xù, gầy khô như que củi trong điện thờ kia mở mắt, ánh mắt cực kỳ sắc bén, Âm thanh như cú, thánh đồng chuyển thế mà ta bảo ngươi tìm cho ta đâu. Trên cái chán vàng rực rỡ của Vu Tôn bốc lên mồ hôi hột màu vàng li ti, khàn giọng nói, vẫn chưa tuyển được. Âm thanh lão già đầu bù xù kia sắc bén, không có thánh đồng chuyển thế, ta chuyển 17 đời này chẳng phải là điều uổng phí. Ta cách thành thần, chỉ kém nửa bước, nửa bước. Vu Tôn cúi đầu thật sâu, không dám nói lời nào. Ông lão đầu bù xù kia lạnh lùng nói, có ta ở đây, thiên đào không dám làm khó dễ ngươi, thế nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng hao tổn tính mạng để giúp ngươi. Ngươi trả lại nửa người dưới cho hắn, lập tức tìm thánh đồng chuyển thế cho ta. Vu tôn thất kinh trong lòng, đột nhiên một vệt sáng lướt qua, cắt một nhát lên eo hắn, khiến hắn không kịp trở tay. Vu tôn trầm mặc, sau một lát, mở miệng nói, ra thố sư đệ, ngươi vào đây. Một vị vu vương nghe thế, vội vã đi vào thánh điện, không người nói, vu tôn, có chuyện gì? Vu tôn giơ quyền trượng lên, đâm thủng đầu hắn, sau đó chặt nửa người dưới của hắn xuống, nối vào thân thể của chính mình. Sắc mặt không hề lay động, không người nói, sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.